Thiên Võ Thánh Vò, trên thực tế là Yến Trường Ca thiết lập, Yến Trường Ca chính là đệ nhất Thiên Võ Đại Đế, sau đó hắn cảm thấy thành lập Thiên Võ Nghiệp Bá, quá mức xa xa không kỳ, thực hiện không được nguyện vọng trong lòng, liền từ đi giáo chủ vị, tự lập môn hộ, thành lập Thánh Nhân Đạo Thống. Chỉ bất quá, chúng ta Thiên Võ Thánh Vò làm việc khiêm tốn, chỉ ở sau lưng phát triển tín đồ, âm thầm tìm Thiên Võ Ngọa Long Kinh, cho nên thế gian có rất ít người biết, cũng không biết Yến Trường Ca thật ra thì chính là sơ quyền giáo chủ. Diệp Thần nghe ông lão giải thích, trong lòng lại là một hồi rung động. Lúc đầu tâm ma trước chủ Yến Trường Ca, lại còn là Thiên Võ Thánh Vò người sáng lập, ngày xưa chính là Thiên Võ Thánh Vò sơ quyền giáo chủ. Khó trách Yến Trường Ca Thánh Nhân Đạo Thống, phát triển được như thế hưng thịnh, hắn vốn chính là Thiên Võ giáo chủ, từng có truyền thụ dạy nghiệp kinh nghiệm, muốn phát triển đạo thống, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nhìn màn sáng bên trong hình ảnh, cái đó bạch bào thanh niên, chính là đời thứ hai Thiên Võ Đại Đế, hiển nhiên căn cơ bất ổn, cũng không có Yến Trường Ca như vậy uy vọng, không thể phục chúng, cho nên Diệp Thần trước mắt năm cái các ông già, đối đãi vậy bạch bào thanh niên ánh mắt, cũng không thế nào cung kính, hiển nhiên không buông ở bên trong mắt. Nghe nói Thiên Võ Ngọa Long trải qua tổng cương, ngay tại ở trên tay ngươi, này cùng thiên địa cao nhất bí pháp, ngươi không tư cách chấp trưởng, mau giao ra đây cho ta. Hình ảnh bên trong, Hồng Thiên Kinh giọng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Thiên Võ Đại Đế, lớn tiếng quát lên. Vậy Thiên Võ Ngọa Long trải qua tổng cương, cũng không ở Thiên Võ Đại Đế trên tay, mà là ở năm cái hộ pháp trưởng lão trong tay. Thiên Võ Đại Đế gương mặt cứng đờ, nói Thiên Võ Ngọa Long Kinh không có ở đây ta trên tay, xin Hồng Thiên Vương thứ tội, hơn nữa này các loại bí pháp, chúng ta há có thể tùy tiện giao ra. Hồng Thiên Vương đường đường cấp trên, chẳng lẽ muốn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ha ha ha! Hồng Thiên Kinh ngửa mặt lên trời cười to, nói ta thì phải ỷ mạnh hiếp yếu, người có thể làm ta thế nào? Cái thế giới này, vốn chính là người mạnh là vua, tên yếu định trước chỉ có thể bị người khi dễ, quả đấm lớn, chiếm đoạt hết thảy lợi ích, người ngày hôm nay không chịu giao ra kinh thư, ta liền giết sạch ngươi cả nhà. Nghe vậy, Thiên Võ Đại Đế thần sắc đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Thiên Kinh cậy mạnh như vậy vô lễ. Vực ngoại võ giả, đối với cấp trên ấn tượng, còn dừng lại ở Thái Thượng Thiên Nữ trên mình. Tất cả mọi người đều lấy là, cấp trên đều giống như Thái Thượng Thiên Nữ như vậy, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cho tới bây giờ không ỷ mạnh hiếp yếu, lại không nghĩ rằng, lại còn có Hồng Thiên Kinh này cùng tồn tại. Chính xác mà nói, thật ra thì Thái Thượng Thiên Nữ mới là dị số, giống vậy cấp trên, đều là không chừa thủ đoạn nào tồn tại. Ngươi dám tắm máu ta Thiên Võ Thánh Vò, ngươi sẽ không sợ nhân quả trừng phạt sao? Thiên Võ Đại Đế tức giận thất sắc, lại là sợ hãi. Ha ha ha, ta hạ xuống nơi này, chỉ là một đạo phân thân, chỉ có ta bản thể một phần vạn thực lực, nếu như các ngươi liền ta một phần vạn sát phạt, cũng không đỡ được, đó chính là một đám chân chính con kiến hôi, ta sợ gì thiên phạt. Hồng Thiên Kinh vẫn là ngửa mặt lên trời cười như điên, cũng sẽ không nói nhảm, đột nhiên xách Hiên Tịch Thiên Kiếm, tiến vào thánh vỏ bên trong. Suy, kiếm khí một cướp, như sao sông bạo rơi, máu tươi văng tung tóe. Ít nhất có hơn 10.000 người, trong nháy mắt bị Hồng Thiên Kinh giết chết, liền thi thể đều không lưu lại, ở Yên Tịch Thiên Kiếm kiếm khí hạ, hoàn toàn lâm vào là giả không. Một đám phế vật, nếu các ngươi không chịu giao ra kinh thư, vậy hãy để cho các người xem, ta Yên Tịch Thiên Kiếm thần uy. Hồng Thiên Kinh nhanh tiếng cười to, xông vào trong đám người, khua kiếm cuồng sát. Hắn xuất kiếm không có chương pháp gì, nhưng bởi vì thực lực chân thực quá lợi hại, cao nhất thiên kiếm lại chân thực quá sắc bén, mỗi một kiếm giết ra, đều là đầu người cuồn cuộn, không biết có nhiều ít tín đồ sinh mạng, bị hắn thu hoạch. Cái này, đây chính là cấp trên thực lực. Thiên Võ Đại Đế thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người, vậy hoàn toàn rung động. Hồng Thiên Kinh giống như là một con mãnh hổ, tiến vào bầy cừu bên trong, căn bản không có bất kỳ tồn tại, có thể ngăn cản hắn uy mãnh. Toàn bộ Thiên Võ Thánh Võ thế giới, rất nhanh rơi vào hỗn loạn bên trong, khắp nơi đều là kêu thảm thiết, máu tanh, kiếm khí, giết hại. Mấy triệu Thiên Võ tín đồ, muốn tổ chức phản kích, nhưng mặc cho vì sao phản kháng thủ đoạn, ở Hồng Thiên Kinh Yên Tịch Thiên Kiếm hạ, cũng cùng giấy tựa như, nhẹ nhàng đụng một tí liền bị phá hủy. Thiên Võ Đại Đế hoàn toàn luống cuống, cũng không dám ứng chiến, xoay người thoát đi. Lại có thể lâm trận chạy khỏi. Ha ha ha, cái gì Thiên Võ giáo chủ, đều là phế vật.
Vậy Yến Trường Ca bị ta một đầu ngón tay tiêu diệt, ngươi lại có thể chạy đến nơi nào đi? Hồng Thiên Kinh liều lĩnh cười to, tay trái huy trưởng đánh ra, cách không hướng Thiên Võ Đại Đế lướt đi, muốn một trưởng đánh chết. Vạn giới ẩn trốn thuật. Thiên Võ Đại Đế kinh hãi muốn chết, sống chết trước mắt, thi triển một cái thuật pháp, thân hình lại có thể bỏ chạy ra, một cái nhảy, tựa như xuyên qua thời không, lập tức biến mất không thấy. Ồ, vạn giới ẩn trốn thuật, ngươi lại có thể sẽ thần thông như vậy. Hồng Thiên Kinh hơi kinh hãi, một trưởng nhưng là không có giết chết Thiên Võ Đại Đế, ngược lại bị hắn chạy. Lúc đầu Thiên Võ Đại Đế mới vừa chạy trối chết thủ đoạn, kêu vạn giới ẩn trốn thuật, là một môn hồng mông nguyên thuật, từ chui thiên bí mật đi thuật bên trong thăng lột xác tới. Chui thiên bí mật đi thuật, Diệp Thần vậy gặp qua, là lấy trước hiên viên mặc tà thiên đạo cung bên trong hồng mông cổ pháp, có thể che giấu thân hình. Môn thuật pháp này, thăng cấp thành hồng mông nguyên sau khi giải phẫu, có một cái kỳ diệu hiệu quả, chính là có thể ngắn ngủi nhảy ra thế giới hiện thật, qua lại đến không biết thời không bên trong. Một khi thi triển ra vạn giới ẩn trốn thuật, liền chân chính nhảy ra vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, có thể né tránh hết thảy sát phạt, hết thảy nhân quả, hết thảy thiên phạt, chân chân chính chính nhảy ra thế giới hiện thật. Bất quá, môn thuật pháp này, nguy hiểm lớn vô cùng, nếu như nhảy ra thế giới hiện thật thời gian, quá mức rất lâu, thì sẽ hoàn toàn rơi vào bị lạc, vĩnh viễn bị kẹt ở không biết thời không bên trong, cả đời cũng không về được. Cho nên, Diệp Thần liền thấy hình ảnh bên trong, Thiên Võ Đại Đế mới vừa tránh Hồng Thiên Kinh nhất kích, thân hình biến mất sau đó, lập tức ngay tại ngoài mấy dặm bầu trời, lần nữa hiện ra. Hiển nhiên, Thiên Võ Đại Đế nhảy ra thế giới hiện thật sau đó, không dám nhảy ra quá lâu, lại lập tức trở về tới. Ngăn lại hắn, Thiên Võ Đại Đế sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên hao phí hàng loạt linh khí, lớn tiếng quát một tiếng làm, nhưng không dám đối mặt với Hồng Thiên Kinh, vẫn là chạy trốn đi. Hắn dưới quyền tín đồ, đều là không sợ chết, vì bảo vệ hắn rút lui, tựa như điên đánh về phía Hồng Thiên Kinh, như bướm bay dập lửa. Ha ha ha, đường đường Thiên Võ giáo chủ, lại muốn lâm trận chạy khỏi, ngươi liền cho Yến Trường Ca sách giày cũng không xứng. Có cái gì tư cách thừa kế võ tổ đạo thống? Hồng Thiên Kinh lạnh giọng cười to, lại không có đuổi theo Thiên Võ Đại Đế. Hắn tuy tàn bạo, nhưng chỉ giết người, không giết chó. Ở hắn trong mắt, cái này lâm trận chạy trốn Thiên Võ Đại Đế, đã là không bằng heo chó phế vật, giết cũng chỉ là dơ bẩn kiếm của mình. Huống chi, Hồng Thiên Kinh cũng biết, Thiên Võ Ngọa Long Kinh ở đó năm cái hộ pháp trưởng lão trong tay, không có ở đây Thiên Võ Đại Đế trên tay, người sau coi như chạy khỏi, cũng đúng đại cuộc không ngại. Chiến đấu hình ảnh vẫn còn tiếp tục, Diệp Thần liền thấy rõ, Hồng Thiên Kinh thế như trẻ tre, giết sạch mấy triệu tín đồ, cuối cùng cùng với năm đại hộ pháp trưởng lão đối lập. Năm đại hộ pháp trưởng lão, sử dụng Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương, ngăn cản Hồng Thiên Kinh kiếm khí sát phạt. Rằng co cục diện, rằng co ba ngày, đều không gặp thắng bại. Ha ha, các ngươi tội gì vùng vẫy, ngược lại không như cầm kinh thư giao cho ta, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ ta đột phá phòng ngự, chính là các ngươi ngày rỗ. Hồng Thiên Kinh lạnh ngắt cười, trang này Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương, mang theo võ tổ nhân quả, hơi thở đặc biệt khoáng đạt, liền liền hắn Yên Tịch Thiên Kiếm, đều không thể tùy tiện phá hỏng, muốn chân tránh phá vỡ phòng vệ, có thể cần mười mấy ngày thời gian, đặc biệt rất lâu. Năm đại hộ pháp trưởng lão, nhưng là cắn chặt hàm răng, chết cũng không chịu đem kinh thư giao ra. Cục diện rằng co, lại kéo dài hai ngày, Hồng Thiên Kinh tựa hồ có chút không nhịn được. Đột nhiên, một đạo phi kiếm truyền thư, từ ngoại giới bắn tới, rơi vào Hồng Thiên Kinh bên người. Hồng Thiên Kinh sơ lược vừa thấy, nhất thời thần sắc đại biến, lẩm bẩm nói, hằng cổ thánh đế muốn phi thăng, đây có thể thật to không ổn. Ánh mắt lóe lên gian, Hồng Thiên Kinh cắn răng, nhìn về vậy năm cái hộ pháp trưởng lão nói, các ngươi đáng chết, lại dám cãi lại ta ý chí, ta ngày hôm nay trước phong ấn các ngươi tu vi, đối với ta hoàn thành nhiệm vụ, lại đến lấy các ngươi mạng chó. Dứt lời, Hồng Thiên Kinh thân thể cháy, lại có thể trực tiếp hy sinh mình cái này cái phân thân, hóa thành một cổ hùng hậu năng lượng, hạ xuống đến năm vị hộ pháp trưởng lão trên mình. À, ngũ lão nhất thời phát ra kêu thảm thiết, tu vi lập tức gặp phải phong ấn, té xỉu rồi. Hình ảnh tới nơi này, vậy hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần toàn bộ hành trình nhìn xong, chỉ rung động được không nói ra lời. Cái này còn chỉ là Hồng Thiên Kinh một đạo phân thân,
chỉ có một phần vạn thực lực mà thôi, cũng cường hãn như vậy, một người một kiếm liền giết mặc toàn bộ thiên võ thánh võ, nếu như là hồng thiên kinh chân thân, vậy còn có. Cấp trên thực lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi khủng bố, đơn giản là nghịch thiên vậy ngoại hạng, không có thể tưởng tượng tồn tại. Luân hồi chi chủ, đây chính là ngày xưa toàn bộ đi qua, vốn là chúng ta 5 người, cũng chuẩn bị hy sinh, không nghĩ tới hồng thiên kinh đột nhiên rời đi, sau này hắn cũng không có trở lại nữa. Lão kia người ánh mắt thê lương, nhìn một bên võ tổ pho tượng. Hồng thiên kinh sát phạt ngút trời, không thể nhất thế, nhưng ban đầu tắm máu thiên võ thánh vào thời điểm, hắn nhưng cũng không có phá hoại võ tổ tượng đá. Toàn bộ thánh vào cung điện, đều bị hồng thiên kinh phá hủy, nhưng dù vậy, võ tổ tượng đá cũng không có bị chút nào hư hại. Hiển nhiên, đối với võ tổ, hồng thiên kinh cũng là tâm tồn tôn kính, không dám quá mức xúc phạm. Diệp thần cao mày, xem ra ngày xưa hồng thiên kinh, là tạm thời nhận được vạn khư thần điện nhiệm vụ, muốn diệt trừ hằng cổ thánh đế, chuyện quá khẩn cấp, cho nên chỉ có thể bị buộc rời đi thiên võ thánh vỏ. Sau đó, hồng thiên kinh bởi vì tai nạn ma nữ tự bạo, bị trọng thương, phải làm trước chữa thương, không thời gian trở về cướp lấy thiên võ kinh thư, cho nên cái này 5 cái hộ pháp trưởng lão, cũng may mắn còn sống sót, một mực giữ kinh thư tổng cương, cho đến ngày hôm nay. Luân hồi chi chủ, ta thiên võ thánh vỏ, mấy triệu tín đồ, đều bị hồng thiên kinh tàn sát, thù này không đội trời chung, nếu ngươi là võ tổ truyền nhân, xin ngươi hãy thay chúng ta trả thù, nhất định phải tru diệt hồng thiên kinh. Lão kia người giọng bi thương, mang căm hận. Năm đó hồng thiên kinh tắm máu thiên võ thánh vỏ, một màn cảnh tượng thê thảm, rành rành trong mắt, bọn họ không cách nào quên, chỉ muốn báo thù. Hơn nữa, cũng chỉ có giết chết hồng thiên kinh, bọn họ trên mình phong ấn, này có thể tháo ra, khôi phục vốn là thực lực. Ngay lúc nói chuyện, lão kia người muốn nhận dạy thiên võ kinh thư tổng cương. Tiền bối, đợi một chút, lại cho ta liếc mắt nhìn. Diệp thần trong lòng động một cái, nhìn vậy kinh thư tổng cương, trong sâu thẳm, hắn tự hồ cảm nhận được, mình nhiều năm tích lũy tu vi, tất cả võ đạo nội tình, đều phải bị nổ, hậu tích bạc phát, chân chính bộc phát ra. Ngươi có thể nhìn thấu cái này kinh thư tổng cương. Lão kia người kinh ngạc không thôi, cái này kinh thư tổng cương, bị nặng tầng phong ấn xiềng xích trói buộc ở, mặc dù có thể thấy chữ viết, nhưng căn bản bắt không tới bất kỳ nhân quả chập chờn, vậy không cảm giác được võ tổ truyền thừa, tại chưa có phá vỡ phong ấn trước, ngang hàng một tấm giấy vụn, không có bất kỳ tu luyện giá trị. Diệp thần nhưng không nói lời nào, yên lặng nhìn kinh thư tổng cương lên chữ viết, luân hồi huyết mạch mơ hồ sôi trào, tựa hồ xuyên thấu vô số nặng bình phong che chở, chạm đến võ tổ lưu lại ý chí. Người ngoài không nhìn thấu kinh thư nhân quả, nhưng là, Diệp thần có luân hồi huyết mạch, được trời ưu đãi, lại có thể xuyên thấu trùng trùng phong tỏa hạn chế. Coi như là thiên võ ngọa long trải qua phong tỏa, cũng không ngăn nổi luân hồi huyết mạch xuyên qua. Hơn nữa, hắn còn có võ tổ đạo tâm, lại đi xem trang này kinh thư thời điểm, liền cảm thấy các loại cao nhất nghĩa sâu xa, cuồn cuộn tới, trong lòng lại có một loại thể hồ quán đỉnh vậy cảm giác. Oanh! Diệp thần nhiều năm tích lũy võ đạo nội tình, ở nơi này trang thiên võ kinh thư tổng cương dưới sự kích thích, rốt cuộc bùng nổ. Một hồi vô cùng mênh mông kim quang, ngay tức thì từ Diệp thần trong cơ thể nổ đi ra, kim quang bên trong, có tinh hồn chém, thiên long bát thần âm, tám bộ phù đồ khí nguy nga khí tượng, còn có chân võ diệt Phật trận, pháp hoa mất đi trời, đại hoang thiên lôi vân. Vân thần uy. Sau đó, ở vô tận kim quang bên trong, trào đãng xuất hào hùng ma khí. Hàng tỷ thiên ma triều bái, vĩnh dạ ma thuẫn, ma đạo nắm giữ, nặng nguyên khói độc vân. Vân dị tượng, ngay tức thì tràn ngập ra. Phật ma hòa hợp, ở Diệp thần sau ót huyễn hóa ra một lăn tăn rung động vậy vầng sáng, chư thiên lại có thể vang lên thánh Phật và thiên ma ngâm sướng, ở Phật ma ra, lại nổ lên tiên đạo khí tượng, bát quái lò luyện đan, thiên tiên cá chép, long hổ thiên sư vân. Vân, vần quanh không ngừng. Diệp thần võ đạo nội tình, tiên Phật ma vân. Vân các loại khí tượng, đều ở đây trong nháy mắt nổ đi ra. Cái này thiên võ kinh thư tổng cương, phảng phất như là một cái kíp nổ, một tí nổ, trực tiếp để cho Diệp thần huyết mạch sôi trào, tiên quang ngất trời, Phật ma sáng chói, hiển lộ ra vô cùng kinh khủng thở mạnh voi. Cái gì? Ngươi lại có thể lĩnh ngộ thiên võ tổng cương? Cái này không thể nào. Chẳng lẽ trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch, liền thiên võ ngọa long trải qua phong ấn, cũng có thể xuyên qua đột phá? Vậy năm cái hộ pháp các trưởng lão,
nhìn Diệp Thần quanh thân hào hùng khí tượng, nhất thời vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn rung động. Oanh! Diệp Thần trên đỉnh đầu, cuối cùng diễn hóa ra liền lục đạo luân hồi pháp dị tượng, luân hồi chi bàn thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, vậy tiên Phật ma thở mạnh voi, tựa như bách xuyên về biển vậy, toàn bộ dòng nước chảy tiến vào luân hồi chi bàn hư ảnh bên trong đi. Ta chuẩn bị đột phá. Diệp Thần trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy cả người linh khí dục dịch, lại có đột phá dấu hiệu. Hắn võ đạo nội tình, cực kỳ thâm hậu, muốn đột phá, so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần, nhưng vào lúc này, bị thiên võ tổng cương kích thích, Diệp Thần nhưng là có đột phá dấu hiệu, trong kinh mạch tiềm lực bị kích thích ra, sắp muốn một bước lên trời. Các vị tiền bối, thay ta hộ pháp. Diệp Thần ngự gió bay lên, chiếm cứ ở trên trời, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu cảm ngộ đột phá. Vậy năm cái hộ pháp trưởng lão, vô cùng rung động, không nghĩ tới Diệp Thần thật lĩnh ngộ thiên võ tổng cương, thậm chí còn có đột phá dấu hiệu. Luân hồi chi chủ, người lĩnh ngộ thiên võ tổng cương, người chính là thiên võ thánh võ một đời mới giáo chủ. Không sai, luân hồi chi chủ, người chính là đệ tam đại thiên võ đại đế, chúng ta nguyện ý vì ngươi cống hiến. Giáo chủ ở trên cao, xin nhận chúng ta một bái. Đám người lão sùng bái không thôi, ở trong lòng bọn họ, Diệp Thần có thể lãnh ngộ thiên võ tổng cương, chính là thừa kế võ tổ đạo thống, có tư cách trở thành thiên võ thánh võ giáo chủ, đạt được thiên võ đại đế phong tước hiệu. Thiên võ thánh võ, từ Yến Trường Ca khai sáng sau đó, nhị đại mà chết, đời thứ hai thiên võ đại đế, thậm chí lâm trận chạy khỏi, không biết tránh đi nơi nào. Hiện tại toàn bộ thiên võ thánh võ, đã hoàn toàn suy sụp. Đám người lão nhưng là muốn cho Diệp Thần thừa kế dạy nghiệp đạo thống, chấp trưởng thiên võ khí vận, trở thành đệ tam đại đại đế giáo chủ. Bọn họ cung kính hướng Diệp Thần triều bái, sau đó phân tản ra, bảo vệ ở Diệp Thần chung quanh, thay Diệp Thần hộ pháp, miễn được chuyện gì xảy ra bất ngờ. Diệp Thần cảm nhận được đám người lão thái độ thay đổi, nhưng cũng không nói gì, bởi vì hắn sự chú ý, đều đặt ở tự thân đột phá trên. Ông, luân hồi chi bàn hư ảnh. Không ngừng chấn động, khí thế mạnh mẽ mãnh liệt cổn đáng đi ra, Diệp Thần kinh mạch áp lực to lớn, hắn võ đạo nội tình chân thực quá thâm hậu, đột phá đặc biệt khó khăn, hơn nữa hung hiểm vô cùng. Lần này võ đạo nội tình, bị thiên võ tổng cương nổ, Diệp Thần kinh mạch các nơi, khắp nơi đều là nổ, linh khí bạo nghịch mãnh liệt, chỉ phải hoàn toàn chấn áp xuống tới, hắn mới có thể thuận lợi đột phá. Mà lúc này, Thánh Thiên Phủ, đao kiếm tiên cốc bên trong. Thiên Tàm nương nương sắc mặt trắng bệch, ngâm ở một nơi linh tuyền bên trong, khôi phục tự thân linh khí. Đao kiếm thiên tinh bị đế thích thiên chiếm đoạt, sau đó nàng lại phát động thẩm phán chi kiếm, hao tổn lớn, có thể tưởng tượng được. Luân hồi chi chủ thằng nhóc kia đã chết rồi sao? Thiên Tàm nương nương mở mắt ra, ở nàng bên người, hầu hạ trước mười mấy thị nữ, ở linh tuyền bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả bảo vệ. Một cái thị nữ sợ hãi đáp, hồi bẩm nương nương. Hẳn là chết, các vị trưởng lão suy diễn thiên cơ, cũng không có bắt được luân hồi chi chủ hơi thở. Thiên Tàm nương nương nói, nếu chết, vậy hắn thi thể ở nơi nào? Thẩm phán chi kiếm, đỉnh cấp sát phạt, Thiên Tàm nương nương vậy dự liệu Diệp Thần hẳn phải chết, nhưng không thấy thi thể, cuối cùng bất an tim. Dẫu sao, luân hồi chi chủ khí vận, chân thực quá khoáng đạt bàng bạc, đồ sát thánh đại hội giết không chết hắn, năm đại thiên điện giết không chết hắn. Thiên Tàm nương nương cũng không có tuyệt đối chắc chắn, dám xác định luân hồi chi chủ thật đã chết rồi. Nương nương, bí cảnh đã bị phá hủy, các vị trưởng lão vậy không vào được, thi thể mang không ra ngoài. Thị nữ kia vô cùng sợ hãi, cúi đầu trả lời. Hiện tại toàn bộ bí cảnh, đều bị Thiên Tàm nương nương phá hủy, bên trong thành một mảnh phế tích, hơn nữa không gian quy luật toàn bộ nổ tung, sắp muốn hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất, lâm vào là hư vô không gian bụi bặm. Ai cũng không khả năng lại đạp tiến vào. Thiên Tàm nương nương ánh mắt lạnh lùng, trong truyền thuyết tai nan thiên kiếm, ngay tại luân hồi chi chủ trên tay, không lấy lại tai nan thiên kiếm, nàng trong lòng vì sao an. Không tìm được Diệp Thần thi thể, chính là không tìm được tai nan thiên kiếm, cùng bí cảnh lâm vào là không gian bụi bặm, thanh kiếm này, vậy sẽ hoàn toàn đánh mất tiến vào không biết thời không chảy loạn bên trong, còn muốn cướp lấy, vậy thì thật là khó hơn lên trời. Một đám phế vật, nữ hoàng thiên cung người tới sao? Thiên Tàm nương nương thần sắc âm trầm, từ linh tuyền bên trong phi thân ra, mặc vào quần áo, một bộ duyên dáng sang trọng hình dáng.
Nàng và Huyền Cơ Nguyệt là tuyệt hảo giao tình, cũng biết Huyền Cơ Nguyệt muốn giết Luân Hồi Chi Chủ, cho nên thẩm phán sau khi kết thúc, nàng đã hướng Huyền Cơ Nguyệt thông báo liền tin tức. Huyền Cơ Nguyệt nói sẽ phái một người cao thủ, tới điều tra Luân Hồi Chi Chủ tung tích. Thị nữ kia cúi đầu nói, tới, chờ ở bên ngoài. Thiên Tàm nương nương gật đầu một cái, nói, vậy kêu là hắn đi vào gặp ta. Ừ, thị nữ kia xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một cái bạch bào thanh niên đi vào. Cái này bạch bào thanh niên, lớn lên mày kiếm tinh mắt, ngược lại là anh Tuấn, vừa thấy được Thiên Tàm nương nương, khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, Thiên Tàm nương nương, vẫn khỏe chứ. Thiên Tàm nương nương thấy cái này bạch bào thanh niên, nhất thời bất ngờ, nói Thiên Võ Đại Đế, lại là ngươi, ngươi lúc nào đầu phục Huyền Cơ Nguyệt. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ không so khiếp sợ, bởi vì cái này bạch bào thanh niên, lại chính là Thiên Võ Thánh Võ ngày xưa giáo chủ, Thiên Võ Đại Đế. Năm đó, Hồng Thiên Kinh tiến vào Thiên Võ Thánh Võ thời điểm, người này lâm trận chạy khỏi, hơn nữa dựa vào vạn giới ẩn trốn thuật diệu pháp. Lại có thể tránh thoát Hồng Thiên Kinh một kiếm, thuận lợi trốn bay lên trời. Nhưng không nghĩ tới, ngày xưa Thiên Võ giáo chủ, ngày hôm nay nhưng là đầu phục Huyền Cơ Nguyệt. Thiên Võ Đại Đế nói ra thật xấu hổ, tại hạ tu vi nhỏ, Thiên Võ Kinh Thư bị dưới quyền phản đồ chiếm đoạt, từ đầu đến cuối không thể đoạt lại. Hôm nay Nữ Hoàng Đại Nhân đã đáp ứng ta, muốn thay ta đoạt lại Kinh Thư, ta cho nên thay nàng cống hiến. Lúc đầu Thiên Võ Đại Đế, chịu đầu dựa vào Huyền Cơ Nguyệt. Là bởi vì là Huyền Cơ Nguyệt đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn đoạt lại Thiên Võ Ngọa Long trải qua Kinh Thư Tổng Cương. Ha ha, dưới quyền phản đồ, ta làm sao nghe nói, năm đó ngươi Thiên Võ Thánh Võ bị Hồng Thiên Kinh phá hủy, là ngươi lâm trận chạy khỏi, không mặt mũi trở về nữa thôi, vậy Thiên Võ Ngũ Lão, ngươi không dám đối mặt với, ngược lại là cầu Cơ Nguyệt tỷ tỷ ra tay, có phải thế không? Thiên Tàm nương nương cười lạnh một tiếng, nhưng là từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên cũng biết ngày xưa Thiên Võ Thánh Võ bí mật. Thiên Võ Đại Đế mặt liền biến sắc, nhưng không ngờ tới Thiên Tàm nương nương cũng biết như thế nhiều bí mật, hắn vậy ha ha cười một tiếng, tỉnh bơ, nói, nương nương, không nói cái này, ngày hôm nay ta phụng Nữ Hoàng mệnh lệnh tới, là muốn trợ giúp người điều tra Luân Hồi Chi Chủ sống chết tung tích. Thiên Tàm nương nương gật đầu một cái, nói, rất tốt, ta nghe nói người vạn giới ẩn trốn thuật, là hết sức cao siêu Hồng Mông Nguyên Thuật. Là được lấy nhảy ra thế giới hiện thật, né tránh hết thảy công kích sát phạt, cũng có thể suy diễn thế giới hiện thật đủ loại dấu vết, suy đoán ra vô cùng thiên cơ, có ngươi ra tay, ta an tâm. Thiên Võ Đại Đế nói, ngày hôm nay ta tới Thánh Thiên Phủ, dĩ nhiên là hết sức trợ giúp nương nương, nhưng xin sau khi chuyện thành công, nương nương muốn giúp Nữ Hoàng Thiên Cung giúp một tay, dưới mắt đế thích thiên thương thế đã khôi phục, sắp đông sơn tái khởi, ta Nữ Hoàng Thiên Cung áp lực cực lớn. Xin nương nương tương trợ một hai. Nghe được đế thích thiên ba chữ, Thiên Tàm nương nương thần sắc chợt biến, cắn răng nghiến lợi, nói cái này tự nhiên, đế thích thiên là ta và Cơ Nguyệt tỷ tỷ cùng chung địch nhân, coi như nàng không nói, ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Đế thích thiên có thể khôi phục thương thế, là bởi vì là cắn nuốt Thiên Tàm nương nương bổn mệnh pháp bảo đao kiếm thiên tinh, nàng tự nhiên oán hận ở tim. Bỏ mặc trả giá cao gì, nàng cũng sẽ cùng Nữ Hoàng Thiên Cung hợp tác. Bóp chế đế thích thiên quật khởi thế lực. Thiên Võ Đại Đế hài lòng gật đầu một cái, nói, như vậy quá tốt, vậy ta lập tức làm phép, thay nương nương điều tra Luân Hồi Chi Chủ sống chết. Dứt lời, Thiên Võ Đại Đế bước ra một bước, dưới chân lại có thể nổ lên từng cái một kết giới, những thứ này kết giới bên trong, có lê dân bá tánh, thành trì lâu vũ, thiên địa sơn thủy, thậm chí còn có vực ngoại tinh không tồn tại, phảng phất là từng cái thế giới nhỏ. Hắn bước này, giống như là bước ra chư thiên vạn giới, hiển hóa ra chư thiên vũ trụ vô cùng khí tượng. Vù vù, kết giới mở rộng chạy đi, tràn ngập đến toàn bộ đao kiếm tiên cốc, tiên trong cốc tầng tầng vũ trụ thế giới nhỏ lững lờ, vô số sơn hà tinh không, chim thú vật dị tượng không ngừng trôi qua, đặc biệt đồ sộ. Trong truyền thuyết vạn giới ẩn trốn thuật, quả nhiên kỳ diệu. Thiên Tàm nương nương gật đầu một cái, hơi có điểm kinh ngạc. Mà đao kiếm tiên cốc bên trong rất nhiều các cường giả, lại là rung động không dứt, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt kỳ cảnh. Cửa này vạn giới ẩn trốn thuật, không có bất kỳ lực sát thương, liền một con kiến cũng giết không chết, nhưng lại có vô cùng tuyệt diệu hiệu quả, quan hệ đến thế giới hiện thật lớn nhân quả. Nếu như đụng phải công kích của địch nhân, thi triển phương pháp này, tự thân có thể lập tức nhảy ra thế giới hiện thật,
tạm thời trốn chôn vùi thời không bên trong đi, quay mũi hết thảy tổn thương. Liền liền Hồng Thiên Kinh này cùng cấp trên, nghịch thiên kiếm khí sát phạt, thi triển phương pháp này, đều có thể né tránh. Hơn nữa, môn thuật pháp này, liên thông chư thiên, có thể thấy rõ vạn giới hết thảy nhân quả, hiện tại Thiên Võ Đại Đế thi triển thuật này, chính là không ngừng suy diễn bắt, ở bên trong thế giới hiện thật, bắt Diệp Thần hơi thở. Chỉ cần Diệp Thần còn ở thế giới hiện thật, còn không nhảy thoát đi ra ngoài, hắn liền có thể ngược dòng tra tìm, vô luận trốn tới chỗ nào, cũng không tránh khỏi hắn rình rập. Thiên Võ Đại Đế gương mặt, mang nghiêm túc trang trọng thần sắc, hai tay không ngừng nắm pháp quyết, ở vô cùng vũ trụ, vô cùng chư thiên, vô cùng trong thế giới, không ngừng vơ vét Diệp Thần tung tích. Ừ, bỗng nhiên, Thiên Võ Đại Đế rên lên một tiếng, sắc mặt nhưng là ngay tức thì tái mét, khóe miệng thậm chí chảy ra một chút máu tươi, vần quanh quanh thân vũ trụ kết giới khí tượng, nhất thời có tan vỡ hủy diệt dấu hiệu. Thế nào? Thiên Tàm nương nương cả kinh. Không có sao, vậy luân hồi chi chủ thiên uy quá lớn, muốn rình dập tung tích của hắn, cần phải bỏ ra điểm giá phải trả. Thiên Võ Đại Đế cắn răng, hiển nhiên, luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, uy áp cực lớn, vận dụng vạn giới ẩn trốn thuật, lùng bắt chư thiên vạn giới, ắt phải kích động luân hồi thiên uy, phải bị cắn trả. Thiên Tàm nương nương sắc mặt trầm xuống, bàn tay vung lên, thì có vô cùng đan dược, ở bàn tay nàng bên trong dòng nước chảy ra, hóa thành tinh thuần nước thuốc, bơm vào đến Thiên Võ Đại Đế trong cơ thể. Những đan dược này, đều là Thánh Thiên Phủ đặc chế Thánh Thiên Đan, chừng 10 triệu viên, Thiên Tàm nương nương lập tức vung vẩy ra, tựa như không muốn tiền vốn vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ban đầu ở Thọ Điển trên, Thiên Tàm nương nương chính là dùng 10 triệu này viên Thánh Thiên Đan, dùng làm tiền thưởng, bất quá không người có thể cướp lấy, hiện tại nàng trực tiếp sử dụng được, nhất thời đan dược nước lũ cuồn cuộn, cũng dưới vào Thiên Võ Đại Đế kinh mạch. Thiên Võ Đại Đế đạt được hàng loạt đan dược bồi bổ, nhất thời tinh thần đại chấn, gương mặt đỏ thắm, trong tay liền liền đánh ra đạo đạo pháp quyết, rốt cuộc, hắn trước mắt nổi lên một bức màn sáng bên trong biểu hiện hình ảnh mơ hồ, là một phiến hoang vu cung điện phế tích. Mặc dù ảm đạm có chút không thấy rõ, nhưng có một chút có thể xác định. Ở nơi này phiến cung điện nơi phế tích, luân hồi chi chủ đang ngồi xếp bằng, chung quanh có 5 cái ông già hộ pháp. Chỗ này, chính là Thiên Võ Thánh Vò. Đã tìm được chưa? Thiên Tàm nương nương bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong hình ảnh. Thiên Võ Thánh Vò, điều này sao có thể, luân hồi chi chủ làm sao chạy đến Thiên Võ Thánh Vò bên trong đi? Thiên Võ Đại Đế cả kinh thất sắc, thấy vậy 5 cái hộ pháp trưởng lão, bảo vệ Diệp Thần, trong lòng lại là kinh hãi kiêng kỵ. Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương, ở nơi này 5 cái hộ pháp trưởng lão trên tay, nếu như bị Diệp Thần đạt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội, lại dòm ngó gặp Thiên Võ Ngọa Long trải qua bí mật. Thiên Võ Đại Đế cả người phát run, chỉ sợ vậy Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương, thật rơi vào Diệp Thần trong tay, vậy cứ như vậy. Hắn tất cả mưu đồ, đều phải lâm vào là bọt nước. Luân hồi chi chủ, quả nhiên không có chết, lại còn chạy đến Thiên Võ Thánh Vò, thật là thủ đoạn à. Thiên Tàm nương nương vậy không ngờ tới, Diệp Thần lại có thể thật trốn chạy bí cảnh, thậm chí đi đến Thiên Võ Thánh Vò thế giới. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì, hiện tại ngược lại sắp đột phá. Thiên Võ Đại Đế, ta linh khí chưa khôi phục, người mau hồi nữ hoàng thiên cung. Kêu Cơ Nguyệt tỷ tỷ ra tay, đuổi giết luân hồi chi chủ. Cơ Nguyệt tỷ tỷ cái đó cuối cùng bí mật, một khi mở, muốn đến vậy luân hồi chi chủ hẳn cũng phải chết. Cùng luân hồi chi chủ chết, luân hồi huyết mạch thuộc về Cơ Nguyệt tỷ tỷ, tai nan thiên kiếm thuộc về ta, Thiên Võ Kinh Thư chính là ngươi, chúng ta đều là lớn vui mừng. Thiên Tàm nương nương hít một hơi thật sâu, mất đi đao kiếm thiên tinh, lại phát động thẩm phán chi kiếm, nàng hao tổn quá khổng lồ, coi như tìm được Diệp Thần tung tích. Cũng không lực đuổi giết. Tuy nói đao kiếm tiên cốc bên trong, cường giả cũng có không thiếu, nhưng luân hồi chi chủ khí vận, chân thực quá sâu dày, không phải người bình thường có thể giết chết. Thiên Tàm nương nương chẳng muốn phái thủ hạ mình, ra đi chịu chết, dĩ nhiên là ủy thác Huyền Cơ Nguyệt thì tốt hơn. Thiên Võ Đại Đế nghe được Thiên Võ Kinh Thư 4 chữ, nhất thời trong lòng rung động, đây là hắn nhất mơ tưởng cầu mong đồ, lập tức ngưng tiếng nói, được, nương nương. Ta lần này trở về hướng nữ hoàng bẩm báo, đừng quên ngươi cam kết, chờ ngươi linh khí khôi phục, nhất định phải và chúng ta nữ hoàng thiên cung liên thủ,
đối kháng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên kéo nhau trở lại, tâm ma xét xử sát phạt, sắp lại hạ xuống thiên hạ, trừ nhà ta nữ hoàng, trừ thiên vạn giới, không người có thể ngăn lại hắn. Thiên Tàm nương nương gật đầu một cái, nói cái này tự nhiên, ta sẽ giữ đúng cam kết. Rất tốt, vậy ta cáo từ trước. Thiên Võ Đại Đế chắp tay một cái, lập tức đứng dậy bay khỏi Thánh Thiên Phủ, trở về hướng nữ hoàng thiên cung, bẩm báo luân hồi chi chủ tung tích. Thiên Tàm nương nương ánh mắt lóe lên, tựa hồ lại có điểm không yên tâm, vạn nhất nữ hoàng thiên cung bên kia, Huyền Cơ Nguyệt không chịu mở trung cực bí mật, vậy đuổi giết luân hồi chi chủ, liền vô cùng khó khăn. Người đâu, cho ta phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, đưa đến Minh Long Thần Điện bên trong đi. Căn cứ tin tức, Minh Long Thần Điện bọn họ đều không phải muốn đuổi giết thằng nhóc kia sao? Nói cho Vũ Văn Cơ, hắn mong muốn người ngay tại Thiên Võ Thánh Võ bên trong, muôn ngàn lần không thể thả qua hắn. Thiên Tàm nương nương chỉ sợ phát sinh bất ngờ, lại ra lệnh đi. Trừng thị nữ cung kính đáp dạ, lập tức phát tin thông báo Minh Long Thần Điện. Thiên Tàm nương nương ngược lại không lo lắng, tai nan thiên kiếm sẽ rơi vào Minh Long Thần Điện trong tay, dẫu sao thanh kiếm này là Thánh Thiên Phủ thánh vật, vô luận là nàng vẫn là Xích Huyên Thánh Vương, đều là chí ở tất được. Minh Long Thần Điện nếu như dám cướp lấy kiếm này, tương đương với hướng Thánh Thiên Phủ khai chiến, bọn họ không thể nào làm ra loại chuyện này. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thánh Võ bên trong, Diệp Thần tu luyện đột phá, cũng sắp đến rồi sau cùng giây phút. Nhưng mà, bảo vệ ở bên cạnh hắn Thiên Võ Ngũ Lão, nhưng là đồng thời đổi sắc mặt. Không tốt, có người rình rập nơi này. Là vạn giới ẩn trốn thuật. Cái đó vô liêm sỉ giáo chủ, hắn còn dám rình rập nơi đây. Thiên Võ Ngũ Lão cảm thấy được có người dòm ngó xem kỹ, nhất thời kinh hãi, cẩn thận cảm ứng được, bọn họ bắt được vạn giới ẩn trốn thuật hơi thở. Đây là ngày xưa Thiên Võ Đại Đế độc môn bí pháp. Nói cách khác, người theo dõi, lại là Thiên Võ Đại Đế. Năm đó Thiên Võ Đại Đế lâm trận chạy khỏi, năm vị trưởng lão cũng là vô cùng tức giận, đã sớm không nhận hắn là giáo chủ, giờ khắc này ở Ngũ Lão trong lòng, Diệp Thần mới thật sự là giáo chủ. Không tốt, luân hồi chi chủ tung tích, vậy nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Thiên Võ Ngũ Lão trố mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần thân phận không phải chuyện đùa, nếu như bại lộ, sẽ chọc tới ngập trời phiền toái. Ngũ Lão ánh mắt, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình, muốn cho biết, bất quá thời khắc này Diệp Thần, nhưng đang đột phá trọng yếu nhất giây phút. Sốt cuộc, Diệp Thần sau lưng trống lên một phiến khoáng đạt hào hùng tinh không, vô lượng hồng mông khí tức kinh khủng, cuồn cuộn nhấp nhô. Đây là nhất sáng chói, nhất minh mông hồng mông đại tinh không. Lĩnh ngộ Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương, Diệp Thần cái này phiến hồng mông đại tinh không, đã đạt đến tiểu viên mãn cảnh giới, không còn là hình thức ban đầu phiên bản, mà là chân chánh tiểu viên mãn. Vô tận ánh sao, ở trong tinh không trầm trầm phù phù, Phật gia diệu pháp, đạo gia tuyệt vận, ma môn thần thông, đủ loại khí tượng, đều ở đây trong tinh không hiển hóa lững lờ, đặc biệt đồ sộ. Diệp Thần chọn đời sở học, các loại võ đạo thần thông, đều cùng hồng mông đại tinh không hoàn toàn dung hợp. Mảnh tinh không này sáng chói nhất, chính là một cái luân hồi chi bàn, thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, như muốn chấn áp vạn giới. Vô cùng khí tức mạnh mẽ, hung hăng bao phủ xuống. Thiên Võ Ngũ Lão đều là thần sắc đại biến, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, tinh không này khí thế quá bàng bạc, coi như là bọn họ thời kỳ toàn thịnh, đều có thể phải bị chấn áp. Càn khôn cảnh bảy tầng thiên. Thiên Võ Ngũ Lão ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Liền cảm thấy Diệp Thần tu vi hơi thở, từ càn khôn cảnh 6 tầng thiên, đột phá đến 7 tầng thiên. Chỉ là một nhỏ tầng thứ đột phá, nhưng Diệp Thần cả người khí thế, thì có một cái chất bay vọt, thật là uyển như tinh không đứng đầu, nắm giữ vạn giới chìm nổi, vô cùng vô địch, vô cùng nghịch thiên. Không nghi ngờ chút nào, coi như là còn thật cảnh hậu kỳ cường giả tới, cũng không nhất định ngăn cản ở Diệp Thần mũi nhọn. Sốt cuộc đột phá. Diệp Thần mở mắt ra. Trong tròng mắt nhưng là có muôn vàn tinh nguyệt thần huy lững lờ, cả người hăm hở, trạng thái đạt tới đỉnh cấp, nắm chặt quyền gian, xương cốt rắc rắc nổ vang, tựa như tùy tiện một quyền, là có thể ung dung nghiền bạo hàng tỷ ngôi sao, lực lượng bàng bạc mênh mông, vô địch tới cực điểm. Bái kiến giáo chủ, Thiên Võ Ngũ Lão cung cung kính kính quỳ xuống, chỉ là càn khôn cảnh bảy tầng thiên mà thôi, Diệp Thần cứ như vậy lợi hại, nếu như đột phá đến thủy nguyên cảnh, thậm chí còn chân cảnh.
vậy còn có, sợ rằng liền cấp trên đều phải kiêng kỵ. Ta không phải là của các ngươi giáo chủ. Diệp Thần cười một tiếng, khoát tay một cái, nhưng thì không muốn tiếp nhận thiên võ giáo chủ cái danh hiệu này. Cái này thiên võ thánh võ, nói cho cùng, là Yến Trường Ca sáng tạo, mà Yến Trường Ca, là trong truyền thuyết đệ nhất tâm ma đứng đầu, Diệp Thần chẳng muốn liên lụy quá nhiều nhân quả. Luân hồi chi chủ, xin ngươi nhất định phải chấp trưởng chúng ta thiên võ thánh võ dạy nghiệp đạo thống. Ngươi thành giáo chủ, cái này thiên võ kinh thư tổng cương, chính là của ngươi. Thiên võ ngũ lão vô cùng cung kính, dâng ra tờ kia thiên võ kinh thư tổng cương. Thấy cái này thiên tổng cương, Diệp Thần nhất thời trong lòng động một cái. Tổng cương lên diệu pháp, hắn mặc dù đã lĩnh ngộ, nhưng còn không hoàn toàn sở thấu, bởi vì kinh trong sách phong ấn xiềng xích còn ở. Nếu như đạt được cái này thiên tổng cương, phá hỏng phong ấn phía trên, Diệp Thần có lẽ có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đại viên mãn, tu vi lần nữa tiến bộ. Thậm chí, mượn tổng cương nhân quả, Diệp Thần còn có thể từng bước một, suy diễn thiên cơ, đem tất cả tán lạc thiên võ kinh thư trang sách, toàn bộ thu thập lại, đạt được chân chính hoàn vốn thiên võ ngọa long kinh. Bất quá, muốn bắt được kinh thư tổng cương, cần phải thừa kế thiên võ thánh võ đạo thống, Diệp Thần nhưng không nghĩ hơn chọc nhân quả. Thiên võ ngũ lão nói, luân hồi chi chủ, mời người yên tâm, Yến Trường Ca đã sớm tự lập môn hộ, và chúng ta thiên võ thánh võ lại không quan hệ. Ngươi thừa kế đạo thống, sẽ không dính hắn nhân quả, sau này chúng ta phụng võ tổ vi tôn, truy xét thiên võ ngọa long trải qua tung tích. Chỉ cần thu thập hoàn thành thiên võ ngọa long kinh, chúng ta có thể tìm được thiên võ bảo khố, đạt được võ tổ tất cả bảo tàng. Từ võ tổ chết sau đó, thiên võ ngọa long kinh chia làm một trang trang kinh thư, lưu tán các nơi. Mà chỉ cần gom đủ trang sách, liền có thể được bản nguyên vẹn kinh thư. Cái này kinh thư còn in thiên võ bảo khố bản đồ bảo tàng, cũng là mở ra thiên võ bảo khố chìa khóa. Thiên võ bảo khố, truyền thuyết cất giấu võ tổ trọn đời võ học thần thông, binh khí pháp bảo, đan dược kỳ chân vân. Vân, là giữa trời đất nhất khoáng đạt bảo tàng, liền cấp trên cũng tìm, đáng tiếc mãi mãi kỷ nguyên chết, cũng không có tìm được. Nhưng nếu như có thể gom đủ thiên võ kinh thư mà nói, nhưng là có thể tìm được thiên võ bảo khố tung tích. Đạt được ở giữa đất trời này nhất khoáng đạt hào hùng đại bảo tàng. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu Yến Trường Ca và thiên võ thánh võ đã không có dây dưa dễ má, vậy thừa kế thánh võ đạo thống, muốn đến vậy không có gì đáng ngại. Dẫu sao, thiên võ thánh võ trên dưới, chỉ còn lại cái này 5 cái hộ pháp trưởng lão mà thôi, nhân quả dính dấp cũng không lớn. Duy nhất nhân quả, chính là Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh, là hủy diệt thiên võ thánh võ kẻ địch. Chấp trưởng thánh võ dạy nghiệp, coi như là thừa kế mối hận này, phải lấy chu diệt Hồng Thiên Kinh là nhiệm vụ của mình. Mà Diệp Thần, vốn là và Hồng Thiên Kinh có thù oán, là đã định trước địch thủ cũ, coi như không có thiên võ thánh võ, hắn cũng là muốn đi giết chết Hồng Thiên Kinh. Được, chỉ cần các ngươi đem kinh thư tổng cương cho ta, ta chấp trưởng dạy thống cũng không sao. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp ứng. Đa tạ luân hồi chi chủ. Thiên võ ngũ lão đại hỉ. Lúc này đem kinh thư tổng cương, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần bắt được trang này tổng cương, nhìn phía trên từng cái phong ấn xiềng xích, nhưng là có chút cảm giác ra đầu tê dại. Cái này phong ấn, không biết là ai thêm, cấm chế hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, coi như dùng hoang ma thiên kiếm, tai nan thiên kiếm, cũng chưa chắc cắt ra được. Muốn phá vỡ phong ấn, dùng giống vậy cao nhất nguyên binh, là tuyệt đối không khả năng, trừ phi là dùng luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm là thế gian cường đại nhất cao nhất nguyên binh, 8 đại thiên kiếm xếp hạng thứ nhất, nếu như có thể đạt được kiếm này, tuyệt đối có thể chảm phá thiên võ kinh thư phong ấn. Bất quá thanh kiếm này, ở thái thượng thế giới, thiên uy to lớn, coi như là vạn khư bên trong cao tầng trưởng lão, đều không tư cách chấp trưởng, Diệp Thần muốn lấy được, vậy thì thật là vô cùng rất lâu, vô cùng xa xôi, vô cùng khó khăn, cơ hồ chuyện không thể nào. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có muốn như thế nhiều. Tương lai sự việc, tương lai nói sau, dù sao hắn hiện tại chấp trưởng thiên võ dạy nghiệp, lấy được kinh thư tổng cương, đại khí vận thêm thân, là thiên đại hảo sự. Giáo chủ ở trên cao, xin nhận chúng ta một bái. Chúc giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống thiên nhân vực. Thiên võ ngũ lão lần nữa quỳ xuống mảng bái, thái độ vô cùng khiêm nhường. Diệp Thần gật đầu một cái, thu hồi kinh thư tổng cương, chôn vào hoàng tuyền đồ bên trong đi,
nói, mới vừa có phải là có người hay không rình rập ta? Diệp Thần vậy cảm giác được, mới vừa mình thời điểm đột phá, tựa hồ bị người rình rập liền một mắt. Thiên Võ Ngũ Lão nói, đúng vậy, là trước kia giáo chủ. À, đời thứ hai Thiên Võ Đại Đế sao? Diệp Thần lại nhíu mày, trong phảng phất cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Thiên Võ Ngũ Lão nói, không sai, chính là hắn, giáo chủ, tung tích của ngươi rất có thể đã bại lộ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi thì tốt hơn. Diệp Thần nói, vậy các ngươi đâu? Thiên Võ Ngũ Lão nói, chúng ta năm cái lão xương, có võ tổ tượng đá che chở, người ngoài muốn giết chúng ta, trừ phi trước hủy diệt võ tổ tượng đá, hẳn không người có gan này, chỉ cần chúng ta trốn ở dưới đất, có thể xác thực bảo toàn tánh mạng không lo, chỉ là tu vi bị phong ấn, không thể đi ra ngoài thôi. Võ tổ uy danh, phân bố chư thiên vạn giới, hắn tượng đá, không ai dám hủy diệt, liền Hồng Thiên Kinh cũng không dám, đều phải cho võ tổ mặt mũi. Cho nên, Thiên Võ Ngũ Lão trốn võ tổ tượng đá dưới lòng đất, nhưng là đặc biệt sáng suốt bảo vệ tánh mạng cử chỉ cần bọn họ không ra, không người có thể thương tổn tới bọn họ. Tốt lắm, các vị tiền bối, ta cáo từ trước. Cùng một ngày kia, ta nhất định sẽ tru diệt Hồng Thiên Kinh, rửa sạch Thiên Võ Thánh vỏ cửu hận, giúp các ngươi khôi phục tu vi. Diệp Thần chắp tay một cái, lúc này tạm biệt đi. Dưới mắt Thiên Võ Ngũ Lão, tu vi vẫn còn bị phong ấn trạng thái, nhất định phải giết chết Hồng Thiên Kinh, mới có thể làm cho bọn họ khôi phục. Thiên Võ Ngũ Lão đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, trong tròng mắt mang vô tận trông đợi. Bọn họ tin tưởng, Diệp Thần cuối cùng có một ngày, có thể tru diệt Hồng Thiên Kinh, giải quyết hết thảy cừu hận. Diệp Thần ra Thiên Võ Thánh vào thế giới, chung quanh nhưng là từng mảnh không gian sương mù dày đặc, cái gì cảnh vật cũng không thấy được. Hiển nhiên, ngày xưa Hồng Thiên Kinh tiến vào nơi đây, tạo thành phá hoại dị thường to lớn, liền thánh vào thế giới chung quanh không gian quy luật, cũng bị phá hủy, vô cùng sương mù dày đặc bao phủ, người ngoài căn bản không phát hiện được chỗ này. Diệp Thần cũng là cơ duyên xảo hợp, mới đi tới nơi này. Cần phải trở về. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bắt được Thái Huyền Trận Môn vị trí, lúc này nhanh chóng vội vã đi. Nơi này cách Thái Huyền Trận Môn, đặc biệt xa xôi, Diệp Thần không ngừng ngự gió đi đường. Bỗng nhiên lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy giữa eo lệnh bài chấn động, truyền đến Xích Huyên Thánh Vương hơi thở. Xích Huyên tiền bối tới đón ta. Diệp Thần trong lòng vui mừng, xem ra Xích Huyên Thánh Vương đang ở phụ cận, không biết Lý Phi Tuyết Tô tỉnh chưa. Hiện tại tai nan thiên kiếm, ngay tại Diệp Thần trên tay, chỉ cần và Lý Phi Tuyết dung hợp, thanh kiếm này, có thể bộc phát ra nhất cực hạn mũi nhọn, càn quét hết thảy. Lý Phi Tuyết, là ngày xưa tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, cũng là Nhâm Phi Phàm bố trí an bài một nhân vật, nàng tồn tại, không cho sơ thất. Sau này Diệp Thần đối kháng Nữ Hoàng Thiên Cung, đối kháng Đế Huyền Điện, đối kháng Hồng Thiên Kinh, đối kháng cái gọi là Thiên Điện và Lãnh Gia, thậm chí là đối kháng Vạn Khư, tai nan thiên kiếm đều là một lớn trợ lực. Lập tức Diệp Thần dọc theo lệnh bài chấn động phương hướng, phi thân đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền thấy trước mặt sương mù dày đặc bên trong, hiện ra sáng chói chói mắt thần quang, một đạo vô cùng khoáng đạt bóng người, như lôi đình chạy cướp tới, chính là Xích Huyên Thánh Vương. Xích Huyên tiền bối. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, lúc này kêu gọi một tiếng. Luân hồi chi chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Xích Huyên Thánh Vương có vẻ mừng rỡ, chạy như bay tới. Lúc đầu ở thẩm phán sau khi kết thúc, hắn rác xem kỹ Diệp Thần còn chưa có chết, liền vận dụng thuật pháp, không ngừng truy tìm. Mới vừa Thiên Võ Đại Đế, rình rập đến Diệp Thần tung tích thời điểm, Xích Huyên Thánh Vương vậy rốt cuộc tìm được Diệp Thần chỗ, trực tiếp biến dạng hư không chạy tới. Thiên Tàm Nương Nương linh khí hao tổn, còn không khôi phục, đây là Xích Huyên Thánh Vương tốt nhất cơ hội. Nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, cùng Nữ Hoàng Thiên Cung và Minh Long Thần Điện bên kia, nhận được tin tức, hắn muốn sẽ cùng Diệp Thần gặp mặt, vậy thì muôn vàn khó khăn. Thiên Tàm Nương Nương bên kia như thế nào? Diệp Thần vừa thấy được Xích Huyên Thánh Vương, liền không kịp chờ đợi hỏi. Hiện tại hắn lo lắng nhất, chính là bị Thiên Tàm Nương Nương đuổi giết. Thế cục không quá lạc quan, vợ ta mời Nữ Hoàng Thiên Cung ra tay, phái người rình rập tung tích của ngươi. Xích Huyên Thánh Vương khẽ cau mày trước, lập tức đem Thiên Võ Đại Đế đi tới Thánh Thiên Phủ, cũng phụ trợ Thiên Tàm Nương Nương, rình rập Diệp Thần tung tích, cuối cùng Thiên Tàm Nương Nương, thậm chí phát tin thông báo Minh Long Thần Điện sự việc, đơn giản nói một lần.
Cái gì, thiên võ đại đế lại có thể đầu phục nữ hoàng thiên cung? Diệp Thần một hồi giật mình, lại không nghĩ rằng ngày xưa thiên võ thánh võ giáo chủ, lại có thể trực tiếp đầu phục Huyền Cơ Nguyệt. Xem ra cái này thiên võ đại đế, vì đoạt lại kinh thư, là không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá, hiện tại cái này kinh thư tổng cương, ở Diệp Thần trên tay, hắn muốn đoạt lại, trừ phi trước hết giết Diệp Thần. Mà càng làm cho Diệp Thần khiếp sợ, chính là Thiên Tàm Nương Nương lại có thể thông báo cho Minh Long Thần Điện, nói rõ là muốn giết tuyệt hắn. Phải biết, Diệp Thần và Minh Long Thần Điện, có thể là tuyệt đối tử đối đầu, một khi bị Vũ Văn Cơ biết, Diệp Thần ngay tại Thiên Võ Thánh Võ bên trong, Minh Long Thần Điện khẳng định sẽ dốc toàn bộ ra, không tiếc bất cứ giá nào, đem Diệp Thần bắt chém chết. Nếu như không phải là Xích Huyên Thánh Vương báo cho biết nói, Diệp Thần cũng không biết mình gặp mặt sắp lớn như vậy nguy hiểm, Thiên Tàm Nương Nương, Nữ Hoàng Thiên Cung, Minh Long Thần Điện ba phe thế lực, đều phải chạy tới, chuẩn bị động thủ. Tuy nói Diệp Thần lấy được Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương, tu vi tiến nhiều, nhưng muốn trực tiếp chống lại Nữ Hoàng Thiên Cung và Minh Long Thần Điện thế lực, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Xích Huyên Thánh Vương nói, thật may ta ở vợ ta bên kia, đặt vào tai mắt, biết hết thảy, chúng ta phải lập tức rời đi. Nếu không cùng Nữ Hoàng Thiên Cung và Minh Long Thần Điện cường giả giết tới, còn muốn phải đi, vậy thì không còn kịp rồi. Diệp Thần ừ một tiếng, cùng gật đầu, lúc này đi theo Xích Huyên Thánh Vương rời đi. Xích Huyên Thánh Vương vung tay lên, một hồi ánh sáng bao phủ ở Diệp Thần, che đậy Diệp Thần trên mình nơi có khí tức, nói ta biết có một cái không gian lối đi, có thể an toàn rời đi nơi đây, ngươi cùng ta tới. Lập tức Xích Huyên Thánh Vương mang Diệp Thần bay đến trên bầu trời, giấu tay huy động gian, trên trời vân khí tiêu tán, hiện ra một cái vô cùng bí ẩn không gian truyền tống lối đi. Điều này không gian lối đi, là năm đó Yến Trường Ca lưu lại, ta năm đó và hắn cũng có giao tình, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị Hồng Thiên Kinh giết chết. Năm đó ta thành lập Thánh Thiên Phủ, vốn là đặc biệt bí mật, nhưng Đế Thích Thiên thừa kế Yến Trường Ca đạo thống, vẫn là biết Thánh Thiên Phủ tồn tại. Trực tiếp liên hiệp cường địch giết đến cửa, muốn đoạt lấy tai nan thiên kiếm. Xích Huyên Thánh Vương vừa nói chuyện cũ, thầm than thở. Diệp Thần ánh mắt im lặng, không nghĩ tới Đế Thích Thiên cướp lấy tai nan thiên kiếm chuyện, lại có thể truy tố đến Thiên Võ Thánh Võ nơi này, thật là nhân quả tầng tầng chồng lên, tạo hóa khó lường. Năm đó Xích Huyên Thánh Vương, mới vừa thành lập Thánh Thiên Phủ, vốn là không mấy người biết, nhưng hết lần này tới lần khác Đế Thích Thiên thừa kế Yến Trường Ca đạo thống. Liền rõ ràng bắt được Thánh Thiên Phủ vị trí, trực tiếp bố trí tới. Nếu như Xích Huyên Thánh Vương và Yến Trường Ca, không có giao tình nói, cũng sẽ không có phía sau sự tình phát sinh. Diệp Thần theo Xích Huyên Thánh Vương, bước lên không gian lối đi, một đường truyền đưa trở về. Thiên nhân vực không gian quy luật, cực kỳ vững chắc, vách ngăn phong phú, coi như không gian truyền tống, đều không thể ngay lập tức đến. Diệp Thần đứng tại không gian lối đi bên trong. Phỏng đoán cũng phải cùng một lượng khắc đồng hồ, mới có thể chân tránh trở lại thiên nhân vực vùng trung tâm. Xích Huyên tiền bối, phi tuyết như thế nào? Diệp Thần nhìn Xích Huyên Thánh Vương, cần tiếng hỏi, hiện tại tai nan thiên kiếm đã tới tay, bước kế tiếp, chính là để cho Lý Phi Tuyết tỉnh lại, thừa kế thanh kiếm này. Xích Huyên Thánh Vương nói, phi tuyết thương thế không có gì đáng ngại, ta có thể trị liệu, nhưng nàng tu vi bị tổn thương nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục. Có thể cần một đoạn thời gian, người tốt nhất cầm tai nan thiên kiếm cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Xích Huyên Thánh Vương tựa hồ có chút ngại quá, dẫu sao vì cướp lấy thanh kiếm này, Diệp Thần suốt nguy hiểm cực lớn, thiếu chút nữa thì chết. Không thành vấn đề. Diệp Thần nhưng là vô cùng sảng khoái, trực tiếp đem tai nan thiên kiếm rút ra. Vù vù. Thiên kiếm rút ra, lau một cái uy nghiêm thiên tai hơi thở, mang cuồn cuộn họa xem, ở trong hư không chấn động. Nhiếp nhân tâm phách. Diệp Thần cướp lấy thanh kiếm này, chính là vì để cho Lý Phi Tuyết thừa kế, dẫu sao Lý Phi Tuyết chính là tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, thanh kiếm này chỉ có rơi vào Lý Phi Tuyết trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Thật sảng khoái, luân hồi chi chủ, khó trách Thanh Sơn hắn như thế kính trọng ngươi. Xích Huyên Thánh Vương khen ngợi một tiếng, còn lấy là Diệp Thần sẽ đẩy nhờ cái gì, không nghĩ tới lại có thể như thế sảng khoái. Lập tức Xích Huyên Thánh Vương nhận tai nan thiên kiếm, vô cùng trân trọng giấu kỹ, thanh kiếm này giá trị to lớn, chỉ muốn lấy lại đi, con gái hắn tu vi liền có thể nhanh chóng khôi phục. Luân hồi chi chủ, tương lai ngươi và Đế Huyên Điện, Nữ Hoàng Thiên Cung tranh đấu, ta nhất định hết sức giúp ngươi,
thậm chí hy sinh cái mạng này, đều sẽ không nhìn ngươi xảy ra chuyện. Dừng một chút, Xích Huyên Thánh Vương ánh mắt một hồi ác liệt, trực tiếp rất nhiều xuống nặng ừ. Năm đó hắn thả ra lời hứa, chỉ là nói Diệp Thần và Hồng Thiên Kinh quyết đấu, hắn sẽ liều mình tương trợ, nhưng hiện tại, hắn nói thẳng Diệp Thần và Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt khai chiến, hắn đều nguyện ý liều chết hỗ trợ. Hiển nhiên, Diệp Thần như thế sảng khoái giao ra tai nan thiên kiếm, cũng để cho Xích Huyên Thánh Vương vô cùng cảm kích, nguyện ý đã chết tương báo. Đa tạ, có Xích Huyên tiền bối lần này nặng ừ, ta an tâm. Diệp Thần nghe được Xích Huyên Thánh Vương hứa hẹn, nhất thời trong lòng đại hỉ. Hắn và Hồng Thiên Kinh quyết chiến, xa xa không kỳ, cũng không biết có hay không cơ hội, rất có thể ở quyết chiến bắt đầu trước, hắn liền phải bỏ mạng. Nhưng Diệp Thần và Đế Uyên Điện, Nữ Hoàng Thiên Cung quyết chiến, là tuyệt đối phải đối mặt, lấy khí vận của hắn, không thể nào liền quyết chiến vận mệnh tâm ma cơ hội cũng không có. Hiện tại Xích Huyên Thánh Vương rất nhiều hạ nặng ừ, nguyện ý đã chết tương báo, Diệp Thần bỗng lấy được một tấm thiên đại lá bài tẩy, thật đến quyết chiến thời khắc, hắn sức lực liền đầy đủ. Dẫu sao Xích Huyên Thánh Vương thực lực và Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt so sánh, kém chỉ là kém khí vận căn cơ mà thôi, võ đạo thực lực chút nào vậy không thua gì. Xích Huyên Thánh Vương vẫn là Hằng Cổ Thánh Đế sư đệ, thừa kế Hằng Cổ vực đạo thống, bí mật ẩn núp cực sâu, phỏng đoán liền Thiên Tàm nương nương cũng không biết. Nếu như Xích Huyên Thánh Vương đem tất cả bí mật, toàn bộ bại lộ ra, liều mình trợ giúp Diệp Thần, vậy Diệp Thần chém chết vận mệnh tâm ma chắc chắn, vậy đơn giản là ngút trời vậy to lớn. Một khi chu diệt vận mệnh tâm ma, chiếm đoạt này hai khí vận của người huyết mạch, Diệp Thần liền có đầy đủ tư cách, đi khiêu chiến Hồng Thiên Kinh. Giao. Không gian lối đi chấn động, truyền tống kết thúc. Diệp Thần và Xích Huyên Thánh Vương, cũng từ Thiên Võ Thánh vỏ biên hoang thế giới, trở lại thiên nhân vực hạch tâm giải đất phồn hoa. Hai người thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, có thể thấy phía dưới một phiến phiến linh khí dư thừa dãy núi rừng rậm, từng ngọn thành trì phân bố, đặc biệt náo nhiệt. Luân hồi chi chủ, cáo từ. Xích Huyên Thánh Vương chắp tay, hướng Diệp Thần tạm biệt. Cáo từ. Diệp Thần vậy chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Xích Huyên Thánh Vương dừng một chút, lại nói, luân hồi chi chủ, chờ một chút. Diệp Thần nói, tiền bối còn có chuyện gì? Xích Huyên Thánh Vương nói, sau này ngươi quyết chiến vận mệnh tâm ma, có thể hay không đừng đem Thanh Sơn liên lụy đi vào. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn kế hoạch nguyên thủy, đúng là có đem Lý Thanh Sơn, bồi dưỡng thành mình truyền nhân ý, để cho hắn cũng ở đây bàn cờ bên trong. Ra một phần lực. Nhưng hiện tại, Xích Huyên Thánh Vương và Lý Thanh Sơn phụ tử nhận nhau, hiển nhiên không muốn nhìn thấy Lý Thanh Sơn lại dắt kéo vào. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, nếu tiền bối phân phó, ta tử sẽ làm theo, xin tiền bối yên tâm, nhưng Lý Phi Tuyết. Phi Tuyết nàng là tai nạn ma nữ chuyển thế, chúng mục tiêu định trước có không giải được cướp, cùng nàng tu vi khôi phục, ta sẽ để cho nàng trả lại kiếp trước nhân quả, nhưng Thanh Sơn không phải bàn cờ này người. Ta chẳng muốn hắn dính líu vào. Xích Huyên Thánh Vương giọng thê lương, khoát tay một cái. Hắn cũng rất rõ ràng, Lý Phi Tuyết là tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, kiếp trước là dựa vào luân hồi chi chủ bằng hữu mới may mắn chuyển thế sống lại. Lớn như vậy nhân quả, Lý Phi Tuyết định trước trốn không tránh khỏi, đời này nàng khẳng định sẽ dính dấp đến rất nhiều bố trí bên trong. Xích Huyên Thánh Vương biết rõ cấp trên đáng sợ, ở hắn trong mắt, một khi vào cuộc. Vậy căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận là cái gì luân hồi chi chủ, tai nan thiên kiếm, cái gì nhâm phi phàm, cũng không địch lại vạn khư, đều là một con đường chết. Hắn đã có hy sinh chuẩn bị tâm tư, nhưng vậy muốn lưu lại một tia huyết mạch, nếu Lý Phi Tuyết không giữ được, vậy chí ít, nhất định phải để cho Lý Thanh Sơn sống sót. Được, tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần cùng gật đầu. Xích Huyên Thánh Vương thở phào nhẹ nhõm. Nói, như vậy quá tốt, luân hồi chi chủ, vậy ta đa tạ ngươi, ngươi còn có cần gì đồ? Sư huynh ta để lại không thiếu bảo tàng, ngươi nếu như cần muốn thiên tài địa bảo gì, cứ việc nói một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ lại độn giáp thiên tinh. Độn giáp thiên tinh, là hỗn độn cửu tinh một trong, trên ngôi sao hiện đầy trùng trùng trận pháp, chỉ tiếc trước đây Thái Huyền trận môn và Minh Long thần điện tranh đấu, độn giáp thiên tinh bị thương nặng, đã kế cận chết. Nếu như độn giáp thiên tinh chết băng diệt, vậy tất cả trận pháp đều phải biến mất, đối với Thái Huyền trận môn mà nói, nhưng là một cái tổn thất to lớn.
Tiền bối, ta có một kiện pháp bảo, kêu độn giáp thiên tinh, bị tổn thương khá là nghiêm trọng, tiền bối nếu như có thể, tốt nhất cho ta một chút tự chữa pháp bảo vật liệu. Diệp Thần lúc này đưa ra thỉnh cầu. Xích Huyên Thánh Vương cởi mở cười một tiếng, nói, không thành vấn đề, ta nơi này có một viên kiến mộc tinh tinh hạch, năng lượng cực kỳ dư thừa, chính thích hợp tự chữa hỗn độn thiên tinh các loại pháp bảo. Nói xong, Xích Huyên Thánh Vương móc ra một viên bích màu xanh tinh hạch, viên tinh hạch này, lại có nhàn nhạt ánh sao lóe lên, còn có từng luồng vừa dày vừa nặng mậu thổ linh khí tràn ra tới, nguyên lai là một ngôi sao than xúc sau đó, ngưng kết ra tinh hạch. Kiến mộc tinh tinh hạch. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lúc này đem viên tinh hạch này nhận lấy. Kiến mộc, là một loại khá là chân quý thiên tài địa bảo, nghe nói thông suốt thiên địa, đặc biệt to lớn, dùng để chế thuốc cũng là vô cùng là thượng thừa vật liệu, vậy có thể dùng để thi công cung điện cột, có thể tăng lên khí vận. Kiến mộc tinh, chính là hiện đầy kiến mộc rừng rậm tinh thần, ở chư thiên vũ trụ bên trong khá là hiếm thấy, một viên kiến mộc tinh hạch, giá trị không rẻ. Phỏng đoán có thể đổi cực kỳ kinh khủng đạo tinh, thật sự là không thể có nhiều thiên tài địa bảo. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn, đeo sao hạch thu vào. Có viên tinh hạch này, muốn khôi phục độn giáp thiên tinh linh khí, muốn đến cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Luân hồi chi chủ, ta tạm thời chỉ có thể giúp được ngươi nơi này, không nên tùy tiện liên lạc ta, nếu không bại lộ thiên cơ, vô cùng hậu hoạn. Chờ ngươi và vận mệnh tâm ma quyết chiến ngày. Ta sẽ liều mình hạ xuống giúp ngươi. Xích Huyên Thánh Vương ngưng trọng dặn dò, hiện tại Diệp Thần trong tay, có hắn cho lệnh bài của hắn, tùy thời có thể kêu gọi hắn. Bất quá, tấm lệnh bài này, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng, nếu không thiên cơ bại lộ, bị thiên tàm nương nương bên kia, thậm chí là sau lưng cấp trên phát hiện, đều là vô cùng chuyện phiền phức. Ta biết. Diệp Thần gật đầu một cái, trực tiếp đưa lệnh bài thu hồi, sau đó chính thức và Xích Huyên Thánh Vương tạm biệt. Xích Huyên Thánh Vương mang tai nan thiên kiếm, trở về Thánh Thiên Phủ. Mà Diệp Thần, thì nhanh chóng chạy về Thái Huyền Trận Môn. Tai nan thiên kiếm chuyện, đã giải quyết, tiếp theo, Diệp Thần có thể tất cả tâm thần đối phó Minh Long Thần Điện uy hiếp. Còn như hồi Bắc Lăng Thiên Điện, có thể còn muốn trễ một chút thời gian. Suy, Diệp Thần một đường ngự gió nhanh bay, thế như bôn lôi, thân thể nhưng tựa như thiên long, có tầng tầng kim quang lóe lên. Không ngừng hướng Thái Huyền Trận Môn phương hướng bay đi. Lĩnh ngộ Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương sau đó, Diệp Thần trên da như có thái cổ thiên long đồ đằng lóng lánh, ngọa long ra uyên, cả người khí thế đặc biệt bàng bạc, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại Thái Huyền Trận Môn bên trong. Thái Huyền Trận Môn bên trong, nhưng là một mảnh yên tĩnh hình dáng, không có gì gợn sóng. Hiển nhiên, thất tinh đồ long trận mở sau đó. Hoàn toàn che đậy nơi này thiên cơ, Minh Long Thần Điện căn bản điều tra không tới, toàn bộ Thái Huyền Trận Môn cũng bị bảo vệ, tuyệt đối an toàn. Diệp Thần bắt được Diệp Lạc Nhi hơi thở, Diệp Lạc Nhi đang lĩnh ngộ Long Thần Phá Thiên Quyết, trước mắt tạm thời còn không có đột phá. Nhưng mơ hồ tới giữa, Diệp Thần lại có điểm lo âu, một khi Diệp Lạc Nhi đột phá, kia thất tinh đồ Long Trận, còn có thể hay không che giấu. Dẫu sao? Long Thần Phá Thiên Quyết là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật một trong, uy lực dị thường to lớn, một khi lĩnh ngộ đột phá, đây tuyệt đối là dung chuyển vũ trụ, chấn động thức chư thiên, khí tượng không cách nào đo lường được, Diệp Thần cũng không dám bảo đảm, còn có thể hay không tiếp tục ẩn núp tốt Diệp Lạc Nhi hơi thở. Trưởng giáo Chí Tôn, người trở về. Lúc này, Thái Huyền Trận Môn bầu trời, một viên treo tinh thần, nổi lên một tấm giả nua mặt người, hướng Diệp Thần cung kính hỏi thăm sức khỏe. Ngôi sao này, dĩ nhiên chính là độn giáp thiên tinh. Độn giáp thiên tinh, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lúc này bay đến độn giáp thiên tinh trên. Ngôi sao này phía trên, khắp nơi hiện đầy đại trận, từng ngọn trận pháp, năm hỏa thần lôi trận, kỳ môn chui ảnh trận, vạn kiếm mặc tim trận, ách nan oán độc trận vân. Vân, lộn xộn phân bố, đặc biệt nguy nga. Bất quá, độn giáp thiên tinh dưới trọng thương. Lớn rất nhiều trận đều không thể sử dụng. Trưởng giáo Chí Tôn, người có lễ vật gì cấp cho ta? Diệp Thần đi tới độn giáp thiên tinh trên, liền nghe được tinh linh già nua giọng, từ trong hư không chấn động đi ra. Viên này kiến mộc tinh hạch, cũng có thể chữa trị ngươi thương thế. Diệp Thần móc ra kiến mộc tinh hạch, hơi nheo mắt lại, nhìn khắp bốn phía, nhưng thấy chung quanh từng ngọn đại trận, có rất nhiều trận pháp,
đều có bị hủy xấu xa qua dấu vết, muốn lần nữa chạy nói, cần tự chữa. Mà kiến mộc tinh hạch, chính là chữa trị độn giáp thiên tinh tuyệt hảo vật liệu, cùng độn giáp thiên tinh hơi thở khôi phục, trên ngôi sao các loại đại trận, tự nhiên cũng có thể khôi phục nguyên trạng. Đây là, kiến mộc tinh hạch, trưởng giáo chí tôn, người từ nơi nào được tới đây sao chân quý vật liệu. Độn giáp tinh linh một hồi kinh ngạc, lại không nghĩ rằng Diệp Thần sẽ cầm ra như thế hiếm thấy vật liệu. Nếu như có thể dung hợp kiến mộc tinh hạch, hắn đủ để ngay tức thì khôi phục. Đến lúc đó, tất cả độn giáp đại trận, đều có thể mở vận chuyển, là có thể là Diệp Lạc Nhi cung cấp chu toàn hơn bảo vệ. Diệp Thần mong muốn, cũng chính là một điểm này. Diệp Lạc Nhi lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật, một khi thành công, khí tượng tuyệt đối muốn rung động thiên nhân vực, chỉ dựa vào lúc đầu trận pháp, chưa chắc có thể che đậy ở, phải vận dụng mới thủ đoạn. Mà nếu như, có thể khởi động độn giáp thiên tinh lên toàn bộ đại trận, vậy đủ để là Diệp Lạc Nhi, cung cấp đầy đủ che chở. Viên này kiến mộc tinh hạch, ta cho ngươi khôi phục thương thế. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp bàn tay vung lên, đem kiến mộc tinh hạch thật sâu đánh vào độn giáp thiên tinh tinh thần nội bộ. À! Độn giáp tinh linh nhất thời phát ra một tiếng nhọn gọi, ngũ quan kịch liệt vặn vẹo, hiển nhiên là đặc biệt thống khổ. Dẫu sao, viên tinh hạch này là ngoại lai dị vật, bỗng nhiên dung nhập vào hắn tinh thể, lực bài xích vô cùng nghiêm trọng, hơi lơ là, liền sẽ đưa tới nổ, tạo thành hủy diệt hậu quả. Kiên nhẫn một chút, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đánh vào tinh hạch đồng thời, sử dụng hoàng tuyền đồ, đem hàng loạt nước suối vàng, cũng điều động đi ra, dòng nước chảy đến độn giáp thiên tinh tinh thần bề mặt trái đất trên. Hàng loạt nước suối vàng, dọc theo tinh thần bề mặt trái đất, thấm vào nhập tinh thần nội bộ trong thế giới đi, chậm tách ra kiến mộc tinh hạch mang tới lực bài xích đánh vào. Đạt được nước suối vàng bồi bổ, độn giáp tinh linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là buông lỏng không thiếu. Lưỡng nghi hóa sinh đại trận. Diệp Thần giấu tay huy động, điều động độn giáp thiên tinh lên một tòa lưỡng nghi đại trận, quán chú tự thân linh khí đi vào, trợ giúp độn giáp tinh linh tiêu hóa kiến mộc tinh hạch. Thái huyền trận hoàng thần hồn đã biến mất, bất quá Diệp Thần trận pháp tu vi, so với thái huyền trận hoàng, vậy không kém bao nhiêu, đặc biệt là tấn thăng càn khôn cảnh 7 tầng thiên sau đó, vận chuyển đại trận lại là muốn gì được nấy. Vù vù, theo lưỡng nghi hóa sinh đại trận vận chuyển, một cái âm dương bát quái đồ án, ngay tại độn giáp thiên tinh trên bầu trời, hiện ra, chậm rãi chuyển động, từng cơn đạo ra hai uẩn rơi xuống, phụ trợ tiêu hóa kiến mộc tinh hạch. Rắc rắc sát. Diệp Thần rõ ràng nghe được, độn giáp thiên tinh nội bộ, truyền ra một hồi tan vỡ tiếng vang, hiển nhiên là kiến mộc tinh hạch đã rạn nứt, hàng loạt năng lượng lưu chảy ra ngoài. Oanh! Núi lửa bộc phát. Độn giáp thiên tinh nội bộ, kiến mộc tinh hạch nổ tung, phun ra ra một chùm oành bích màu xanh năng lượng, tràn đầy hào hùng sức sống, cuối cùng hóa thành núi lửa. Cái này phun ra núi lửa, lại là màu xanh đậm, tựa hồ có vô cùng sức sống, núi lửa lưu diễm vừa tung tóe rơi xuống đất, lập tức rơi xuống đất mọc rễ, từ màu xanh ngọn lửa bên trong, toát ra từng bụi cây nhỏ mầm. Những thứ này cây nhỏ mầm, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khỏe sinh trưởng, hóa thành từng bụi đại thụ che trời. Diệp Thần nhìn trước mắt kỳ cảnh, một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên, tinh hạch năng lượng bắt đầu bộc phát ra, và độn giáp thiên tinh dung hợp, độn giáp thiên tinh linh khí, đều được lột xác, sản sinh ra kiến mộc, cũng tạo thành lớn cánh rừng. Từng ngọn đại trận, đang xây mộc rừng rậm che giấu hạ, lại là thiên cơ khó lường, dấu vết khó tìm. Trưởng giáo chí tôn, quá tốt, ta thương thế kém không nhiều khôi phục. Trong truyền thuyết suối vàng thánh thủy, quả nhiên có hiệu quả, lại có thể lọc sạch hết dị chủng tinh hạch bài xích. Độn giáp tinh linh đại hỉ, vậy mà nói, muốn hấp thu cái khác ngôi sao tinh hạch, cần phải chịu đựng cực lớn bài xích, rất dễ dàng đưa đến tinh thể nổ tung. Nhưng hiện tại, hắn có Diệp Thần nước suối vàng phụ trợ, lập tức hóa giải được tất cả lực đẩy, dễ dàng, thành công dung hợp viên này kiến mộc tinh hạch, thương thế nhanh chóng khôi phục. Diệp Thần thấy rõ, từng ngọn đại trận, phía trên hủy xấu dấu vết, đã dần dần tự chữa tốt, có thể lần nữa khởi động. Rất tốt, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, ta mở vạn tòa độn giáp bí trận, che giấu thiên cơ, Minh Long thần điện thì không thể tra tới đây. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, chờ đợi độn giáp tinh linh khôi phục. Ùm ùm. Nhưng ngay vào lúc này, một màn kinh người xảy ra, chỉ gặp ở độn giáp thiên tinh trên bầu trời, đột nhiên nổ lên mây sấm sôi trào gian,
lại có hồng hoang rồng thần hư ảnh, hiện ra. Cái này hồng hoang rồng thần, và vậy thiên long không cùng, một cái long chảo bên trong, lại có 10 đầu ngón tay, phù hợp thập toàn thập mỹ quy luật, đặc biệt đặc biệt. Chuyện gì xảy ra, người dùng hợp kiến mộc tinh hạch, tại sao có thể có long thần ngất trời dị tượng? Diệp thần một hồi kinh ngạc, trong phảng phất cảm thấy có điểm không đúng, sau đó khoảnh khắc tỉnh ngộ. Đây không phải là độn giáp tinh linh dị tượng, mà là Diệp Lạc Nhi đột phá thở mạnh voi. Chẳng lẽ Lạc Nhi muốn đột phá? Diệp thần thất kinh, lập tức bay ra độn giáp thiên tinh, nhưng gặp toàn bộ thái huyền trận môn, đều run rẩy chấn động, bầu trời có vô số mây sấm bao phủ, nhô lên liền vạn dặm sáng mờ, cuồn cuộn sấm sét cùng sáng mờ bên trong, một đầu vô cùng cổ xưa hồng hoang rồng thần, ở ngất trời phúc mưa, kim quang lân lân, đặc biệt đồ sộ. Đây là long thần phá thiên quyết khí tượng. Diệp thần chấn động ngạc không dứt, long thần phá thiên quyết khí tượng, hắn trước kia vậy gặp qua, nhưng không có hôm nay như thế đặc thù. Diệp thần trước mắt hiện ra long thần dị tượng, lại là cổ xưa hồng hoang rồng thần, long chảo có 10 đầu ngón tay, thập toàn thập mỹ, đơn giản là bao trùm chư thiên, long chảo vung lên động gian, thiên địa mưa gió đều ở đây cuốn lên, ùng ùng vang dội, sấm sét nổ tung cuồn cuộn. Phương nào đại năng ở chỗ này tu luyện? Khí này voi, là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật. Đây là chuyện gì xảy ra, ta thái huyền trận môn, lại có cửu thiên thần thuật khí tượng hiển hóa. Cái này không thể nào. Thái huyền trận môn bên trong các đệ tử, vậy cảm nhận được trên trời kinh khủng khí tượng, rối rít đi ra hội. Phần lớn đệ tử bình thường, cũng không biết Diệp Lạc Nhi tồn tại. Diệp Lạc Nhi thân phận, che giấu ẩn núp rất khá, chỉ có số ít mấy người biết. Bây giờ thấy long thần phá thiên quyết dị tượng, đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dẫu sao, long thần phá thiên quyết, là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật một trong, vậy cửu thiên thần thuật, giá trị so 8 đại thiên kiếm còn kinh khủng hơn, tùy tiện luyện thành một môn, đều có thể vô địch chư thiên. Không tốt, lớn như vậy khí tượng, rất có thể bị Minh Long Thần Điện phát hiện. Diệp thần mặt liền biến sắc, nhanh chóng bay đi thái huyền trận môn nhất hạch tâm. Liền thấy trúc trong rừng, Diệp Lạc Nhi ngồi xếp bằng, hoàn toàn thuộc về tu luyện trạng thái nhập định. Ở Diệp Lạc Nhi trên đầu, lơ lửng một viên đặc thù tinh thạch, chính là tới từ thái thượng thế giới tinh thạch, là đã từng thất tinh đổ long trận nhiên liệu hạch tâm. Viên tinh thạch này, vậy là Diệp Lạc Nhi cung cấp năng lượng to lớn, để cho nàng có tư cách đi hiểu long thần phá thiên quyết. Giờ khắc này, Diệp Lạc Nhi rõ ràng sắp hiểu thành công, có ở trên trời hồng hoang rồng thần thở mạnh voi hiển hóa. Mà Diệp Lạc Nhi đây, da thịt trắng nõn trên, vậy nổi lên cổ xưa long phù đồ đằng, một phiến phiến thủy hà sen lẫn, sáng chói lóa mắt. Lạc Nhi. Diệp thần tiến lên trước một bước, nhưng gặp Diệp Lạc Nhi quanh thân, vậy thất tinh đồ long trận chậm rãi vận chuyển, nhưng phía trên trận văn ký hiệu, đều bị to lớn đánh vào, có kế cận băng diệt dấu hiệu. Một khi trận pháp này, hoàn toàn băng diệt, vậy thái huyền trận môn mất đi bảo vệ, thiên cơ bại lộ. Ngay tức thì sẽ bị Minh Long Thần Điện phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này thất tinh đồ long trận, đối với long tộc hơi thở, có to lớn áp chế tác dụng, nhưng dù vậy, Diệp Lạc Nhi sắp hiểu long thần phá thiên quyết, mang đến kinh thiên khí tượng, vẫn là khó mà che giấu, liền thất tinh đồ long trận cũng không đè ép được. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải bại lộ. Mà Diệp Lạc Nhi, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong thế giới, cũng không biết chuyện của ngoại giới. Thậm chí không có mở mắt ra. Đáng chết, lớn như vậy khí tượng, khẳng định sẽ bị Minh Long Thần Điện phát hiện. Diệp thần cắn răng, muốn thức tỉnh Diệp Lạc Nhi, kêu nàng tạm thời dừng lại tu luyện, nhưng lại sợ quấy rầy đến nàng, tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Hơi một nghĩ ngợi, Diệp thần lập tức trở lại độn giáp thiên tinh. Theo kiến mộc tinh hạch dung hợp, độn giáp thiên tinh mặt ngoài bên trong hình dáng, đều là hoàn toàn đổi đổi, khắp nơi hiện đầy đại thụ che trời. Rất nhiều đại trận, cũng núp ở cây cối sâm trong rừng. Trưởng giáo Chí Tôn, trên trời hạ xuống rồng thần, chẳng lẽ là Lạc Nhi cô nương long thần phá thiên quyết, rốt cuộc phải hiểu thành công. Độn giáp tinh linh một hồi kinh ngạc, vậy cảm nhận được liền ngoại giới chập chờn. Tình thế không ổn, Lạc Nhi đột phá dị tượng quá lớn, rất dễ dàng kinh động Minh Long Thần Điện, chúng ta phải lập tức động thủ bảo vệ. Diệp thần lập tức động thủ, từng đạo pháp quyết đánh ra. Khởi động độn giáp thiên tinh lên trận pháp. Nhất thời, từng ngọn đại trận vận chuyển, hơn nữa xa xa chỉ hướng thất tinh đồ long trận, vây quanh thất tinh đồ long trận chuyển động, bảo vệ Diệp Lạc Nhi.
Trưởng giáo chí tôn, ta nơi này có chui thiên tàng ảnh trận, thái thượng che giấu trận, tuyệt thiên đoạn niệm trận vân. Vân che đậy trận pháp, đều có thể ngăn cản Minh Long thần điện xem xét. Độn giáp tinh linh vậy không dám khinh thường, tinh thể chuyển động lực, đem mình cốt lõi nhất mấy tòa che đậy thiên cơ đại trận, cũng thả ra ngoài, dùng để bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Hắn đang dung hợp kiến mộc tinh hạch, còn chưa tới đại công cáo thành thời điểm, thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại, vì bảo vệ Diệp Lạc Nhi, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, coi như nguyên khí không khôi phục, cũng liều mạng mở cốt lõi nhất đại trận, miễn được bại lộ Diệp Lạc Nhi tung tích. Nhất thời, từng ngọn đại trận, bao phủ ở Thái Huyền trận môn sơn môn trên, ngăn cách hết thảy rình rập ánh mắt. Rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Cùng lúc đó, Minh Long thần điện bên kia, vậy đang bề bộn. Thiên Tàm nương nương phi kiếm truyền thư, đã phát đến Minh Long thần điện, Vũ Văn Cơ các người biết Diệp thần tin tức, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Vũ Văn Cơ và Trần Thương Sinh, còn có mấy cái cao tầng trưởng lão, tụ ở đại sảnh nghị sự bên trong, mọi người vận dụng thuật pháp, liên thủ điều tra Diệp thần tung tích. Rất nhiều thuật pháp ánh sáng, hội tụ thành một cái quang cầu, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thiên Tàm nương nương nói luân hồi chi chủ ngay tại Thiên Võ Thánh Võ bên trong, cũng không biết là thật là giả, trước xem nói sau. Vũ Văn Cơ long chảo huy động, đánh ra một cái ấn quyết, rơi vào vậy quang cầu trên, đầu tiên đem thiên cơ biết được ánh mắt, chiếu đến Thiên Võ Thánh Võ bên trong đi. Nhất thời, quang cầu phía trên, mơ hồ nổi lên một đạo thân ảnh, trên không ngồi xếp bằng, ở Thiên Võ ngũ lão dưới bảo vệ, sắp muốn đột phá hình ảnh. Luân hồi chi chủ, quả nhiên ngay tại Thiên Võ Thánh Võ. Vũ Văn Cơ một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, và Trần Thương Sinh trao đổi một tí ánh mắt. Trần Thương Sinh ánh mắt ngưng trọng, tỉnh bơ, vậy đánh ra đạo đạo dấu tay, quang cầu hình ảnh lóe lên, Diệp thần đột phá thành công, sau đó rời đi Thiên Võ Thánh Võ. Thiên Võ Thánh Võ chung quanh, toàn bộ là hỗn loạn không gian sương mù dày đặc, căn bản không thấy rõ bất kỳ tung tích, quang cầu lên hình ảnh, tới nơi này vậy hoàn toàn chặn. Các vị, mau theo dõi luân hồi chi chủ hơi thở. Đừng để cho hắn chạy. Vũ Văn Cơ mặt đầy vẻ lo lắng, khó khăn được tìm được Diệp thần tung tích, hắn chỉ sợ Diệp thần chạy, lập tức điều động ra hàng loạt linh khí, bơm vào đến trong quang cầu, muốn truy xét Diệp thần thiên cơ dấu vết. Trần Thương Sinh và vậy mấy cái cao tầng trưởng lão, nhưng trầm ổn được nhiều, mặc dù vậy ra tay bơm vào linh khí, nhưng không giống Vũ Văn Cơ điên cuồng như vậy. Giao. Đang lúc mọi người linh khí bơm vào hạ, quang cầu lên hình ảnh, rõ ràng, nhưng chỉ có thể nhìn được võ tổ pho tượng, căn bản không thấy được Diệp thần dấu vết. Đáng chết, thằng nhóc này chạy đi nơi nào? Vũ Văn Cơ cắn răng, trước sau, hắn chỉ thấy Diệp thần đột phá hình ảnh, còn như Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương sự việc, còn có Xích Huyên Thánh Vương xuất hiện, hắn cũng không nhìn thấy. Dẫu sao, vô luận là Thiên Võ Ngọa Long Kinh, vẫn là Xích Huyên Thánh Vương, cũng lưng đeo có lớn nhân quả, không phải như thế dễ dàng điều tra. Mà Diệp thần thiên cơ nhân quả, so Xích Huyên Thánh Vương còn phức tạp hơn vô số lần, hắn vừa rời đi Thiên Võ Thánh Võ, tất cả thiên cơ đầu mối cắt mất, Vũ Văn Cơ các người, coi như sát phí khổ tâm, cũng cha không tìm được. Nhất định phải cầm hắn bắt tới. Vũ Văn Cơ vành mắt hết sức nứt ra, nhưng là không chịu lúc này thả qua, liều mạng đem tự thân linh khí, bơm vào đến trong quang cầu. Thế nhưng viên quang cầu, cũng không có xuất hiện nữa Diệp thần bóng người. Trần Thương Sinh cùng mấy cái cao tầng trưởng lão, nhưng là không có lại uổng phí khí lực, mà là thu bàn tay về, quang cầu mất đi linh khí chống đỡ, dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Các ngươi làm gì? Vũ Văn Cơ thấy đám người rút lui đi linh khí, nhất thời giận dữ. Trần Thương Sinh nhàn nhạt nói, thiếu chủ, an tâm một chút chứa nóng, luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu, nơi nào có như thế dễ dàng điều tra, hắn khẳng định cảm thấy được thánh thiên phủ rình rập, cho nên đi trước thời hạn. Chúng ta lại muốn tìm hắn, đơn giản là khó hơn lên trời. Vũ Văn Cơ cả giận nói, hiếm có đầu mối, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Trần Thương Sinh im lặng không đáp, vậy mấy cái cao tầng trưởng lão, vậy không lên tiếng. Oanh! Ngay tại lúc này, quang cầu hình ảnh, đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, nổi lên một cái hồng hoang rồng thần hình dáng. Điều này hồng hoang rồng thần, kim lăng duệ móng, cổ xưa bể râu, hiện ra năm tháng thần uy. Đằng vân phúc mưa, như muốn nghịch chuyển vực ngoại, khí thế đặc biệt khoáng đạt. Đây là... Vũ
Vũ Văn Cơ thấy đột nhiên xuất hiện rồng thần dị tượng, nhất thời thất kinh. Trần Thương Sinh lại là bót một tiếng, đứng lên, động tác cực nhanh, lại cũng không cách nào giữ mới vừa bình tĩnh. Long thần phá thiên quyết, đây là long thần phá thiên quyết khí tượng. Trần Thương Sinh thân thể run rẩy, phát ra vô cùng kinh hoàng, vô cùng kiêng kỵ, vô cùng cừu hận thanh âm. Ban đầu ở Diệp Thần Suối Vàng trong thế giới đánh một trận, Diệp Lạc Nhi đột nhiên bùng nổ long thần phá thiên quyết, long trời lở đất, hắn hy sinh nữ nhi duy nhất, mới may mắn chạy khỏi. Trở về đến Minh Long Thần Điện sau đó, Trần Thương Sinh, Vũ Văn Cơ và rất nhiều cao tầng trưởng lão, đều là liên thủ thi triển thuật pháp, khắp thiên hạ điều tra Diệp Lạc Nhi tung tích. Cho nên, cái này thuật pháp quang cầu trên, lưu còn có Vũ Văn Cơ và Trần Thương Sinh nhân quả, mang theo bọn họ sợ hãi. Một khi thế gian xuất hiện lại long thần phá thiên quyết uy nghiêm, cái này thuật pháp quang cầu có thể bắt được thiên cơ, hiển hóa ra hình ảnh. Nhanh lên một chút theo dõi, truy xét Diệp Lạc Nhi tiện nhân kia tung tích. Vũ Văn Cơ phục hồi tinh thần lại, lần nữa điên cuồng bơm vào linh khí, thậm chí là cháy máu tươi, thúc giục quang cầu vận chuyển, chỉ muốn tra tìm ra Diệp Lạc Nhi tung tích. Hắn biết Diệp Lạc Nhi vẫn không thể chủ động thi triển long thần phá thiên quyết, thực lực cực kỳ có hạn. Chỉ cần chụp được Diệp Lạc Nhi, cưỡng bách nàng lập gia đình, lại chiếm đoạt nàng huyết mạch, vậy rồng trong truyền thuyết thần phá thiên quyết, là thuộc về Minh Long Thần Điện. Thấy vậy, Trần Thương Sinh cùng cao tầng trưởng lão, cũng là điên cuồng đem linh khí bơm vào đi vào. Rào! Trong thoáng chốc, toàn bộ thuật pháp quang cầu, nổ lên vạn trượng thần quang, ánh sáng chìm nổi tới giữa, hiện ra một mảnh lý khu vực. Khu vực này, sơn thủy thanh tú, thiên địa linh khí 10 phần đầy đủ. Dĩ nhiên là ở thiên nhân vực bên trong. Diệp Lạc Nhi rồng thần khí tượng, ngay tại khu vực này bên trong, xoay tròn không ngừng, mơ hồ phù hợp trước cao nhất đại lộ. Diệp Lạc Nhi tiện nhân kia, ngay tại khu vực này bên trong. Vũ Văn Cơ ánh mắt nhất thời sáng lên, ở hắn và Trần Thương Sinh đám người toàn lực liên thủ hạ, cuối cùng là suy diễn ra một chút tung tích. Diệp Lạc Nhi địa điểm ẩn thân, ngay tại khu vực này bên trong. Nhưng là... Quang cầu trên biểu hiện khu vực, lãnh thổ đặc biệt bát ngát, chu vi không biết có nhiều ít vạn dặm, ở khu vực này bên trong, tồn tại Thái Huyền Trận Môn, Chu Thiên Cửa, Phái Trường Sinh, Tê Hà Phái, Phá Quân Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Công Tôn Thế Gia Vân. Vân rất nhiều gia tộc môn phái thế lực, phồn như sao biển, muốn điều tra rõ, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Vũ Văn Cơ còn muốn vào sâu hơn truy xét, nhưng quang cầu trên biểu hiện hình ảnh, đến nơi này chính là cực hạn. Không cách nào vào sâu hơn đi xuống. Trần Thương Sinh sắc mặt trầm xuống, nói thiếu chủ, vậy Diệp Lạc Nhi khẳng định ngay tại khu vực này bên trong, chỉ là không biết che giấu ở môn phái nào mà thôi. Vũ Văn Cơ hỏi, Trần Thúc Thúc, khu vực này có chừng nhiều ít thế lực? Trần Thương Sinh thở dài một cái, nói ít nhất có mấy ngàn cái. Vũ Văn Cơ ánh mắt lóe lên, nói, mấy ngàn cái thế lực, vậy chỉ ít còn có tìm kiếm có thể, vẫn tốt hơn tràn đầy không đầu tự. Trước Minh Long Thần Điện luôn muốn theo dõi Diệp Lạc Nhi, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được, nhưng hiện tại, phong tỏa một phiến khu vực, mặc dù tìm vẫn là khó khăn, nhưng ít nhất có một chút mặt mũi. Trần Thương Sinh nói, thiếu chủ, vậy ý của ngươi là, lấy chúng ta Minh Long Thần Điện thế lực, đích xác có thể một cái môn phái tìm kiếm đi qua, nhưng phải hao phí to lớn sức người vật lực, gần đây Hoang Long Cổ Đế di tích sắp mở, nếu như lại chia người đi ra ngoài. Sợ rằng khó mà cướp đoạt Hoang Long Cổ Đế bảo tàng. Trần Thương Sinh trong giọng nói mang ngưng trọng, bằng Minh Long Thần Điện mạnh mẽ, phong tỏa khu vực này, có thể thảm trải sàn thức tìm, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào, có rất lớn chắc chắn vơ vét ra Diệp Lạc Nhi tung tích. Nhưng gần đây, Minh Long Thần Điện nhưng rất khó làm được một điểm này. Bởi vì, Hoang Long Cổ Đế di tích sắp mở, di tích này bảo tàng, cực kỳ trọng yếu, Minh Long Thần Điện chí ở tất được. Tuyệt không thể bỏ qua. Nếu như người phân ra đi, lại đi cướp đoạt Hoang Long Cổ Đế bảo tàng, vậy thì khó khăn. Hoang Long Cổ Đế, là thiên nhân vực thời đại thái cổ một nhân vật lớn, và Hằng Cổ Thánh Đế là một cấp bậc, cũng muốn phi thăng thái thượng thế giới, nhưng tiếc là thất bại. Hỗn độn cửu tinh bên trong Hoang Long Thiên Tinh, chính là Hoang Long Cổ Đế tự tay đúc, đây là một cái thiếu chút nữa thì phi thăng thái thượng thế giới đại năng. Hắn lưu lại bảo tàng, trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Vũ Văn Cơ sắc mặt trầm xuống, theo hắn biết, Thiên Tàm Nương Nương cũng muốn cướp đoạt Hoang Long bảo dấu, nếu như phái người đi tìm Diệp Lạc Nhi, phân tán tinh lực,
muốn tranh thắng Thiên Tảm nương nương, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Nhưng là, Diệp Lạc Nhi Long Thần Phá Thiên Quyết, giống vậy không cho sơ thất. Trần Thúc Thúc, chúng ta vẫn là chia binh hai đường, người đi tìm kiếm Diệp Lạc Nhi tung tích, ta đi cướp lấy Hoang Long Cổ Đế bảo tàng. Vũ Văn Cơ nghĩ ngợi một hồi, khẽ cắn răng, làm xong quyết định. Trần Thương Sinh trong lòng chấn động một cái, nói thiếu chủ, người có thể phải cẩn thận cân nhắc, cái gì cũng muốn, có thể cái gì cũng không có được. Vũ Văn Cơ khoát tay chặn lại, nói, không sao, Thánh Thiên Phủ bên kia, bị luân hồi chi chủ ồn ào, Thiên Tàm nương nương bị tổn thương nghiêm trọng, kiêu căng không trước kia như vậy hừng hực, ta dự định lấy triệu lớn nguyên đan và đạo tinh làm giá, mời phá quân đại đế rời núi, cũng có thể đối phó Thiên Tàm nương nương uy hiếp. Nghe vậy, Trần Thương Sinh sắc mặt âm trầm không chừng, nói, muốn đối phó Thiên Tàm nương nương, không như vậy dễ dàng, người này tinh thông Thái Thượng Thiên Phán Đạo, đời thiên chấp trưởng thẩm phán chi kiếm, ngang hàng là cấp trên người đại diện, thiếu chủ, người một thân một mình, như thế nào là nàng địch thủ. Vũ Văn Cơ nói, cho nên ta dự định mời phá quân đại đế rời núi, cứ quyết định như vậy, vô luận là Hoang Long Cổ Đế bảo tàng, vẫn là Diệp Lạc Nhi, đối với chúng ta Minh Long Thần Điện cũng cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể mất đi bất kỳ một cái nào trong đó. Trần Thương Sinh và mấy cái cao tầng trưởng lão nhìn nhau, trầm mặc không lên tiếng. Hồi lâu sau đó, Trần Thương Sinh mới thở dài nói, vậy cũng tốt, thiếu chủ, đều nghe phân phó của ngươi, chúng ta chia binh hai đường. Vũ Văn Cơ giữ tợn cười một tiếng, nói, rất tốt, cùng bắt được Long Thần Phá Thiên Quyết, còn có Hoang Long Cổ Đế bảo tàng, chúng ta Minh Long Thần Điện, nhất định có thể vượt qua năm đại thiên điện, trở thành thiên nhân vực đứng đầu nhất thế lực. Minh Long Thần Điện kế hoạch, cứ định như vậy xuống, mà ở Thái Huyền Trận Môn bên kia, Diệp Thần và Độn Giáp Tinh Linh, trong sâu thẳm, cũng là cảm thấy Minh Long Thần Điện dòm ngó. Trưởng giáo Chí Tôn, không xong, ta cảm ứng được Minh Long Thần Điện theo dõi, chúng ta sợ rằng phải bại lộ. Độn Giáp Tinh Linh phát ra ngưng trọng thanh âm. Diệp Thần sắc mặt cũng là ngưng trọng, nói không, hẳn còn không bại lộ, bọn họ không có chân chính phong tỏa Thái Huyền Trận Môn. Chỉ là phong tỏa một cái đại khái phạm vi, muốn chân tránh tìm, vậy không như vậy dễ dàng. Độn Giáp Tinh Linh nói, nhưng thiên cơ bị phong tỏa, chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện, hơn nữa ta nghe nói, gần đây Hoang Long Cổ Đế bí mật sắp mở, Minh Long Thần Điện cũng muốn cướp lấy, một khi bọn họ lấy được Hoang Long Cổ Đế bảo tàng, vậy phải tàn sát chúng ta Thái Huyền Trận Môn, thật là dễ như trở bàn tay. Hoang Long Cổ Đế. Diệp Thần nhướng mày một cái. Độn Giáp Tinh Linh nói, đúng vậy, trong truyền thuyết Hoang Long Thiên Tinh, chính là Hoang Long Cổ Đế tự tay chế tạo, người này là Hằng Cổ Thánh Đế một cái thời đại đại năng, hắn lưu lại bảo tàng, giá trị không thể lường được, một khi Minh Long Thần Điện bắt được, bọn họ thế lực có thể sẽ vượt qua năm đại thiên điện. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhưng giác từng cơn nguy cơ áp lực tấn công tới. Cho ta phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư đi Thánh Thiên Phủ, và Xích Huyên tiền bối thương lượng một tí. Diệp Thần vậy cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng, hắn cần Xích Huyên Thánh Vương chống đỡ. Độn Giáp Thiên Tinh lúc này phát tin đi Thánh Thiên Phủ. Trong hư không rình rập hơi thở, lúc này cũng đã biến mất, hiển nhiên, Minh Long Thần Điện cũng không thể cụ thể phong tỏa Diệp Lạc Nhi vị trí, chỉ có thể suy đoán ra một cách đại khái phạm vi, Diệp Thần còn có chu toàn chỗ trống. Mà Diệp Lạc Nhi bên kia, Hồng Hoang Rồng Thần khí tượng thu liếm, Diệp Lạc Nhi ngồi xếp bằng. Vẫn còn đột phá cảm ngộ giây phút, quanh thân màu vàng thần hy lững lờ, từng tầng một hà thải tràn ngập, thủy khí nhô lên, hiện ra vô cùng khoáng đạt uy thế. Diệp Thần trong lòng rất là mong đợi, không biết cùng Diệp Lạc Nhi thành công đột phá, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, đến khi đó, có lẽ có thể chân tránh giải quyết Minh Long Thần Điện uy hiếp. Bất quá, đem hy vọng ký thác vào Diệp Lạc Nhi trên mình, không đủ ổn thỏa, Diệp Thần vẫn là muốn dựa vào chính mình thực lực. Ta phải mau sớm tăng lên, Hoang Long Cổ Đế di tích, nếu như ta có thể vào, cướp được bảo tàng bên trong, vậy cũng tốt. Nghĩ đến Hoang Long Cổ Đế bảo tàng, Diệp Thần tâm thần không khỏi nóng rực. Cùng lúc đó, thiên nhân vực một nơi biên giới. Ba đạo tuyệt đẹp bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cầm đầu cô gái một tiệc tóc trắng, phổ biên dùng mình lan tràn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện, đối phương là Tô Mạch Hàn tiền bối. Tô Mạch Hàn mang Ngụy Dĩnh đi tới Thiên Nhân vực. Hiện tại Ngụy Dĩnh thực lực không ngừng tăng lên, chỉ có bước vào Thiên Nhân vực mới có thể đổi được mạnh hơn.
ở Ngụy Dĩnh và Tô Mạch Hàn bên người, còn đi theo một cái cả người quần áo trắng như tuyết, tuyệt đẹp vô cùng cô gái, nhưng là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết tự nhiên cũng biết, Diệp Thần tới Thiên Nhân Vực, nàng cũng muốn bước vào Thiên Nhân Vực, đi theo Diệp Thần bước chân, cho nên đặc biệt theo sát Tô Mạch Hàn, Ngụy Dĩnh tới. Sư tôn, vậy Hồng Thiên Kinh thật bị phong ấn ở Thiên Nhân Vực. Ngụy Dĩnh nhìn Tô Mạch Hàn, khá là ngưng trọng hỏi. Ban đầu Hồng Thiên Kinh một ngón tay, xuyên qua vực ngoại, hạ xuống đến suối vàng thế giới, nàng cũng ở tại chỗ, rõ ràng cảm nhận được Hồng Thiên Kinh khủng bố. Vừa nghĩ tới Diệp Thần cuối cùng kẻ địch, lại là này cùng đáng sợ tồn tại, Ngụy Dĩnh thì có một loại không thể chiến thắng cảm giác, như rơi vào vực sâu vậy, sâu đậm không có sức. Không sai, Diệp Thần thằng nhóc kia, nếu như không chết, sớm muộn phải đối mặt Hồng Thiên Kinh uy hiếp, Hồng Thiên Kinh lòng dạ ác độc, tuyệt sẽ không chỉ giết Diệp Thần một người, hắn nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, đem các ngươi vậy cùng nhau giết chết. Tô Mạch Hàn mắt đẹp uy nghiêm, hiển nhiên cũng biết Hồng Thiên Kinh bí mật, nàng là Nhâm Phi Phàm hồng nhan chi kỷ, năm đó vậy phụ trợ qua Nhâm Phi Phàm bố trí. Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết đều là Diệp Thần bên người gần gũi người phụ nữ, Hồng Thiên Kinh khẳng định sẽ đuổi tận giết tuyệt, không thể nào thả qua bất kỳ một người nào. Ngụy Dĩnh hỏi, sư tôn, lấy ngươi thực lực, có thể hay không chiến thắng Hồng Thiên Kinh? Tô Mạch Hàn ha ha cười một tiếng, nói, nếu như hắn là phong ấn trạng thái, ta có lẽ có thể chiến thắng, nhưng nếu như đỉnh cấp tỷ thí, ta không phải là địch thủ của hắn, trừ phi và Nhâm Phi Phàm song kiếm hợp bích, nhưng nguy hiểm cũng là cực lớn, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Nghe vậy, Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết đều là một hồi chấn động, tiến hơn một bước cảm nhận được Hồng Thiên Kinh mạnh mẽ, lại có thể liền Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm song kiếm hợp bích, đều có rơi xuống nguy hiểm, có thể tưởng tượng được trong truyền thuyết cấp trên, có kinh khủng dường nào. Đi thôi, ta mang các người đi Mạch Hàn thần cung, đó là ta trước kia tu luyện đạo tràng. Tô Mạch Hàn vung tay lên, cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp mang Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết, ngự gió đi về trước bay đi. Không cần thiết đã lâu, ba người đi tới vân trên đỉnh bầu trời. Ở nơi này phiến bầu trời bên trong, khói dáng tràn ngập, kim quang vạn đạo, đỏ nghê cuồn cuộn, đầy trời khói mù thấp thoáng hạ, mơ hồ có thể gặp một phiến khoáng đạt mênh mông cung điện, nhập khẩu chỗ treo Mạch Hàn thần cung bốn chữ. Từng trận cổ xưa tiếng chuông, đàn sáo tiếng, tiên nữ tiếng hát, từ cung điện chỗ sâu truyền ra. Cung điện bên trong, có rất nhiều hơn tươi đẹp cô gái, đang không ngừng dục dịch. Toàn bộ Mạch Hàn thần cung, không có chàng trai tồn tại, chỉ có nữ đệ tử. Bái kiến cung chủ. Tô Mạch Hàn trở lại một cái, rất nhiều nữ đệ tử, liền khom người thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Ừ. Tô Mạch Hàn gật đầu một cái, lúc này mang Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết đi vào. Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết, đều là tò mò đánh giá bốn phía, cái này Mạch Hàn thần cung nhất hút làm người khác chú ý, chính là treo thật cao ở cung điện bầu trời một ngôi sao. Ngôi sao này, trời quang mây tạnh, khói mù vần quanh, lại là hỗn độn cửu tinh một trong, kêu Tê Vân Thiên Tinh, có thể tóe ra mênh mông mây khói, che giấu hết thảy, cho nên Mạch Hàn thần cung vị trí, căn bản không có người ngoài phát hiện. Nếu như không phải là Tô Mạch Hàn dẫn đường, Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết vậy không tới được nơi này. Hơn nữa, vô cùng vân khí, còn có thể chiếm đoạt kẻ địch một khi bị kéo nhập Tê Vân Thiên Tinh bên trong. Lập tức thì phải bị lạc ở vô cùng khói mù mây màu bên trong, không tìm được rời đi đường, muốn sống sờ sờ bị kẹt chết. Thời gian kế tiếp, các ngươi tạm thời đi Tê Vân Thiên Tinh tu luyện, ngôi sao này linh khí vô cùng là đầy đủ, đủ các ngươi đột phá. Tô Mạch Hàn chỉ cách đó không xa tinh thần, viên này Tê Vân Thiên Tinh, có thể nói là Mạch Hàn thần cung bảo vật trấn phái, linh khí vô cùng đậm đà. Bây giờ đối mặt Hồng Thiên Kinh uy hiếp, Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết chỉ có mau sớm tăng lên thực lực, mới có thể đối phó. Dạ, sư tôn. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, lúc này hướng Tê Vân Thiên Tinh bay đi. Tô tiền bối, đa tạ. Hạ Nhược Tuyết cũng là nói cảm ơn một tiếng, Tô Mạch Hàn chịu mang nàng tới Mạch Hàn thần cung, để cho nàng có tu luyện đột phá cơ hội, nàng vậy rất là cảm kích. Lập tức Hạ Nhược Tuyết, vậy đi theo Ngụy Dĩnh, bay đến Tê Vân Thiên Tinh trên. Hô! Hai người một bước vào Tê Vân Thiên Tinh, nhất thời gió nổi mây vần, quanh mình mây mù không ngừng vọt tới, ngôi sao này lên sơn xuyên con sông, cũng bao phủ ở kéo ra mảng lớn trong sương mù, tựa như thật như ảo, giống như mộng bên trong. Thật may viên này Tê Vân Thiên Tinh, có Tô Mạch Hàn ý chí,
trên ngôi sao các loại mây mù sát trận, cũng không có khởi động, tự nhiên không có tổn hại đến Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết hai người. Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, rất ăn ý phân tán rời đi, mỗi người tìm một khối linh khí đầy đủ địa phương, yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Viên này Tê Vân Thiên Tinh, thiên địa linh khí đậm đà, ở chỗ này tu luyện, có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Hạ Nhược Tuyết tu luyện hồi lâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Minh Nguyệt Nguyên Chủ, là ngươi sao? Mà vào lúc này, Hạ Nhược Tuyết mơ hồ tới giữa, nghe được Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, truyền tới một hồi như có như không tiếng kêu. Là ai? Hạ Nhược Tuyết lấy làm kinh hãi, nhất thời mở mắt ra, không nghĩ tới lại có thể sẽ có người kêu gọi mình, hơn nữa còn gọi là Minh Nguyệt Nguyên Chủ danh hiệu. Hạ Nhược Tuyết thừa kế Minh Nguyệt Thiên Thư, chính là thế hệ này Minh Nguyệt Nguyên Chủ, bây giờ nghe ở Tê Vân Thiên Tinh bên trong, lại có người kêu gọi mình, nhất thời cảm thấy ly kỳ. Phải biết, Tê Vân Thiên Tinh nhưng mà Tô Mạch Hàn pháp bảo, ở chỗ này, lại có thể nghe có người kêu gọi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vù vù. Hơn nữa, vào lúc này, Hạ Nhược Tuyết Minh Nguyệt Thiên Thư, cũng là tự động nổi lên, trôi lơ lửng ở nàng trên đỉnh đầu, thả ra vô cùng trăng sáng thanh huy. Ban đầu đạt được tinh nguyệt thần truyền thừa sau đó, Hạ Nhược Tuyết Minh Nguyệt Thiên Thư, liền tấn thăng thành lớn nguyên thuật, hôm nay nổi lên, tựa hồ là thiên cơ hô ứng. Ở Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, có Minh Nguyệt Thiên Thư đại cơ duyên. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc không thôi, lúc này đứng lên, muốn đi chỗ sâu điều tra, nhưng lại không dám qua loa hành động. Dẫu sao, nơi này là Mạch Hàn Thần Cung địa bàn. Trước hay là hỏi một chút Tô tiền bối. Hạ Nhược Tuyết lúc này rời đi Tê Vân Thiên Tinh, ở Mạch Hàn Thần Cung trong đại điện, gặp được Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn nói, Nhược Tuyết, ngươi làm sao như thế mau ra đây? Hạ Nhược Tuyết nói, Tô tiền bối, ta nghe được ở Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, tựa hồ có người đang kêu gọi ta, không biết nơi này có bí mật gì. Nghe vậy, Tô Mạch Hàn trong lòng chấn động một cái, nói, ngươi nghe được Minh Nguyệt Thiên Thư kêu gọi. Hạ Nhược Tuyết cả kinh nói, Tô tiền bối, ngươi làm sao biết? Tô Mạch Hàn thở dài một cái, nhưng không trả lời, mà là đột nhiên hỏi ngược lại nói, ta hỏi trước ngươi, ngươi nguyện ý là Diệp Thần thằng nhóc kia, bỏ ra đến cái gì bước? Hạ Nhược Tuyết hơi sững sờ, lại không nghĩ rằng Tô Mạch Hàn lại đột nhiên hỏi ra lời này, yên lặng một tí, cúi đầu nói, ta cuộc đời này chỉ nhận Diệp Thần một người, ta coi như hy sinh tánh mạng, vậy không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Tô Mạch Hàn gật đầu một cái, nói, rất tốt, Diệp Thần thằng nhóc kia, sẽ đối kháng Hồng Thiên Kinh, nhất định là giữ nhiều lành ít, nếu ngươi có này quyết tâm, coi như là hắn vận khí, hôm nay ngươi nghe được Minh Nguyệt Thiên Thư kêu gọi, nếu như không sợ chết, vẫn có thể đi xem. Hạ Nhược Tuyết nói, tiền bối, Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, rốt cuộc có bí mật gì, chẳng lẽ sẽ nguy hiểm ta tánh mạng. Tô Mạch Hàn nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi nếu không sợ chết, vẫn có thể đi xông vào một lần, nếu là có thể đạt được bên trong cơ duyên, người đủ để nghịch thiên cải mệnh. Ngay lúc nói chuyện, Tô Mạch Hàn linh khí ngưng tụ, hóa thành một tấm phù chiếu, đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Ta nơi này có một tấm bùa hộ mạng chiếu, ban cho ngươi bảo vệ tánh mạng, mới có thể bảo vệ được tính mạng ngươi một lần, nhưng chỉ có một lần, ta không thể giúp ngươi quá nhiều, nếu không kích động nhân quả, sẽ có đại thiên phạt hạ xuống, không phải ta có thể tiếp nhận, là phúc hay họa. Liền xem ngươi tạo hóa. Hạ Nhược Tuyết nhận lấy phù chiếu, nhưng là vô cùng khiếp sợ. Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, rốt cuộc cất giấu bí mật gì, lại có thể liền Tô Mạch Hàn cũng như thế kiêng kỵ, sợ sẽ có nhân quả thiên phạt hạ xuống. Nghe Tô Mạch Hàn mà nói, vậy Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, tựa hồ cất giấu thiên đại cơ duyên. Nếu như Hạ Nhược Tuyết lấy được, đủ để nghịch thiên cải mệnh, nhưng là, muốn bắt được cái này cơ duyên, nhưng định trước tràn đầy hung hiểm. Hơi lơ là, chính là chết không có chỗ chôn kết quả. Đa tạ tiền bối, vậy ta đi liền xông vào một lần. Hạ Nhược Tuyết trịnh trọng thu cất bùa hộ mạng chiếu, nếu có quan hệ đến Minh Nguyệt Thiên Thư thiên đại cơ duyên, ở trước mặt chờ, vậy nàng tự nhiên không thể bỏ qua, coi như bất chấp nguy hiểm tánh mạng, nàng cũng muốn mau sớm tăng lên mình thực lực. Lập tức Hạ Nhược Tuyết rời đi Mạch Hàn Thần Cung, lần nữa trở lại Tê Vân Thiên Tinh trên. Minh Nguyệt Nguyên Chủ, người rốt cuộc đã tới. Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu, tiếp tục truyền ra như có như không tiếng kêu âm, tí ti lũ lũ, chui vào Hạ Nhược Tuyết lỗ tai, nàng cả người nổi lên dùng cả mình.
không biết ở trước mặt, sẽ có cơ duyên gì đang chờ ta. Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi, ôm Tô Mạch Hàn cho nàng bùa hộ mạng chiếu, ngự gió đi về trước phương bay đi. Tê Vân Thiên Tinh chỗ sâu tràn ngập sương mù dày đặc, hoảng hốt tới giữa tựa như có vật gì lóe lên thánh khiết ánh sáng, Hạ Nhược Tuyết tâm niệm vừa động, vội vàng hướng ánh sáng lóe lên địa phương đi tới trước. Vậy sương mù dày đặc sau đó, như là có một đôi mắt, đang chăm chú nhìn Hạ Nhược Tuyết. Kỳ quái! Hạ Nhược Tuyết chỉ cảm thấy được thân hình một lần, vậy sương mù dày đặc lại là một tầng kết giới, nàng cố gắng trợn to mắt đẹp, mưu toàn thấy rõ sương mù dày đặc dưới nơi vòng quanh thế giới, như sương như khói quang cảnh, khép hở thế giới nhưng không có chút nào tiết lộ. Đầu ngón tay linh khí vần quanh, ngón tay nhẹ gõ ở sương mù dày đặc bên trên, như hy linh lung chỉ vừa ra, trong nháy mắt vậy nguyên bản kín kẽ đậm đá kết giới, liền lần lượt rạch ra, hình thành một cao chừng một người khe hở. Sương mù dày đặc sau thế giới ánh sao sáng chói, đen thui bầu trời đêm bởi vì có ánh sao tô điểm, tựa như ảo mộng vậy thương khung, để cho Hạ Nhược Tuyết trong chốc lát có chút ngẩn ra. Đó là, Hạ Nhược Tuyết thấy được cách đó không xa trên đài cao, có một vòng minh ban ngày vậy quang cầu, quanh thân cũng phủ đầy thánh khiết chói lọi, muốn đến hẳn là nàng ở bên ngoài kết giới thấy chút nào ánh sáng. Lại có mới người tới. Lạc lạc lạc, thăm nàng có thể kiên trì lúc nào. Nhìn qua không có bản lãnh gì, mềm yếu vô lực nhỏ hình dáng còn ngờ chọc người đau đâu. Quanh mình không có thánh linh, nhưng Hạ Nhược Tuyết nhưng rõ ràng nghe được díu rít gì tai tiếng, đang nhìn nàng, giễu cợt nàng. Là ai ở om sòm? Hạ Nhược Tuyết đôi mi thanh tú một cong, như hy linh lung chỉ hướng phía bên phải vung đi, nhưng không có gì cả chạm tới. Hù chết ta! Nhanh lên một chút kêu Minh Nguyệt Đại Thạch đầu tới đánh nàng. Cái này hư không linh vật tốc độ di động nhanh như vậy sao? Hạ Nhược Tuyết chuyển hướng chung trốn tới phương hướng, Minh Nguyệt Đại Thạch đầu, là thứ gì? Minh Nguyệt Nguyên Chủ, Minh Nguyệt Nguyên Chủ. Tất tất tốt tốt kêu gọi tiếng, dẫn dụ Hạ Nhược Tuyết hướng đài cao đi tới. Lại đạp một bước, người hẳn phải chết. Một tiếng vang dội sấm sét âm đột nhiên vang lên, kinh nổ ở Hạ Nhược Tuyết bên tai. Và Diệp Thần cùng nhau trải qua như thế nhiều chuyện, Hạ Nhược Tuyết đã sớm tu luyện ra một viên bền bỉ từ không ý kỵ tim. Diệp Thần có võ tổ đạo tâm, nàng cũng có thuộc về mình tim. Chết! Hạ Nhược Tuyết lau một cái không sợ cười, hai tròng mắt giống như trăng sáng, trong sáng thanh huy ánh sáng, giống như xạ tuyến vậy nhìn về phía một tôn chu thể trắng tinh ngoan thạch cự nhân. Ta là Minh Nguyệt chi thể, ngươi chờ tiếu nhỏ, lập tức thối lui ra. Nếu không lưu lại mạng nhỏ. Minh Nguyệt đại thạch đầu, nhanh lên một chút đánh nàng. Hư không linh vật vẫn là rêu rao. Minh Nguyệt chi thể, Hạ Nhược Tuyết khóe miệng toát ra một chút cười nhạt, nàng đã sớm chứng đạo, là châm vững chắc thật Minh Nguyệt nguyên chủ, bây giờ lại có khối đá được gọi là mình là Minh Nguyệt chi thể, thật là cực kỳ buồn cười. Ta là Minh Nguyệt nguyên chủ, Minh Nguyệt chi thể, còn chưa tới thần phục. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt lãnh khốc, tiêm nhấc tay một cái. Một vòng trăng tròn ở nàng lòng bàn tay hiện lên, bóng trăng lững lờ gian, rõ ràng có thể gặp trăng tròn trên có một thân cây, còn có một tòa cung điện, phiền phức phù văn hỗn hợp. Nàng đem trăng tròn chấn động đi ra ngoài, đúng vòng trăng tròn sáng ngời mà huy hoàng, bên trong cung điện thậm chí truyền ra một tiếng phượng hót, cây kia chính là trăm chi lay động, tung rơi ra vô tận thanh huy. Minh Nguyệt chi thể nhưng chỉ là hơi giơ tay lên, liền đem cái này trăng tròn tiếp vào mình trong cơ thể. Cùng tông đồng nguyên, Hạ Nhược Tuyết lập tức hơi có chút bị động, hiển nhiên mình Minh Nguyệt Thiên Thư đối với cái này Minh Nguyệt chi thể, lại không tạo được bất kỳ tác dụng. Đây là bị áp chế. Minh Nguyệt viên Nguyệt bàn, Minh Nguyệt chi thể dứt lời, lại ném ra một cái cùng Hạ Nhược Tuyết giống nhau như đúc trăng tròn. Hạ Nhược Tuyết vội vàng né tránh, mặc dù trăng tròn giống nhau, nhưng là đối phương trăng tròn bên trong ẩn chứa trăng sáng lực, cơ hồ phải đem nàng đánh nát. Luân hồi tinh diễm. Hạ Nhược Tuyết trong ngón tay ngưng tụ ra một chút yếu ớt tinh diễm. Vậy tinh diễm ở phương thế giới này bên trong, từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi bốc lên, ngăn ở Hạ Nhược Tuyết quanh thân, giống như hình thành cả người khôi giáp. To lớn kia Minh Nguyệt chi thể lại ngưng tụ ra một màn ngân hà, trực tiếp hướng Hạ Nhược Tuyết đập tới. Đối phương thật giống như chỉ sẽ man lực. Hai phía ngươi tới ta đi, Hạ Nhược Tuyết phát hiện cái này Minh Nguyệt chi thể giống như là một không có nhiều lực máy móc. Không có suy nghĩ, giống như là có người ở phía sau màn điều khiển như nhau. Luân hồi tinh diễm kiếm.
Luân hồi tinh diễm lực lượng ghé vào kiếm chiêu bên trên, đến mức đều là tinh diễm ánh sáng màu trắng bạc, mỗi một luồng quang mang cũng nhắm thẳng vào minh nguyệt chi thể. Minh nguyệt chi thể quanh thân ánh sáng trắng toát, ở chạm được luân hồi tinh diễm kiếm ngay tức thì, va chạm ra càng sáng chói tia lửa. Bạo thể. Hạ Nhược Tuyết luân hồi tinh diễm kiếm lại là một kiếm đánh xuyên minh nguyệt chi thể, vốn là cự nhân, trong chốc lát hóa là hòn đá, tán rơi trên mặt đất. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Tuyết có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trên đất hòn đá, tổ tiền bối cũng sợ hãi cơ duyên, hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Trên đài cao, vậy quang cầu còn tản ra ánh sáng. Hạ Nhược Tuyết bước nhanh đi mấy bước, một nhảy lên đài cao. Đây là quang cầu điểm sáng, mềm mại nổi bật ở Hạ Nhược Tuyết trong lòng bàn tay, cho tới nay trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, lúc này lại trở nên có chút ấm áp. Đài cao chung quanh không tiếng động hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tơ cái nội bộ có chảy trăng sáng sáng bóng lóe lên, đang thận trọng hướng Hạ Nhược Tuyết quanh co đi. Không cảm giác chút nào Hạ Nhược Tuyết đang đắm chìm trong quang cầu ấm áp bên trong, trong phảng phất lại cùng trong cơ thể Minh Nguyệt Thiên Thư có đồng tình hỗ động. Bót! Vậy tơ cái cơ hồ là đồng thời giữ lại Hạ Nhược Tuyết cổ tay cổ chân, trực tiếp đem nàng trừ ly liền đài cao, bay lên không. Bởi vì Tô Mạch Hàn nhắc nhở, Hạ Nhược Tuyết mặc dù không có dự cảm đến nguy hiểm, nhưng lại không có buông lỏng cảnh giác, luân hồi tinh diễm vẫn không có thu hồi, mà là phụ trên người. Tinh diễm phần sơn thuật. Tinh diễm lúc này dính vào một lớp đỏ sắc diễm lửa, cháy quấn quanh ở trên người mình tơ cái bên trên. Vậy tơ cái ở tinh diễm cháy dưới, đổi được thật nhỏ, nguyên bản to như ngón tay chiều rộng đã nhỏ như lông trâu. Vậy tơ cái giống như là có linh hồn như nhau, lại trực tiếp châm đến Hạ Nhược Tuyết trong da thịt. Hạ Nhược Tuyết bằng vào Minh Nguyệt nguyên chủ thân phận, đủ để chống đỡ trăng sáng hệ bất kỳ công kích nào, nhưng cái này tơ cái lại không có bị bất kỳ chống đỡ. Tơ cái loáng thoáng tiết lộ ra ngoài trăng sáng hơi thở, thấm vào Hạ Nhược Tuyết da thịt lúc đó, lại là không có chút nào lực công kích, ngược lại là một loại ngưng hợp chữa khỏi mát dự cảm. Minh Nguyệt nguyên chủ, Minh Nguyệt chi huyết lực lượng, người cảm thấy sao? Cho tới nay kêu gọi Hạ Nhược Tuyết thanh âm vang lên lần nữa. Minh Nguyệt chi huyết đang chậm rãi thấm nhuần huyết mạch ngươi, không nên chống cự ta. Để cho ta tới trợ giúp ngươi. Hạ Nhược Tuyết cơ hồ muốn đắm chìm trong cái loại này thư thích bên trong, trong cơ thể vậy Diệp Thần cấp cho một chút luân hồi huyết mạch nhưng vào lúc này tóe ra mãnh liệt huyết quang. Huyết mạch trấn áp lực sao? Hạ Nhược Tuyết cúi đầu dò xét tay mình cổ tay, vậy lông châu vậy tơ cái có đang bị huyết mạch này lực, gạt bỏ trong cơ thể. Minh Nguyệt nguyên chủ, ngươi cần ta. Trăng sáng lực bởi vì ta mà càng cường đại hơn. Cái này gì tai phảng phất có đầu độc lực như nhau, Hạ Nhược Tuyết lại không tự chủ muốn áp chế vậy trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch, cho cái này Minh Nguyệt chi huyết một chút chỗ dung thân. Nguyên thuật một đường thiên. Hạ Nhược Tuyết phát giác lúc này mình đã có chút không bị khống chế, bị thanh âm đầu độc dưới, dần dần trôi mất bản tính của mình, vội vàng sử dụng nguyên thuật. Nguyên thuật dưới, tìm về cùng nhau lý tính. Ta không cần ngươi. Hạ Nhược Tuyết thanh âm bền bỉ. Luân hồi huyết mạch cuồng bạo, đem tất cả tơ cái toàn bộ gạt bỏ bên ngoài cơ thể. Ha ha ha. Tà mị tiếng cười theo tơ cái thống nhất mà càng ngày càng rõ ràng, Minh Nguyệt nguyên chủ. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi nếu không phải là sông, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút Minh Nguyệt chi huyết uy lực. Hạ Nhược Tuyết lúc này mới vừa rõ ràng, cái này tơ cái hiển nhiên so với cái này Minh Nguyệt chi thể càng có linh tính. Thậm chí sẽ mê muội nhân tâm. Tự xưng Minh Nguyệt chi huyết tơ cái, vốn là hình dáng bỗng nhiên biến thành một cái lưới lớn, vậy lưới giữa khe hở lưu chuyển trăng sáng lực, huỳnh huỳnh sáng bóng tô điểm ở trong đó, hướng Hạ Nhược Tuyết dâng trào tới. Hạ Nhược Tuyết nâng kiếm liền ngăn cản, phát ra cốc 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 thanh thúy tiếng, nhưng cũng không có như cùng đối kích Minh Nguyệt chi thể lúc đó, trực tiếp đánh lui. Tinh diễm đốt núi kiếm. Kiếm quang bên trên lại nhằm vào tinh diễm sắc bén. Ở giữa không trung chợt ra lau một cái rực rỡ ánh sáng, hướng Minh Nguyệt chi huyết sử dụng. Nguyên bản to lớn lưới, ở kiếm khí chút xuống dưới, bị đánh tan thành cần vô số mảnh vỡ. Hạ Nhược Tuyết lúc này ở trong hư không điểm một tí, một cái nhảy vụt, lần nữa rơi xuống trên đài cao. Minh Nguyệt nguyên chủ, vậy xoay tròn quang cầu, phát ra một giọng nói, Hạ Nhược Tuyết mơ hồ cảm thấy cùng trước kêu gọi mình thanh âm đặc biệt tương tự. Minh Nguyệt chi tâm ngay tại lúc này trước mắt của ngươi, bắt được nó, người Minh Nguyệt Thiên Thư đem lần nữa lên cấp. Minh Nguyệt Thiên Thư lên cấp, thực lực lại có thể đại tăng.
vậy mình há chẳng phải là có lớn hơn thực lực đi trợ giúp Diệp Thần. Nghe đến chỗ này, Hạ Nhược Tuyết mừng rỡ vạn phần, đối với Minh Nguyệt chi tâm có lớn hơn mong đợi. Minh Nguyệt nguyên chủ, đây là ngươi cơ duyên lớn lao, chỉ phải bỏ ra một chút xíu giá phải trả, Minh Nguyệt chi tâm chính là ngươi. Cái gì giá phải trả? Trăng sáng là cô đơn rực rỡ thần linh, nàng sẽ ban cho ngươi vô thượng trói lọi và thần lực, nàng sẽ áp đảo ngươi linh hồn cùng thần thức. Áp đảo linh hồn cùng thần thức. Hạ Nhược Tuyết dung nhan xinh đẹp tuyệt trần treo lên một chút mê mang. Trăng sáng thần đem vì ngươi cùng ngươi nơi yêu ban phúc, để cho các ngươi phụng nàng làm chủ. Ban phúc, phụng chủ. Diệp Thần sẽ không phụng người bất kỳ làm chủ, cho nên Hạ Nhược Tuyết vậy tuyệt sẽ không phụng người khác làm chủ. Ta chính là Minh Nguyệt nguyên chủ, sẽ không lại phụng cái gì Minh Nguyệt chi thần vi chủ. Hạ Nhược Tuyết khẽ quát một tiếng, có lẽ này phương thế giới cơ duyên đối với Hạ Nhược Tuyết cực kỳ trọng yếu, nhưng nàng nhưng cũng không muốn trở thành một cái chi nhánh phẩm, trở thành người khác tín đồ. Hừ, vậy hư không thanh âm khinh thường khẽ cười một tiếng, người lấy là người thật chiến thắng Minh Nguyệt chi huyết và Minh Nguyệt chi thể sao? Vậy vừa dứt lời, nguyên bản đã sớm bị đánh rơi hai người, nhưng là đồng thời khôi phục lúc ban đầu trạng thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên bị một màn này kinh ngạc, ở nàng luân hồi huyết mạch và nguyên thuật công kích mạnh nhất dưới, không có chút nào tan vỡ, không có chút nào thương thế. Đây mới là Tô tiền bối cũng kiêng kỵ nguyên nhân chỗ. Con kiến hôi mà thôi, còn xưng bậy là Minh Nguyệt nguyên chủ. Vậy quang cầu tóe ra mãnh liệt sáng bóng, lại là một bức to lớn cung trăng đồ. Bên trong có cung trăng, cây hoa quế, thậm chí ở cây hoa quế bên cạnh còn có một cái trắng tinh thỏ ngọc. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp bị hút vào cung trăng trong bản vẽ, vậy vô tận tháng sông quấn quanh đang vẽ cuốn bên trong, nàng cả người giống như là phù du ở cá lội trong nước. Đây mới thật sự là trăng sáng đại thế giới, người cái này giả tạo Minh Nguyệt nguyên chủ, liền làm cái này tháng sông chất dinh dưỡng đi. Nguyệt Hà thủy ấm áp dòng nước chảy ở Hạ Nhược Tuyết trên mình. Hạ Nhược Tuyết cố gắng muốn tránh thoát, nhưng phát hiện bị trói cột được càng chặt chẽ. Không, ta không thể ở chỗ này. Hạ Nhược Tuyết hơi thở đổi được càng ngày càng yếu ớt, ở nơi này bị toàn diện áp chế dưới tình huống, nàng không có chút nào tránh thoát phương pháp. Ta, Hạ Nhược Tuyết, chính là Minh Nguyệt nguyên chủ. Tô Mạch Hàn ban cho Hạ Nhược Tuyết bảo vệ tánh mạng linh phù, ở nơi này vạn phần nguy cơ dưới, một đạo bảy màu lưu quang linh phù cưỡng ép bọc lại Hạ Nhược Tuyết. Đem nàng kéo cách tháng sông. Vậy bảo vệ tánh mạng linh phù trực tiếp đem Hạ Nhược Tuyết bao quanh nhờ đến tháng cửa cung. Ken két. Vậy cung trăng cửa lúc này từ từ mở ra, bên trong đang đứng một vị đầu đầy tóc bạch kim bà lão. Nguyên lai là có linh phù tương trợ, mới đi đến bước này. Bà lão liếc nhìn Hạ Nhược Tuyết, thần sắc khá có một ít thất vọng. Nếu ngươi có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, lão thân cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, ngươi trở về đi thôi. Có Tô tiền bối linh phù hộ thể, Hạ Nhược Tuyết mới đi đến bước này, lúc này, tuyệt không thể chỉ như vậy buông tha. Tiền bối, tuy là bởi vì linh phù bảo tính mạng của ta, nhưng duyên phận lại cũng không phải ta không bằng ngài huyễn hóa ra tới vô hình trăng sáng. Hạ Nhược Tuyết lúc này đã rõ ràng, cái gì Minh Nguyệt chi huyết thân thể chi tâm, không phải là này lão tiền bối thiết trí khảo nghiệm. Lão phụ kia nghe lời nói này, ngưng thủ hạ động tác. Phảng phất là đối với Hạ Nhược Tuyết nói có mấy phần hứng thú. Tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngài công pháp chắc xuất từ trăng sáng nguyên thuật, vì vậy Nhược Tuyết cùng ngài công pháp thực là cùng tông đồng nguyên, lấy mấy trở tu luyện đối với ngài mấy ngàn trở tu luyện, dĩ nhiên là không cách nào đánh chiếm. Hạ Nhược Tuyết gặp bà lão trầm mặc như trước, một mặt quyết tuyệt nói, vãn bối cả gan, cầu ngài ngộ đạo văn đo lường, vãn bối nếu trở thành Minh Nguyệt nguyên chủ, cũng không thể rơi xuống hư danh. Không nghĩ tới cái này Minh Nguyệt nguyên chủ còn có mấy phần khí tiết, bà lão chân mày hơi thư giãn, nàng bày cái này trùng trùng chạm kiểm soát, không phải là muốn tìm được người có duyên thừa kế y bát, vậy nói không chừng có thể nặng hơn hồi lực lượng đỉnh cấp. Tâm niệm vừa động, bà lão cùng Hạ Nhược Tuyết đã ngồi xếp bằng ở trong hư không, bốn phía đen nhánh một phiến, lại là nửa điểm sáng bóng cũng không có. Trăng sáng thường có lúc, không chối từ nửa chúng sanh. Bà lão nhẹ giọng nói. Lại đột nhiên hướng Hạ Nhược Tuyết chợt quát một tiếng, ngộ. Hạ Nhược Tuyết tâm thần kiên định, đối với trăng sáng đại đạo nắm giữ đã sớm nhớ ở tim, trăng sáng chứng đạo, nàng trong lòng chút nào vô tạp niệm, tí ti lũ lũ huyền ảo trăng sáng nguyên khí, từ Hạ Nhược Tuyết ấn đường từ từ nổi lên,
trên không trung ngưng tụ thành một cái rưỡi huyền nguyệt. Trăng sáng nửa, thanh đăng khô, dài khóa, phàm trần gửi. Bà cụ gặp cái này bánh xe không nhiễm một hạt bụi trăng sáng, lần nữa chợt quát một tiếng, ngộ. Vậy nửa huyền nguyệt quanh thân tràn ngập lên vô tận hơi nước, giống như chảy một vũng thanh tuyền, đang một chút xíu thoát khỏi trăng sáng hấp dẫn, hướng vô tận hắc ban ngày cuộn sạch đi. Sán dương hơn chiếu rọi lúc đó, trăng sáng làm sao là nhờ. Ngộ. Tim trần lên xuống tinh huy tang, trăng sáng không thể nhờ cũ trách. Ngộ. Nguyên thuật nguyên pháp có lúc hết sức, ngàn trần tháng minh trung bị long đong. Ngộ. Lão phụ kia người chứng đạo nói như vậy càng lúc càng nhanh, mỗi một tiếng ngộ, cũng giống như là gõ vào Hạ Nhược Tuyết trong lòng bên trên, kích động nàng nguyên bản kiên cố trăng sáng chứng đạo. Hạ Nhược Tuyết hai mắt nhắm nghiền, trên trán đã sớm hiện đầy tầng mồ hôi mịn, ở nàng chứng đạo bên trên, nàng dựa vào trăng sáng nhưng đã sớm vô số lần bởi vì bà lão nói vỡ vụn thành phấn vụn, nhưng lại dựa vào nàng lòng tràn đầy chấp niệm gặp lại mà thành. Không, bỗng nhiên tới giữa, Hạ Nhược Tuyết đôi mắt mở ra, con người dính vào màu bạc trăng sáng chói lọi, nàng không muốn nhìn lại trăng sáng lần lượt vỡ vụn, nàng minh nguyệt chi tâm là bền bỉ chi tâm, có thể cùng sán dương tranh huy, tuyệt sẽ không sai lệch chút nào cùng trần chờ. Vậy nguyên bản đen nhánh mái vòm, đi đôi với hạ như thanh âm, ánh trăng ở mỗi một xó xỉnh bung ra mở, mỗi một tia ánh sáng màu bạc đều đưa hắc ám xua đuổi không chỗ ẩn trốn. Cung trăng cũ hình dáng lúc này chậm rãi lộ ra. Bà cụ như cũ vẫn là đứng ở cửa vũ tới giữa, tựa như mới vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Nhập ta cung trăng người, đều là ta trăng sáng tự ân thánh mẫu đệ tử. Bà cụ lưu lại ngắn ngủn một câu, tự ý hướng cung trăng bên trong đi tới. Trăng sáng tự ân thánh mẫu. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy trong lòng vui mừng, đuổi sát theo lão phụ kia người thân hình, đi nhanh vào cung trăng bên trong. Mỗi một nấc thang đều là ánh sáng trắng trong suốt trải mà thành, thẳng để vậy vân trên đỉnh thiên cung. Từ thời đại thái cổ vậy một trận sau đại chiến, ta nội tức bể tan tành khó mà tu bổ. Bà cụ giọng như thường, Hạ Nhược Tuyết nhưng hay là từ bên trong nghe được một ít phiền muộn. Từ thời đại thái cổ. Trăng sáng tự ân thánh mẫu quả nhiên là lên chức đại năng. Co đầu rút cổ ở nơi này tấc vuông chi địa đã không biết nhiều ít trở xuân thu, ai? Bà cụ búng ngón tay một cái tới giữa, đem Hạ Nhược Tuyết một bước mang vào cung điện bên trong. Nguyên bản ta từng gửi hy vọng vào tìm đồ nhi, đem trọn đời sở học truyền cho, làm sao lão thân học trò cung nông cạn, ba lần bốn lượt cũng không có tìm được có thể thừa kế trăng sáng thanh tâm chú truyền nhân. Trăng sáng thanh tâm chú. Chắc hẳn chính là tô tiền bối trong miệng đại cơ duyên. Chuyến này mặc dù hung hiểm vạn phần, thậm chí thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ, nhưng Hạ Nhược Tuyết lại hết sức cảm khái, mình nhận đại năng làm sư phụ, vậy sau này Diệp Thần vô luận là với ai là địch, mình nhất định có thể giúp hắn. Hiện tại, ta trăng sáng tự ân thánh mẫu chính thức thu ngươi là quan môn đệ tử, định ngươi đạo tâm, duệ ngươi đạo nghĩa, mở ra ngươi đạo nghiệp. Cảm ơn sư phụ. Hạ Nhược Tuyết hai đầu gối quỳ xuống đất, mặc cho tự ân thánh mẫu ngón tay, điểm ở mình ấn đường. Tay kia chỉ bóng sáng gian loang lổ lên, từng tia đảo băng màu xanh lá cây sáng bóng linh khí, từ từ dưới vào Hạ Nhược Tuyết thân thể bên trong. Lạnh buốt cảm giác, giống như là nham thạch nóng chảy địa vực bên trong đột nhiên lấy được một khối nhỏ băng, Hạ Nhược Tuyết thân thể tham lam hấp thu linh khí này, thấm nhuần ở mình ngũ tạng lục phủ bên trong. Chờ ngươi hiểu sau đó. Đối với Minh Nguyệt Thiên Thư cảm ngộ đem sẽ lại lên một tầng. Tự ân thánh mẫu mặt lộ mỉm cười, Hạ Nhược Tuyết thiên phú hiển nhiên để cho nàng hết sức hài lòng, tên đồ đệ này, ở không lâu tương lai cũng sẽ cho nàng mang đến càng nhiều hơn ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng lúc đó, ở Thái Huyền trận môn ở giữa Diệp Thần lần nữa tra xét đại trận tình huống, phòng ngừa Minh Long thần điện cường giả rình coi Lạc Nhi tình huống, cắt đứt Lạc Nhi cuối cùng hiểu. Diệp Thần, Hoang Long cổ đế di tích. Đối với ngươi và Huyết Long đều là cực tốt cơ duyên. Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên. Diệp Thần bị nàng như thế liền nói điểm, vậy rõ ràng liền Hoang Long cổ đế di tích nhất định có thích hợp hắn và Huyết Long đồng nguyên thuật pháp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Thần vừa nói, vội vàng gọi tới một cái Thái Huyền trận môn đệ tử, Lâm Không vẽ một cái ngắn bùa chú, để cho hắn mau sớm đưa đến Dương Chân vực Huyết Long các người trong tay. Hoang Long cổ đế di tích. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều mơ ước người hắn, Minh Long thần điện thậm chí là Huyền Cơ Nguyệt bên kia, đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta biết, Diệp Thần gật đầu, cùng Hằng Cổ Thánh Đế một cái thời đại đại năng,
Minh Long thần điện đạt được hắn truyền thừa, vậy nhất định sẽ vượt qua năm đại thiên điện. Bất quá rất đáng tiếc, lần này bọn họ chỉ tính theo ý mình muốn đánh hụt, bởi vì có ta ở. Diệp thần nói về được thô bạo, trong tay hắn cầm có đầy đủ để cho hắn như vậy tự tin lá bài tẩy. Trưởng giáo chí tôn, Xích Huyên Thánh Vương thơ hồi âm đã đến. Độn giáp tinh linh đem phi kiếm truyền thư giấy viết thư đưa cho Diệp thần. Hoang Long cổ đế tự tay sáng lập Hoang Long thiên tinh, nhất định ẩn chứa bảo tàng khổng lồ, chuyến này phải, như gặp nạn tinh, có thể thông qua ta lệnh bài, ta tất thân chí liều mình giúp ngươi. Xích Huyên Thánh Vương lời nói ngắn gọn, nhưng cũng là ở nói cho Diệp thần cái này Hoang Long thiên tinh, hắn không đi không thể. Chỉ là lệnh bài, hắn nhưng là không thể sử dụng, nếu như vọng tự sử dụng, bại lộ thiên cơ, vô luận là thiên tàm nương nương vẫn là sau lưng cấp trên, đều là vô cùng chuyện phiền phức. Diệp thần cẩn thận suy tính mình lá bài tẩy, lần này, hắn nhất định sẽ làm cho Minh Long thần điện trả giá thật lớn. Thánh thiên phủ bên trong. Người xác định người coi là thật nghe được Xích Huyên Thánh Vương nói Hoang Long cổ đế. Thiên tàm nương nương tọa hạ thánh thiên cường giả, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt hắn người hầu. Thật 100%. Vậy người hầu mở miệng nói, còn nữa, nương nương phái đến Dương Chân vực thánh thiên phủ tai mắt, thật giống như cũng có phát hiện. Thuộc hạ suy đoán, vậy luân hồi chi chủ có thể phải mượn Hoang Long cổ đế di tích chuyện, phát triển mình thế lực, bọn họ chuyến này tất nhiên đi qua Minh Hải. Có cần hay không? Vậy thánh thiên cường giả ngẩn ra, theo phía sau lộ vẻ dữ tợn, luân hồi chi chủ còn muốn phát triển mình thế lực. Buồn cười, lần này, chúng ta không chỉ muốn luân hồi chi chủ chết. Bất kỳ và luân hồi chi chủ có liên quan người, đều chớ nghĩ sống trước. Minh Hải. Qua phía trước. Chính là Minh Hải. Huyết Long con người đông lại một cái, có chút xoa tay nói, hắn đã từ Diệp thần truyền thư bên trong biết được lần này di tích đối với giá trị của bọn họ, nếu là có thể đoạt được bảo tàng, thực lực nhất định có thể một người nữa lên nấc thang. Ừ, thiên nhân vực Minh Hải làm sao cùng lần trước có chút rất nhiều khác biệt. Già thiên ma đế nhìn nước yên tĩnh mặt, hắn trong ấn tượng, Minh Hải nước vẫn là cuồn cuộn không ngừng, tầng sóng trùng điệp, hôm nay khắp nơi lộ ra không đúng. Chẳng lẽ có mai phục? Viêm Khôn nhíu mày một cái, chuyến này chuyện liên quan đến Hoang Long cổ đế, chúng ta chú ý ứng đối. Lời nói vừa dứt, Minh Hải dị biến nổi lên. Thánh thiên quang chém chết. Nguyên bản bình tĩnh Minh Hải nước biển, ngay tại Huyết Long Viêm Khôn đoàn người bước lên một bước, bỗng nhiên đâm ra một đạo nguyên khí. Đây là thánh thiên phủ cường giả đánh lén tất sát kỹ, cho dù là chính diện ứng địch vậy cực kỳ khủng bố. Minh Hải nước biển bị cái này nguyên khí rung động phân nhánh, lộ ra vẫn ẩn núp ở đáy biển thánh thiên phủ cường giả. Nam Long Du Thiên Nhận. Đốt Giã Thiên Tinh Bảo. Huyết Long và Viêm Khôn cơ hồ là đồng thời ra tay chống lại, Huyết Long quanh thân khí huyết bùng nổ, tâm can tỳ phổi thận tựa hồ cũng đang cháy, ngưng tụ ra một cái cầm thần quang sáng chói lưỡi đao, mang dọn ra sát ý, hướng cái này nguyên khí thẳng oanh đi. Viêm Khôn lúc này cũng đem máu tươi ngưng tụ thành một cái huyết hạch, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đã nhìn về phía vậy mới vừa lộ ra thân hình cường giả. Phi đao phá không mà ra, đao đoạn nguyên khí, trực tiếp đem vậy lao nhanh hơi thở đoạn thành hai đoạn. Mà huyết hạch ở đáy biển nổ tung, thủy quang dâng lên ngất trời thủy quang, sấm sét tàn phá. Dưới nước thánh thiên cường giả cũng là thời gian đầu tiên rút người ra né tránh, hắn tuyệt không phải hai người đối thủ. Muốn đi. Viêm Khôn thấy hắn ý đồ, lại một cái huyết hạch lần nữa phủ không ra, trực tiếp ném tới hắn cái kế tiếp thân vị tất đến chỗ. Vậy cường giả pháp bảo hộ thân thể nhanh đổi xuống, trực tiếp nhảy vào minh trong nước biển. Vân Lôi Đế Long Châu, chiếu phá hắc ám. Huyết Long sử dụng đế tôn quyền trượng, vậy đi theo vậy thánh thiên cường giả ghim vào minh trong nước biển. Quyền trượng bên trên, vậy sáng chói hạt châu, không ngừng bùng nổ sáng chói thần quang. Đem dưới nước hết thảy tất cả cũng chiếu sáng vừa xem trọn vẹn. Bị lừa. Huyết Long thấy rõ bốn phía mới hoảng hốt sau phát hiện, thánh thiên cái trước cửa lại điều động gần 10 vị, bọn họ rối rít co giúp ở cái này minh trong nước biển, một người làm mồi dụ, từ đó phục kích mình. Huyết Lôi Thần Quang, phá. Huyết Long huy động trong tay quyền trượng trên khảm nạm đế Long Châu, nhất thời toát ra nhất định phải cuồn cuộn trói lọi. Mượn minh nước biển sức nổi, muốn phá vỡ hạn chế, trở lại mặt nước. Thánh thiên quang kết giới. 10 vị thánh thiên trong tay cường giả đồng thời kết ấn, từng tờ một ấn kết giới bao phủ ở Huyết Long trên thân hình,
giống như là từng tờ một lưới lớn, thật chặt trói buộc ở Huyết Long nắm chặt quyền trượng tay. Kinh Thiên Ma Lôi Đao. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Huyết Long bính kính toàn lực huy động quyền trượng, sử dụng một chiêu Thung Lũng Rồng Thần Thông, một tiếng sấm cuồn cuộn đao mang giết ra, chém về phía chung quanh ấn kết giới. Nhưng mà, 10 vị Thánh Thiên Cường giả ra chỉ xuống trận pháp, lúc này biểu hiện ra trình độ cường hãn, để cho Máu Long nhất lúc vậy không tìm được khe hở. Viêm Khôn đã sớm phát giác Huyết Long không đúng, Huyết Long. Một tiếng giống to dưới, tung người một cái vậy lộn vòng vào minh hải bên trong. Tuyệt Tiên Kiếm Khí. Viêm Khôn không chần chờ chút nào, trực tiếp sử dụng Tuyệt Tiên Kiếm, hướng gần đây một vị Thánh Thiên Cường giả khô kiếm chém tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vậy Thánh Thiên Cường giả vô căn cứ nắm chặt, trực tiếp kéo ra khỏi một cây chiều dài 2 mét súng trường, hoành đương ở trước người. Càn Khôn Thần Tộc, huyết mạch bùng nổ. Viêm Khôn chợt quát một tiếng, quanh thân máu tươi liều mạng thiêu đốt, hai con tròng mắt hóa là một phiến máu màu đỏ sương mù, sát khí uy nghiêm. Rào. Súng trường và Tuyệt Tiên Kiếm đụng vào nhau, toàn bộ minh hải đáy nước đưa tới một phiến hỗn loạn. Đụng bắn ra sét đánh từng cơn khuấy, Huyết Long bên này tạm thời bị chế trụ khốn cục. Sấm sét bảo thuật. Huyết Long gầm thét một tiếng, Long chảo trực tiếp bắt phá ấn kết giới, lăng không hướng tâm trận nghiền ép đi. Lần này Thánh Thiên Phủ xuống vốn gốc muốn đánh chết Huyết Long và Viêm Khôn đoàn người, phái ra cường giả tuyệt không chỉ là dưới nước ẩn núp 10 vị, trên mặt nước cũng có 10 vị cùng giả Thiên Ma Đế chiến được không thể tách rời ra. Muốn đi, Thánh Thiên cường giả 9 người vi doanh. Trong tay thuật pháp sôi trào. Sắp, binh, đấu, người, đều là, trận, liệt, trước, được, hạn chế, 9 vị cường giả cùng kêu lên uống được, Huyết Long chỉ cảm thấy được quanh thân huyết mạch lúc này tựa như ngưng trệ một cái ở, nổi gân xanh, màu máu quả nhãn lại bắn ra không phát ra được một chút lực lượng. Một vị khác Thánh Thiên trong tay cường giả súng trường trực bức Viêm Khôn. Trong tay súng trường lăn lộn bên trong chợt hiện mũi nhọn, đem Viêm Khôn thế công cắt đứt, trong chốc lát Viêm Khôn Tuyệt Tiên Kiếm lại không cách nào gần người công kích. Thánh Thiên cưỡi rồng súng. Vậy trường thương kiếm mang bên trên, lại nổi lên một con du long thân hình nhanh như tia chớp, súng trường ở du long bí mật đi dưới, trực tiếp đánh vào Viêm Khôn khoang bụng bên trên. Viêm Khôn huyết mạch lúc này đã sớm mở toang ra, có thể đối mặt cái này du long lại vẫn là không địch lại. Bị một thương đâm vào khoang bụng, lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Ngươi dám đả thương Viêm Khôn, một đạo chấn thiên gầm thét tiếng, đột nhiên vang lên. Huyết Long ngay tức thì trong huyết dịch trào, khổng lồ đỏ thẫm thân rồng, đầy trời chiếm cứ, có sấm tia chớp vần quanh, còn có cầm cầm phi đao phi kiếm, từng luồng thụy khí sáng mờ, không ngừng kích động va chạm, phơi bày ra vô thượng rộng lớn khí. Nguyên bản đem Huyết Long trói buộc cư trú cấm chế phủ liên. Nháy mắt tức thì lại gãy lìa một cái. Huyết Long cảnh giới tu vi mà lại ở ngắn ngủi này một cái chớp mắt tới giữa bỗng nhiên leo lên, mà mỗi lần phù liên vết nứt, đều có thể mượn dùng một lần thái cổ tổ long toàn bộ lực lượng. Ước chừng chỉ một lần cơ hội, Huyết Long không chút do dự sử dụng được. Lúc này Huyết Long ngạch tiền đế Long Châu, lần nữa tóe ra khó mà miêu tả minh mông thần quang. Có thể so với Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cảnh giới. Khải là Thánh Thiên Phủ những cường giả này có thể địch nổi. Hống, một tiếng cự long gầm thét, triển lộ ra thái cổ tổ long uy áp. Thánh Thiên nghịch nói thuật. Tất cả Thánh Thiên Phủ cường giả, thân thể phía trước toàn bộ diễn biến ra một khối tấm thuẫn, đem bọn họ thân hình triệt triệt để che giấu ở tấm thuẫn sau đó. Tấm thuẫn kia giống như chiến trường thượng cổ tấm thuẫn đường vân như nhau, khắc lịch sử dấu vết, ở thái cổ tổ long dưới sự uy áp, lại không có bị đánh cho phấn vụn. Sấm sét bảo thuật, cho ta trấn áp, Huyết Long long chảo lần nữa vung ra, nặng nề đập ở tấm thuẫn bên trên. Viêm Khôn tay cầm Tuyệt Tiên Kiếm, trên mình không ngừng chảy máu, hiển nhiên đã mất đi quyết chiến lực. Già Thiên Ma Đế vội vàng đem hắn cứu về, nhanh chóng cho ăn một viên vô cùng đặc thù đan dược. Đây là Thánh Thiên nghịch nói thuật làm ở viễn cổ ma thuẫn trên, bọn họ muốn kéo ngươi. Già Thiên Ma Đế la lớn. Huyết Long thế như trẻ che dáng điệu mặc dù rất cường đại, nhưng là mượn dùng thái cổ tổ long thời gian, chỉ có ngắn ngủn một nén hương. Thánh Thiên Phủ những thứ này bẩn thỉu xấu xa tiểu nhân, dĩ nhiên là đã thông qua điều tra biết được liền tin tức này, cho nên đối mặt thực lực tăng vọt Huyết Long, bọn họ không tiếc hy sinh viễn cổ ma thuẫn, cũng phải đem hắn kéo. Một nén nhang thời gian thoáng qua rồi biến mất,
Huyết Long trong lòng căng thẳng, Long Chảo thế công càng nhanh mạnh, sấm sét lay trời móng. Huyết Long môn thần thông này, kêu sấm sét hám thiên móng, cùng sấm sét bảo thuật nhất mạch tương thừa, đều là năm xưa thái cổ tổ Long, hiểu sấm sét nguyên phù thời điểm, lĩnh ngộ được. Mặc dù không phải là nguyên thuật, nhưng là một chảo này uy lực nhưng không thể khinh thường. Vậy sấm sét hám thiên móng đưa tới Minh Hải nước biển bỗng nhiên buôn bán, bạo dọn ra ra hình rồng phá vỡ thương khung, chỉ để lại lau một cái tàn ảnh. Thánh Thiên Minh La Âm. Thánh Thiên Phủ cường giả chung nhau nghênh kích cái này một sấm sét hám thiên móng. Chỉ gặp bọn họ cầm trong tay viễn cổ ma thuẫn giơ lên thật cao, giống nhau hợp thành một khối càng to lớn ma thuẫn. Tấm thuẫn kia bên trên tản ra màu đen ma khí, Huyết Long thậm chí nghe được bên tai có viễn cổ chiến trường gào thét tiếng. Một phần chia thánh thiên trong tay cường giả ma thuẫn ngay tức thì huyễn hóa thành đồ sộ trùy, vậy đồ sộ trùy vậy tản ra màu đen ma khí. Thánh thiên trong cường giả một vị đầu bạc trắng khán giả, giơ lên đồ sộ trùy mãnh lực đập ở đồ sộ hình tấm thuẫn bên trên. Vù vù. Vậy ông minh tiếng đánh tan ở trong tai của mỗi người, Viêm Khôn nguyên bản cũng rất thân thể hư nhược, ở nơi này vo ve kích thích dưới, trong miệng máu tươi xì ra. Huyết Long thân hình cũng bị cái này Minh La Âm chấn run lên. Thế nhưng một móng, tản ra sấm sét hơi thở, cũng là hung hãn gõ ở đồ sộ thuẫn bên trên. Phá! Xa như vậy cổ ma thuẫn biên biên rác rác bắt đầu một tấc vỡ vụn, thái cổ tổ Long toàn bộ lực lượng đánh tan dưới, coi như là 20 vị thánh thiên cường giả ngay cả tay, vậy cuối cùng không phải thái cổ tổ Long đối thủ. Già thiên ma đế thấy cái này từ từ tan vỡ thuẫn, khóe miệng toát ra cùng nhau hả giận nụ cười, cái này thánh thiên cường giả ỉ lại chân quý thần khí. Cứ như vậy bị Huyết Long phá. Viễn cổ ma thuẫn, thánh thiên các cường giả mặt lộ sầu khổ, cái này viễn cổ ma thuẫn, nhưng mà thiên tàm nương nương ban thưởng cho bọn hắn chân quý bí bảo, lại cứ như vậy bị đánh nát. Mọi người nhìn về phía Huyết Long ánh mắt tràn đầy tức giận, ngày hôm nay vô luận trả giá cao gì, bọn họ cũng phải làm cho điều này Huyết Long ẩn thân Minh Hải. Nếu không, mặc cho hắn và Luân Hồi Chi Chủ phát triển tiếp, sẽ là bọn họ thánh thiên phủ tai nạn. Huyết Long vậy hiển nhiên cũng không muốn để cho như thế thánh thiên cường giả trở lui toàn thân, trong tay đế tôn quyền trượng lần nữa đánh ra. Sấm sét nguyên quang châu. Đế tôn quyền trượng đỉnh hạt châu, sáng chói thần quang tràn ngập tia chớp ngạch sáng bóng, tạo thành từng đạo laser xạ tuyến, hướng thánh thiên cường giả xì ra. Thánh thiên nguyên thì 12 trận. Ngay tại viễn cổ ma thuẫn tan vỡ trong nháy mắt, thánh thiên các cường giả rối rít bóp nát trong tay một khối màu trắng ngọc bài. Đó là thánh thiên lớn có thể lưu cho bọn hắn bảo vệ tánh mạng vật. Ngọc bài này bên trong cất giấu là thượng cổ thánh thiên đại năng đồ vẽ bùa chú, là đời sau của mình đưa lên 10 hơi thở sinh mạng chúc phúc. Nói cách khác, có 10 hơi thở thời gian Huyết Long công kích đối với bọn họ tới nói không có ảnh hưởng chút nào. Lá bài tẩy, trắng trợn lá bài tẩy chiến thuật. Già thiên ma đế không nhịn được muốn khinh bỉ những thứ này thánh thiên cường giả, người nhiều vây công, nửa đường chặn đánh. Hiện tại vẫn là cháy lá bài tẩy, chính là vì muốn đem bọn họ đoàn người toàn bộ đánh chết. Lòng dạ độc ác, thủ đoạn tiểu nhân. Huyết Long thực lực không ngừng suy giảm, nhưng là hắn lại không có dừng lại công kích, một tí, đuôi rồng quét qua thánh thiên cường giả, đối phương nhưng giống như là gỗ như nhau, đối mặt hắn công kích, không tránh, cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Huyết Long, trở về, già thiên ma đế thở dài, hướng Huyết Long hô đến. Một nén nhang thời gian đã đến. Huyết Long lắc mình một cái, đã khôi phục hình người, trên thân thể vẫn có 7 cái cấm chế phù liên, giống như vĩnh hằng nguyền rủa, vững vàng trói buộc hắn. Ha ha ha, thái cổ tổ Long uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng người bất quá chính là Huyết Long. Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không tự lượng sức. Thánh thiên phủ các cường giả rối rít ngự gió tới, giống nhau phải đem bọn họ vây giết ở chỗ này. Hèn hạ. Già thiên ma đế một bên cho ăn máu long nhất viên thuốc, một bên cùng thánh thiên cường giả tức giận nói, thánh thiên phủ giàu gì là một khối cự phách, lại sử dụng này các thủ đoạn, vậy không biết xấu hổ ở thiên nhân vực xưng bá. Ta già thiên ma đế, ngược lại là phải gặp các ngươi. Con kiến hôi mà thôi, tự tìm đường chết. Thánh thiên cường giả hai bên cường giả đồng thời về phía trước nhảy ra, trong tay thánh thiên minh quang kiếm giống như phồn hoa, kiếm chiêu tương liên tới giữa nhưng đánh về phía Huyết Long và Viêm Khôn. Tiểu nhân hèn hạ, già thiên ma đế vội vàng giá dậy hai người né tránh. Viêm Khôn màu sắc như cũ đỏ tươi, trong tay tuyệt tiên kiếm liền nói, ta còn có thể đánh một trận,
Già Thiên Ma Đế nhìn hắn bộ dáng này, trong bụng than thở, lúc này nếu như Diệp Thần ở là tốt. Ý nghĩ hảo huyền, Thánh Thiên Cường Giả lên tiếng lần nữa, người phía sau đi ra, chúng ta không giết ngươi. Nguyên bản một mực ở Huyết Long, Viêm Khôn, Già Thiên Ma Đế phía sau Thái Huyền trận muôn người, lúc này nghe được câu này, đều có chút không biết cái này Thánh Thiên Phủ muốn làm cái gì. Cái này Minh Hải do chúng ta chấn giữ, các người bằng mình bản lãnh, vĩnh viễn không thể nào xông qua, không quá chúng ta nguyện ý cho các người một cái tốt hơn lựa chọn, lưu lại các người mạng nhỏ. Thái Huyền trận môn đệ tử bị như vậy khinh thị, mặc dù tức giận, nhưng không khỏi không thừa nhận bọn họ nói đúng, mình vĩnh viễn là đang bị người khác bảo vệ. Ta cho các người cơ hội, trở về tìm Luân Hồi Chi Chủ. Để cho Luân Hồi Chi Chủ tới cứu cái này ba cái. Thánh Thiên các cường giả sắc mặt lộ ra một vẻ dữ tợn mỉm cười, bọn họ chính là muốn danh chánh ngôn thuận nói cho Luân Hồi Chi Chủ đây là một cái cạm bẫy, xem hắn có không có ngon tới. Già Thiên Ma Đế nhìn xem đám người, hơi một suy tính, vẫn là nói, hồi Thái Huyền trận môn bên trong, đem chuyện đã xảy ra hôm nay tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Diệp Thần. Ma Đế, như vậy Thánh Thiên Phủ gian kế liền sẽ được như ý. Có tức giận khó che giấu Thái Huyền trận môn người sốt ruột nói. Ngươi còn chưa tin Diệp Thần sao? Mấy cái này chính là Thánh Thiên Phủ rác rưởi, cũng dám ngăn cản hắn đạo. Già Thiên Ma Đế trong lòng biết Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, lúc này phái người hướng hắn cầu viện tuy sẽ để cho hắn lấy thân phạm hiểm, nhưng là Huyết Long và Viêm Khôn, bằng vào mình sức một mình, là vô luận như thế nào vậy cứu không đi ra ngoài. Cho nên, cho dù biết rõ đây là trong hũ bắt con ba ba kế sách, núi đao biển lửa vậy được xông vào một lần. Hắn nói đúng, các ngươi nhanh đi về cùng Diệp Thần cầu viện, nếu không, cùng cái này hai người chết, người xem Luân Hồi Chi Chủ biết hay không thẹn quá thành giận. Thánh Thiên Cường Giả hiển nhiên không dự định mạnh hơn nữa được đánh chết ba người, thậm chí vô tình hay hữu ý muốn xem bọn họ liều chết đánh một trận phản công. Không nên vọng động, Già Thiên Ma Đế một cái đè lại nhắc tới Tuyệt Tiên Kiếm Viêm Khôn, Diệp Thần nhất định sẽ đến. Bắt chặt thời gian điều chỉnh hơi thở, cùng hắn đến, cùng hắn cùng nhau giết hắn cái long trời lở đất. Viêm Khôn tuy hành động theo cảm tình, nhưng cũng không muốn bình đẳng không tánh mạng, chỉ có thể rên lên một tiếng, ngồi xếp bằng. Thánh Thiên Cường Giả hiển nhiên không có đánh coi là ngay sau đó đối với cái này ba người ra tay, đối với bọn họ mà nói, không có gì so ngay trước Diệp Thần mặt giết bọn họ càng thống khoái hơn. Nửa giờ sau đó, Thái Huyền trận môn. Cái gì? Thái Huyền trận môn trở về đệ tử đem minh trên biển sự việc, từ đầu tới đuôi nói cho Diệp Thần nghe, Diệp Thần trong lòng nhất thời giấy lên phần thiên lửa. Hắn năm ngón tay nắm chặt, cuồng bạo sát ý giống như một đạo kinh thiên kiếm, chém về phía thương khung. Xem ra là bởi vì mình và Xích Huyên Thánh Vương thông tin, để cho Thánh Thiên Phủ những cái kia thiên tàm nương nương người chỉ điểm lấy được tin tức. Diệp Thần mấy bước đạp bể hư không, nhưng không được cùng người khác gọi, trực tiếp lao tới Minh Hải. Dám động hắn Diệp Thần huynh đệ, sẽ để cho bọn họ bỏ ra cả đời khó quên giá phải trả. Bỏ mặc Viêm Khôn vẫn là Huyết Long, thậm chí còn Già Thiên Ma Đế, đối với hắn Diệp Thần quá trọng yếu. Ban đêm Minh Hải yên tĩnh lại ngầm ý định giết người, vậy sâu không lường được đáy biển, không biết ẩn giấu nhiều ít không biết hung hiểm. Diệp Thần ngự kiếm tới, hắn biết rõ Thánh Thiên Phủ cường giả, nhất định mai phục ở hắn đường phải đi qua trên. Những con kiến hôi này vậy xấu xa tiểu nhân, từ trước đến giờ chỉ có thể xem không gặp mặt trời con chuột như nhau sinh tồn. Màn đêm buông xuống, vậy nguyên bản mênh mông minh hải nước biển trên tràn ngập tầng tầng sương mù, vậy sương mù sau lưng, trong phảng phất giống như là có cái gì bàng vật lớn đang từ từ tới. Thánh Thiên Phủ rác rưởi đi ra nhận lấy cái chết. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần tiếng gào rơi vào trước vừa nhìn vô tận minh hải bên trên, cùng vậy cuồn cuộn đợt sóng. Va chạm suốt đạo đạo hồi âm. Hừ, lúc này bị buộc ẩn giấu ở Minh Hải đáy biển Viêm Khôn nặng nề hừ một tiếng, đại ca ta tới, các người đám này chỉ biết chơi âm chiêu tiểu nhân, chịu chết đi. Lâm vào là tù nhân liền còn trổ tài miệng lưỡi nhanh. Thánh Thiên Cường Giả một vị trong đó, một cái thánh thiên trôi lơ lửng trường, trực tiếp cách không vỗ vào Viêm Khôn ngực. Nếu Luân Hồi Chi Chủ đã tới, mạng ngươi, lấy đi cũng được. Vậy Thánh Thiên Cường Giả hiển nhiên cũng không thỏa mãn tại một cái nhỏ chiêu thức, chuẩn bị sử dụng sát chiêu. Không muốn bứt dây động rừng, một vị khác Thánh Thiên Cường Giả thấp giọng nói. Lúc này nếu như toàn lực đánh chết Viêm Khôn, ắt phải sẽ đưa tới bọn họ phản công,
nhất định kinh động Diệp Thần, vậy bọn họ mai phục ở chỗ này ý đồ liền sẽ mất. Viêm Khôn thấy vậy, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi không phải ở chờ ta sao, còn muốn xúc tới khi nào? Minh Hải như cũ yên lặng, không có bất kỳ đáp lại. Diệp Thần mắt gặp nói chuyện vô dụng, tìm người nóng lòng dưới, dứt khoát cũng sẽ không nói nhảm, bước chân hung hăng đạp một cái, trực tiếp sử xuất Hồng Mông Đại Tinh Không. Khoáng đạt Hồng Mông Tinh Không, ngay tức thì từ Diệp Thần sau lưng bay lên, vô số ánh sao nổ tung sáng chói, mênh mông tới giữa hóa là sông dài. Vậy sông dài giống như một cái bơi long nhất vậy, trực tiếp đánh về phía Minh Hải, đem Thánh Thiên Phủ cường giả rối rít chấn động ra. Diệp Thần cái này Hồng Mông Đại Tinh Không, nhưng mà hắn một trong những lá bài tẩy, cường hãn dị thường, lúc này vì huyết long bọn họ, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Thánh Thiên Minh Quang Trận, Thánh Thiên Phủ cường giả chờ đợi thời gian, cũng sớm đã ở Minh Hải bố trí thỏa đáng. Diệp Thần lúc này Hồng Mông Đại Tinh Không mặc dù tìm được bọn họ vị trí, nhưng là vậy tiến vào Minh Quang Trận phạm vi công kích. Minh Quang Trận nhất phía bên ngoài chỉ có thể trận, bể thành tấc vuông súng ngắn, bọc yếu ớt sắc bén, phá vỡ thương không, trực bức Diệp Thần. Vừa vặn, chuôi này súng ta hồi lâu không dùng, hôm nay liền thử một chút. Tới Hàn U Minh súng. Lấy bắn nhau súng, trong nháy mắt, hàm chứa một chút luân hồi lực chiến thương, đã ở Diệp Thần trong tay. Một thương nơi tay, sơn hà biến sắc, Diệp Thần trong tay súng trường vung lên, đem những cái kia tấc vuông minh quang súng toàn bộ đánh rơi. Trong chốc lát, uy mãnh tới cực điểm. Thánh Thiên Minh Quang Trận là Thánh Thiên Phủ độc nhất vô nhị thần thông tuyệt kỹ, thành danh nguyên nhân chính là ở chỗ hắn tầng tầng lớp lớp chu nhi phục thủy thần kỹ. Tầng thứ hai Minh Quang Trận đã tiểu mở, luân bàn chuyển động tới giữa, thiên địa biến sắc, nguyên bản Minh Hải bên trên đều là hắc ám, lúc này lại giống như ban ngày vậy, sau đó đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ ở thánh khiết sáng bóng bên trong. Vô tận ban ngày, Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái cười nhạt. Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên, mở. Diệp Thần thu hồi súng trường, đồng thời ở trong hư không một chảo, sát kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Trên thân kiếm hắc ám nguyên phù, đang điên cuồng bùng nổ. Từng luồng đen thui như mực hơi thở, nhanh chóng che giấu thiên địa. Khoảnh khắc tới giữa, thiên cùng Minh Hải tới giữa, lâm vào tuyệt đối hắc ám, lại cũng không thấy được một chút quang minh. Chút tài mọn, Thánh Thiên Phủ các cường giả, lúc này bàn tay thay đổi, lần nữa kết ấn. Thánh Thiên Chiến Thiên Tôn. Nguyên bản chiếu sáng thiên địa ánh sáng, ở hắc ám nguyên phù dưới tác dụng, toàn bộ tụ lại chung một chỗ, tạo thành một tôn khổng lồ như pho tượng màu đen tượng đá. Ở đây tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh, lại không thấy được phân nửa bóng dáng, hiển nhiên bọn họ đến có chuẩn bị. Luân hồi chi chủ, chúng ta nếu xuất hiện ở nơi này, người hắc ám nguyên phù, chẳng lẽ còn có thể tránh chúng ta tai mắt sao? Diệp Thần con người đông lại một cái. Ngay tức thì rõ ràng, đối phương đã là bắt được hắc ám nguyên phù khe hở, ở tuyệt đối hắc ám dưới, hành tung ẩn núp, nhưng quang minh cùng hắc ám nguyên bổn chính là đối lập, sẽ không bị áp chế, ngược lại mượn hắc ám là bóng dáng, âm chắc chắc muốn đánh lúc bất ngờ. Diệp Thần chú ý, Già Thiên Ma Đế hiển nhiên vậy xem thấu ngón này thế công, vội vàng nhắc nhở. Hắc ám huyễn thú. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, vậy Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên bên trong. Nhất thời xông ra vô số đầu huyễn thú, dữ tợn gầm thét, như ong vỡ tổ vậy, hướng vậy tôn tượng đá đi. Bành, huyễn thú công kích đối với tượng đá không có tạo thành từng tia tổn thương. Thánh Thiên Chiến Thiên Tôn là thánh thiên nhất mạch, thời đại thái cổ đại năng sử dụng chiến y, hắn lực phòng ngự mạnh, coi như là Huyền Cơ Nguyệt ra tay, cũng cần chỉ ít hai tức mới có thể chém ra. Mà hôm nay bất quá là chính là huyễn thú, còn vọng tưởng đối với hắn tạo thành tổn thương. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Thần vung tay lên, trong tay sáng chói ánh sáng vàng lững lờ. Sau đó, một bức cổ xưa đồ quyển, từ trong cơ thể hắn bồng bềnh ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trên. Bản vẽ này cuốn, lóe lên sơn xuyên con sông, trời trăng sao, thành trì cung điện hình ảnh. Chính là bầu trời Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ vừa ra, phảng phất có thiên địa sức mạnh to lớn, bọc lại Diệp Thần. Suối vàng mất đi thiên quyết. Diệp Thần trong mắt sát khí uy nghiêm, sát kiếm huy động ra, từng luồng suối vàng thánh thủy, từ đồ quyển bên trong bay ra, bơm vào đến hắn trên thân kiếm. Rào. Nhất thời, đúng cầm sát kiếm, cũng toát ra ánh sáng chói mắt,
Thẩm gia mất đi trời đáng sợ uy thế. Cái này suối vàng mất đi thiên quyết, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hạng mạt lưu, nhưng là, chỉ cần bơm vào đến thật nhiều suối vàng thánh thủy, là có thể phát huy ra động trời lực tàn phá. Giờ phút này, hàng loạt suối vàng thánh thủy cháy, Diệp Thần kiếm quang mãnh liệt, một kiếm mất đi trời, chém thẳng tượng đá. Thánh thiên chiến thiên tôn chỉ như vậy bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt. Thánh thiên minh quang từng cơn tim vậy đã khởi động, một cái ánh sáng đẹp lung linh ánh mắt từ trận tâm bên trong bay lên ra. Ánh mắt kia tựa như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, đây là thiên tàm nương nương pháp bảo một trong, lúc này che giấu ở cái này thánh thiên minh trận bên trong, chính là vì cho Diệp Thần một kích chí mạng. Làm vậy bảy màu lưu quang ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trong nháy mắt, thánh thiên phủ cường giả, cơ hồ là cùng trong chốc lát sử dụng thánh thiên biển mây kiếm, đồng thời chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy được ánh mắt kia xem hướng mình thời điểm, mình quanh thân tất cả phòng ngự toàn bộ không nhạy, giống như là cá trên thớt, mặc cho người xẻ thịt. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần trên mình đã bị cái này biển mây kiếm đâm thủng, không ngừng chảy máu, cả người ngửa về sau một cái, hướng mặt nước ngã xuống. Cũng may kinh khủng sinh mệnh lực vào thời khắc này bùng nổ, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được phương thức ở khép lại. Già Thiên Ma Đế thừa dịp cái này kẽ hở, vội vàng mang Viêm Khôn và Huyết Long bay về phía Diệp Thần. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Diệp Thần trước người đột nhiên trôi lơ lửng ra một cái quỷ dị màu đen đá. Màu đen đá, tướng mạo xấu xí, nhưng lại cho tại chỗ tất cả người một loại kinh hãi cảm giác. Chỉ có Diệp Thần biết, đây là luân hồi mộ địa chịu đựng. Thứ gì, thánh thiên cường giả đều là cả kinh, Diệp Thần rõ ràng đã bị bọn họ tổn thương nặng, lúc này hắn trên mình, nhưng lại là hơi thở mãnh liệt như vậy chập chờn. Trong chốc lát, bọn họ không dám xuất thủ nữa. Lúc này, Diệp Thần cả người bị luân hồi mộ địa chập chờn, ý thức đã trở lại luân hồi mộ địa. Nguyên bản giống như đất khô cằn như nhau màu sắc nghĩa địa, đã biến thành như đại dương vậy màu xanh đậm, thậm chí Diệp Thần còn có thể thấy được bên trong có tinh mang lóe lên. Vốn là có ba tòa mộ bia có thể dẫn động. Một tòa là Thái Huyền Trận Hoàng, bây giờ nhìn lại là tòa thứ hai luân hồi mộ bia vấn thế. Diệp Thần vội vàng đi tới luân hồi mộ địa trung tâm, quả nhiên thấy, vốn là Thái Huyền Trận Hoàng mộ bia bên cạnh, còn có một tòa mộ bia đã dị biến. Vậy dị biến mộ bia lại vậy không phải là đá bia thân, mà là giống như cột băng như nhau, màu u lam bia người chúng gian, có một viên viên châu đang ẩn núp trong đó. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Dứt lời, vậy mộ bia cuộn sạch thành một cái thủy long, hướng thương khung bắn ra, to lớn kia cột nước, quay cuồng sóng hoa đô giống như một bình bình lưỡi dao sắc bén, phá vỡ hư không đi. Cái này khí thế ngập trời, xen lẫn đại năng thần uy. Đây là tới từ hệ nước kỹ năng tuyệt đối nắm giữ. Là ai, đang kêu gọi bổn tôn, đầy đủ kinh bể dâu thanh âm từ nơi này trong nước chậm rãi truyền ra. Diệp Thần phù không mà là, nhìn về phía chỗ tòa này bia thể trung ẩn núp đại năng. Tiền bối, ta kêu Diệp Thần. Nước thể dần dần phân định mở, hóa thành một thang mây, từ xa mà gần, lấy nước hóa hình, khoác lên Diệp Thần trước mặt, phảng phất là hướng dẫn hắn tiến vào. Trong nước tắc phuông thế giới, cái này đại năng hiển nhiên càng cái thần thông, mới vừa tỉnh lại, liền có thể liên thông mình không gian. Diệp Thần biết mình cũng không có suy tính thời gian, một bước đã đạp lên thủy vân thang, hai bên phiên trào nước chảy vui mừng động, tựa như đang nghênh tiếp hắn, nhưng hắn lại biết, nếu như bản thân có bất kỳ dị động, nước này nhất định sẽ thời gian đầu tiên vặn cổ hắn. Đây là một tòa viễn cổ đại điện, mái vòm bên trên gần là phồn tinh, vậy sáng chói chói mắt thần quang. Chiếu sáng đại điện mỗi một tấc không gian. Bất ngờ là đại điện này không có mặt đất, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là nước chảy khúc xạ mái vòm thần quang, sóng gợn lăn tăn, giống nhau là một khối ngộ đạo thần điện. Một thuyền lá cô độc đang trôi lơ lửng ở nước chảy bên trên, phía trên một người nằm nghiêng trước, Diệp Thần tạm thời không thấy rõ mặt mũi. Bổn tôn tinh hải thần, rơi thái hư. Vậy ngón tay người vừa chuyển, nháy mắt rời đến Diệp Thần trước mặt, à. Đời trước luân hồi chi chủ, chỉ là cái này nhất thế quá yếu. Tinh hải thần. Diệp Thần không chút nào đối với hắn khinh miệt giọng không ưa, hắn biết đối phương thần niệm nếu ẩn thân ở luân hồi mộ địa bên trong, nhất định có thể giúp mình. Hơn nữa, đối phương nếu lựa chọn vào thời khắc này tỉnh lại, có lẽ chính là nhận ra được hắn gặp phải nguy hiểm. Này nước là thần bí tinh hải nước,
có thể tẩy kinh thiếu tủy. Ngươi lại tới đây ngâm một chút đi. Rơi Thái Hư dung mạo anh tuấn, một đầu tóc bạch kim, cẩn thận trải đầu ở sau ót, trên mình là màu bạc trắng áo lụa, mơ hồ còn tiết lộ ra chút ánh sao. Tiền bối, tại hạ bị mai phục, hôm nay và những đồng bạn đang trong lúc nguy cấp. Diệp Thần mặc dù cũng muốn hưởng thụ một cái thần bí này tinh hải nước, nhưng hiện tại nhưng tuyệt đối không phải tẩy kinh thiếu tủy thời điểm. Không chịu được như vậy. Rơi Thái Hư ống tay áo một phung, ở vực ngoại hắn từ trước đến giờ độc hành cao ngạo, chớ nói người khác dùng hệ nước linh bảo cùng hắn đổi một nâng tinh hải nước hắn cũng không muốn. Hiện tại hắn chủ động đem đại cơ duyên cho Diệp Thần, lại không nghĩ rằng đối phương lại cự tuyệt. Lập tức đổi sắc mặt, vẫy tay ra một đạo đem Diệp Thần đánh rơi vào trong nước, người ở ta nơi này một ngày, ở bên ngoài bất quá một hơi thở. Diệp Thần lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, cảm tình cái này tinh hải thần là vì tốt cho hắn, cũng không phải là thấy chết mà không cứu. Thần bí này tinh hải nước, công hiệu rõ rệt, mình lúc này mới vừa gia nhập, quanh thân trước bị biển mây kiếm nơi xuyên qua vết thương, đã đang lặng lẽ khép lại, so sinh mệnh lực của hắn còn kinh khủng hơn. Cảm ơn tiền bối. Lấy Diệp Thần thân thể tố chất, dĩ nhiên không cần ngâm một ngày, rất nhanh, hắn cũng đã từ trong nước đứng dậy. Bên ngoài bất quá là một bầy kiến hôi, cũng có thể làm cho ngươi chật vật như vậy, cái này nhất thế, ngươi thật sự là còn muốn rất nhiều cố gắng. Rơi Thái Hư lắc đầu, nhàn nhạt nói. Thôi thôi, sẽ để cho ngươi kiến thức một tí bổn tôn lợi hại. Ở biển lãnh vực, ta vi tôn. Tinh hải thần ngón tay hướng Diệp Thần ấn đường điểm một cái, Diệp Thần lại mở mắt lúc đó, thần thức đã lần nữa trở lại minh hải bên trên. Rơi Thái Hư toàn bộ tiếp quản Diệp Thần quyền khống chế thân thể, đem Diệp Thần thần thức khóa ở mắt phải bên trong. Nhìn cho kỹ, tinh hải làm chủ. Tinh hải thần mặc trường bào theo gió nâng lên, bàn tay kia 10 phần nhẹ nhàng ở minh hải mặt biển nhẹ nhàng nhấn một cái, đúng cái minh hải nước biển lúc này giống như nhận chủ như nhau, vạn trượng cao sóng lớn theo Rơi Thái Hư ngón tay chỉ hướng chuyển động. Thánh Thiên Phủ các cường giả trố mắt nhìn nhau, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, làm sao đột nhiên tới giữa Diệp Thần lại thích xem biến đổi khí thế. Vô tận sợ hãi lan tràn. Thánh Thiên Quang kết giới. 10 vị Thánh Thiên trong tay cường giả đồng thời kết ấn, từng tờ một ấn kết giới bao phủ ở Thánh Thiên Phủ môn nhân trước người, đối mặt cái này không biết nguy hiểm, bọn họ lựa chọn ưu tiên bảo vệ mình. Một tờ giấy, liền mới có thể bảo vệ được các ngươi. Rơi Thái Hư thản nhiên nói, ở hắn trong mắt, chỉ cần là biển lãnh vực, cái này Thánh Thiên Quang kết giới, nhất định chính là ngây thơ đến buồn cười. Hắn trong ngón tay ánh sao lóe lên, một quả giống như Minh Châu tiểu tinh chiếu rọi, phiêu phiêu đáng đáng rơi vào cái này quang kết giới bên trên. Giống như là chạm đến quang kết giới pháp môn như nhau, kết giới lên tiếng đáp lại mà bể, liền một quả tinh huy đều không cách nào chống đỡ, thật sự là cực kỳ buồn cười. Tinh hải dài đánh lưu. Rơi Thái Hư điều khiển vậy minh hải nước, ngập trời cột nước, cực đoan thế công, còn có vậy chưa từng có từ trước đến nay tốc độ, đánh vào Thánh Thiên Phủ cường giả bên trên. Dưới một chiêu, Thánh Thiên Phủ cường giả tuy chưa đến nỗi trực tiếp bị mất đi, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là đánh mất sức chiến đấu, nội tức toàn loạn, miệng phun máu tươi. Chỉ một chiêu, định thắng thua. Đây cũng là tinh hải thần ở biển lĩnh vực địa vị bá chủ. Nhưng mà tinh hải thần và Diệp Thần cũng không biết, vị này đại năng cử chỉ đã chấn động hai người. Là người nào, khuấy Minh Hải? Xa ở ngoài ngàn dặm Xích Huyên Thánh Vương cảm ứng được Minh Hải biến hóa, thần sắc đông lại một cái, nói thầm, chẳng lẽ là Diệp Thần bọn họ? Ngốc nghếch, Thiên Tàm nương nương vậy là xuyên thấu qua tam thế kính mắt, đã sớm biết được Minh Hải tình huống bên kia, trong lòng nàng không ngừng dấy lên lửa giận. Cái này Diệp Thần thật sự là trùng trăm chân chết mà không cương, trên mình bí mật một kiện tiếp theo một kiện. Thật là đáng chết. Hình ảnh quay về. Minh Hải. Trốn. Thánh Thiên Phủ các cường giả thấy tình cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, hướng không cùng phương hướng chạy trốn. Loài người cuối cùng đối với không biết tràn đầy sợ hãi. Mà giờ khắc này Diệp Thần chính là bọn họ sợ hãi nguồn. Nhập vào người Diệp Thần Rơi Thái Hư mắt lạnh đảo qua. Trên mặt lộ ra một chút mỉm cười nhàn nhạt, Minh Hải bên trên, không có một tấc địa phương có thể cởi cách hắn nắm trong tay. Ta tuy là thần niệm lực, nhưng ở chỗ này, chính là cái tay che trời. Hồi! Nháy mắt tức thì, dị biến nổi lên. Cốc cốc cốc! Vậy Minh Hải phảng phất là dài xúc tu, đem những cái kia Thánh Thiên Phủ cường giả kéo vào trong tay,
dâng lên một mảnh màu máu nước. Tinh hải áo lụa tạm thời cho ngươi, thằng nhóc, chứ có lại như thế dễ khi dễ. Rơi thái hư trở lại luân hồi mộ địa, hắn cuối cùng là thần niệm, không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Diệp thần nghe được hắn câu nói sau cùng, cũng có chút sở khóc sở cười, mình lúc nào thành dễ khi dễ. Bỏ mặc nói thế nào, trước mang huyết long bọn họ hồi thái huyền trận môn dưỡng thương. Phỏng đoán vậy cái gọi là hoang long cổ đế di tích rất nhanh liền mở ra. Để lại cho ta và huyết long thời gian không nhiều lắm. Cùng lúc đó, trái đất, hoa hạ, kinh thành, Diệp ra nhà. Nhập thu, hồng phong lá rơi xuống đầy đất. Diệp thần rời đi hoa hạ sau đó, Diệp ra chỗ tòa này biệt thự liền bị long hồn bảo vệ, dẫu sao đã từng là Diệp thần đối với hoa hạ mà nói quá trọng yếu. Chỉ là cái này đã từng đứng ở hoa hạ đỉnh núi người đàn ông, hôm nay chỉ có thể truyền lưu tại võ đạo giới truyền thuyết bên trong. Bởi vì, mấy năm này, cũng không có xuất hiện qua. Thậm chí hoa hạ cái này phiến cố thổ, rất lớn một nhóm người đều quên người đàn ông kia bóng người. Đã từng cái đó như chín tầng trời long bàn nằm ở nơi này phiến hoa hạ mặt đất bóng người. Diệp gia nhà ở trước đây thật lâu cũng chưa có mở qua cửa, mà ngày hôm nay, chẳng biết tại sao, vậy phiến phủ đầy bụi cửa, mở ra. Đình viện bên trong, một cái có chút sâu người đàn ông nhìn trước mặt tòa kiến trúc này, thần sắc ngưng trọng. Trong tay hắn nắm thật chặt một khối ngọc bội ảm đạm không sáng, thậm chí mơ hồ có một chút vết rách. Ngay tại lúc này, một đạo người mặc đồ rằn di cô gái bóng người xuất hiện ở người đàn ông sau lưng, nàng thần sắc như người đàn ông vậy ngưng trọng, mở miệng nói, Diệp tiền bối, vẫn là không cách nào liên lạc Diệp tiên sinh sao. Diệp Lăng Thiên thân thể ngẩn ra, nhìn một cái bên cạnh kim lãnh nhạn, gật đầu một cái, chẳng biết tại sao, ngọc bội này mất đi linh tính, cái này một tháng, ta vận dụng hết thảy có thể, nhưng vẫn là không cách nào kích hoạt trong ngọc bội lực lượng, càng không cách nào liên lạc điện chủ. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng Thiên nhìn một cái thương khung, ngưng trọng nói, hoa hạ linh khí dị biến càng ngày càng nghiêm trọng, cái này không cùng cùng mầm độc, cái này đối với người bình thường tổn thương cực lớn, trọng yếu hơn phải, cái này dị biến linh khí, đối với một ít người tu luyện mà nói liền là vật đại bổ. Tiếp tục như vậy nữa, hoa hạ, Côn Lôn Hư, cũng xảy ra vấn đề lớn. Như lại không liên lạc được điện chủ, ta chỉ có thể tự mình trở về một chuyến. Kim lãnh nhạn đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn như ánh nắng đỏ rực vậy trời, không biết nên nói cái gì. Linh khí dị biến, không người tu luyện tự nhiên không cảm giác được, thậm chí một ít người võ đạo giới cũng đều phát hiện không được, nhưng linh khí này dị biến cuối cùng sẽ từ hiện tượng thiên văn bên trong biểu hiện. Mà đây đỏ bừng lại quỷ dị ánh nắng đỏ rực cuối cùng sẽ bị những cái kia cái gọi là chuyên gia phát hiện, đến lúc đó, có lẽ liền sẽ đưa tới khủng hoảng. Để lại cho long hồn cùng các nàng thời gian không nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại Côn Lôn Hư, đã bị thực lực đột nhiên tăng mạnh viên đạo phong chiếm đoạt. Diệp Lăng Thiên trước đây thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng bị hoa hạ thiên đạo quy tắc áp chế, mà viên đạo phong, nhưng cuối cùng đều là ở hoa hạ và Côn Lôn Hư tu luyện, căn bản không sẽ bị quy tắc áp chế. Ngược lại lấy được cơ duyên sau đó, viên đạo phong tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, long hồn và chính thức lực lượng cũng bị đuổi ra khỏi Côn Lôn Hư. Chỉ có thể ở hoa hạ hoạt động. Cái này có buồn cười biết bao. Mà từ bị đuổi ra sau đó, Diệp Lăng Thiên một mực thử nghiệm thông qua Diệp Thần giao cho hắn ngọc bội liên lạc. Cũng không biết là linh khí dị biến vẫn là bởi vì Diệp Thần xảy ra chuyện, ngọc bội mất đi tác dụng. Càng không cần phải nói liên lạc Diệp Thần. Cái này một tháng, Diệp Lăng Thiên khá là thất ý, ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Kinh Thành. Thậm chí còn đã từng Diệp Thần đi qua địa phương không ngừng dừng chân, chính là hy vọng một chút nhân quả có thể để cho ngọc bội lực lượng khôi phục. Nhưng mà, đến cuối cùng này một chạm, Diệp Thần tự tay thiết lập kinh thành Diệp gia, ngọc bội cũng không có tác dụng. Đột nhiên, kinh thành gió nổi lên, đem trên đất hồng phong lá thổi lên, Diệp Lăng Thiên nhìn trên đất lá rơi, lẩm bẩm nói, viên đạo phong và đế uyên điện quan hệ, coi như là rõ ràng, nếu không người này không thể nào trưởng thành như vậy nhanh chóng. Điện chủ giao phó khối kia luân hồi huyền bi, ta cũng thấy qua, nhưng vận dụng thiên nhãn tìm kiếm, nhưng lại cũng không có phát hiện, hiển nhiên là ẩn núp chúng ta. Hoa hạ cục này, ta Diệp Lăng Thiên là phụ lòng điện chủ, dưới mắt biện pháp duy nhất, chính là đi mời điện chủ ra tay. Ngọc bội nếu vô dụng, vậy ta chẳng qua liền mạo hiểm lên đường một lần. Kim lãnh nhạn ngẩn ra, khá là kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên,
Hồi lâu thở dài một tiếng, nói, Diệp tiền bối, ngươi phải đi Côn Lôn Hư. Hiện tại Côn Lôn Hư cũng đều là viên đạo phong lực lượng, thậm chí toàn bộ Côn Lôn Hư cũng cất giấu một tòa đến từ vực ngoại đại trận. Ngươi nói qua, vậy đại trận có thể đến từ Đế Uyên Điện. Mặc dù ta không biết cái này Đế Uyên Điện đại biểu cái gì, nhưng từ ngươi thái độ tới xem, tuyệt đối là một ngọn núi lớn. Ngươi cái quyết định này, thậm chí sẽ hại chết ngươi. Hy vọng ngươi có thể nghĩ lại sau đó làm. Diệp Lăng Thiên con ngươi đông lại một cái, hai tay chắp sau lưng, nói, Hoa Hạ là điện chủ bảo vệ chi địa, ta Diệp Lăng Thiên vì thế chết không có gì đáng tiếc. Không quá ta tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ở nơi này giờ phút quan trọng lên đường, ngươi an bài một chiếc máy bay, ta phải đi Bắc Cực gặp một người. Điện chủ phụ mẫu đều tại nơi đó bế quan, tính một chút thời gian, cũng kém không nhiều xuất quan. Có lẽ, nơi đó có liên lạc điện chủ cơ hội. Kim Lãnh Nhạn con ngươi sáng lên, từ giữa hông cầm lên một cái điện thoại vô tuyến, nói Tiểu Long, chuẩn bị một chiếc long hồn máy bay, địa điểm, Diệp gia 10 km bên ngoài thủ đô sân bay. Lập tức, nói xong, Kim Lãnh Nhạn đem điện thoại vô tuyến thả lại giữa eo, mở miệng nói, Diệp tiền bối, chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, năm ngón tay nắm chặt, treo ở một bên một cái áo choàng dài bay đến trên tay hắn, phủ thêm áo choàng dài, hai đạo thân ảnh biến mất ở đầy đất lá phong bên trong. Chỉ mong, chuyến này, có chút kết quả đi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau. Thiên Nhân Vực, Thái Hư Động Thiên. Tối nay, một vòng huyết nguyệt trôi lơ lửng thương khung, màu đỏ thấm chân trời giống như dung nham vẻ đang treo ở Thiên Nhân Vực Thái Hư Động Thiên giữa không trung. Màn đêm bao phủ dưới Thái Hư Động Thiên yên lặng được liền côn trùng kêu vang cũng không có, tựa hồ cả thế giới cũng ngủ say vậy. Thái Hư Động Thiên bên ngoài, không biết lúc nào đã hội tụ một đám cường giả, ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm Thái Hư Động Thiên, hô hấp cũng bình ở, tựa như ở mong đợi cái gì vậy. Hống, hống, long ngâm phá trời, tiếng huýt sáo phá vỡ Thái Hư Động Thiên yên lặng, ngay sau đó một đạo xinh đẹp hỏa trụ phóng lên cao, ở nửa đêm bên trong cũng quá mức rõ ràng. Dị thường lóa mắt. Đinh tai nhức óc long khiếu, đám người rối rít sử dụng mình pháp bảo che ở trước người, ước chừng một tiếng long ngâm, uy lực đã lớn mạnh như vậy, vậy hoang long cổ đế uy năng phải nên làm như thế nào rung động cổ kim. Huyết nguyệt bị tiếng rồng ngâm cảm cho đòi, như máu sương mù vậy hồng quang ở chân trời tụ hợp, ngưng tụ chung một chỗ hình thành một đạo màu đỏ trùm ánh sáng, quang thúc kia chuyển hướng Thái Hư Động Thiên, đến mức Thái Hư Động Thiên cửa đá từ từ mở ra. Nguy nga vách núi lúc này giống như nhi đồng trong tay hòn đá, ở hồng quang khởi động một tí nghe lệnh làm việc. Cửa mở ra, có không kềm chế được tính tình tánh tình nóng nảy, thấy vậy đã ngự kiếm lên, hướng Thái Hư Động Thiên vào miệng bay đi. Hoang Long cổ đế bảo tàng, người dựa vào cái gì cái đầu tiên tiến vào. Không cam lòng yếu thế các cường giả rối rít sử dụng pháp khí, chen lấn lẻn vào di tích. Mà cách đó không xa. Hai đạo dịch dung bóng người nhưng cuối cùng không động. Chủ nhân, Huyết Long liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt đã có chút không dằn nổi, hắn thật sự là lo lắng chậm người khác một bước. Diệp Thần khẽ lắc đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, Minh Long Thần Điện và Thánh Thiên Phủ người còn chưa đi vào. Huyết Long lúc này mới chú ý tới, Thánh Thiên Phủ các cường giả vậy đều đến, vậy như vậy phong cách riêng quần áo trang sức, ở trong đám người lộ vẻ được phá lệ vượt trội. Chủ nhân, ngài là lo lắng bọn họ đối với chúng ta bất lợi. Huyết Long buồn bực nói, ở hắn xem ra, càng hẳn cướp ở bọn họ trước đoạt được di tích mới đúng, nếu có thể mượn Hoang Long cổ đế uy năng, đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc, đó là không quá tốt nhất. Ta hoài nghi cái này di tích vào miệng là có hạn chế. Diệp Thần nhìn hồng quang chiếu ánh vào miệng, để cho đám người kia đi thử một chút nước cũng tốt. Có hạn chế, Huyết Long lúc này mới rõ ràng Diệp Thần lo âu. Biết cái này Hoang Long cổ đế thực lực hạn mức tối đa, cũng tốt đối với tương lai có thể gặp phải chiến cuộc tiến hành dự trù. Thánh Thiên Trắng Tôn, người dẫn đệ tử đi vào Thái Hư Động Thiên vào miệng, một khi thấy luân hồi chi chủ, giết chết không bị tội. Lần này Minh Hải cuộc chiến, Thánh Thiên Phủ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn còn là thua ở Diệp Thần, hơn nữa còn tổn thất mười mấy vị Thánh Thiên cường giả, thật sự là để cho Thiên Tàm nương nương nổi nóng vạn phần. Lần này Hoang Long cổ đế bảo tàng, bọn họ dứt khoát điều động quá chân cảnh cường giả, dự định đem Diệp Thần trực tiếp mất đi. Thánh Thiên Trắng Tôn nhận lời nói, hắn là chuyến này duy nhất một vị quá chân cảnh cường giả, đối mặt Diệp Thần, hắn có tự tin làm được tuyệt đối đánh chết.
có thể làm thánh thiên đoàn người thật nhanh xuyên qua vào miệng lúc đó, thánh thiên trắng tôn lại không cách nào tiến vào. Cửa động kia đối mặt hắn lúc đó, lại hình thành một tầng trong suốt kết giới, không cách nào tiến vào. Cái này hoang long cổ đế bảo tàng, chỉ cho phép quá chân cảnh dưới võ giả tiến vào, các ngươi thánh thiên phủ liền tình báo cũng không rõ, mù xem náo nhiệt gì. Vũ Văn Cơ mặt lộ một chút phúng gai vẻ, mang Minh Long thần điện vô số Minh Long võ giả xuyên qua cửa hang. Diệp Thần khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cái này thật đúng là phải cảm tạ Vũ Văn Cơ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Quá chân cảnh là còn thật cảnh sau cảnh giới, ở thời đại hoang cổ, quá chân cảnh còn có một cái vang dội tên chữ, thành đạo cảnh. Bước vào quá thật, liền là chân chánh thành đạo. Mặc dù Diệp Thần có chút không rõ ràng, nếu như muốn lấy được truyền thừa, chẳng lẽ không phải là cảnh giới càng cao càng tốt sao? Chẳng lẽ bảo tàng bên trong có thích hợp tu luyện kinh thư? Cho nên mới yêu cầu ở quá chân cảnh dưới. Chủ nhân, chúng ta mau vào đi thôi. Vũ Văn Cơ xem ra biết rất nhiều. Chúng ta âm thầm đuổi kịp hắn. Huyết Long hiển nhiên cũng nghe được liền Vũ Văn Cơ nói. Được. Diệp Thần đem nghi vấn chôn trong lòng, cùng Huyết Long xa xa đi theo Vũ Văn Cơ đoàn người sau đó. Xa xa Vũ Văn Cơ hiển nhiên cũng là biết chuyến này sẽ đụng phải luân hồi chi chủ, liền dặn dò, nếu như một khi thấy thằng nhóc kia, các ngươi biết nên làm như thế nào. Trần Thương Sinh vào không được bảo tàng chi địa, nhưng tự mình là Vũ Văn Cơ chọn lựa Minh Long võ giả, trợ giúp Vũ Văn Cơ đoạt được Hoang Long cổ đế bảo tàng. Minh Long cường giả nghe được Vũ Văn Cơ mà nói, sát ý bùng nổ, thiếu chủ, chúng ta nhất định đem hắn chém chết ở Hoang Long di tích. Vũ Văn Cơ gật đầu một cái. Mặc dù Trần Thương Sinh nhiều lần cùng hắn nói qua, nhất định phải lấy bảo tàng làm đầu, nhưng cái này lần Vũ Văn Cơ mang theo nhiều như vậy lá bài tẩy, từ đầu đến cuối khó tránh khỏi thiếu niên tâm tính, muốn đem Diệp Thần đánh chết. Đột nhiên, Vũ Văn Cơ thật giống như phát hiện cái gì, lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn sau lưng một phương hướng, có thể cũng không phát hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Chủ nhân, giả thiên ma đế che thiên ma thần châu, thật tác dụng. Bọn họ thật không nhận ra chúng ta. Huyết Long lộ ra một đạo nụ cười, cái loại này bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau cảm giác, để cho hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Di tích này là Hoang Long cổ đế, hắn và Hằng cổ thánh đế là cùng một là cảnh giới, mặc dù phi thăng thái thượng thế giới thời điểm thất bại, nhưng đại năng oai, đủ để chém giết chúng ta mấy trăm lần, hết thảy chú ý làm chủ. Diệp Thần dặn dò đến, từ bọn họ bước vào cái này Hoang Long cổ đế bảo tàng chi địa. Cái này phiến bảo tàng chi địa khắp nơi cũng cho thấy chỗ quái dị. Đột nhiên, Huyết Long diễn cảm biến đổi, hắn phát hiện Vũ Văn Cơ không thấy. Chuyện gì xảy ra? Huyết Long kinh ngạc nói, bọn họ chỉ ở Vũ Văn Cơ sau lưng chưa đủ 100 mét, làm sao có thể sẽ mất thân ảnh của đối phương? Diệp Thần kéo lại muốn truy đuổi Huyết Long, là địa hình thay đổi, người cũng có thể hiểu, chúng ta mới vừa ở địa phương đó, bị ngẫu nhiên đổi cho nhau. Bảo tàng địa vực vừa nhìn vô tận, tầng tầng lớp lớp gò cát san sát, không có bất kỳ dấu hiệu gì vật, vô luận đi tới trước nhiều ít, thấy phong cảnh đều cơ hồ nhất trí. Nhưng Diệp Thần biết, từ bước vào bước đầu tiên bắt đầu dưới chân bọn họ mỗi một bước đều không cùng. Xào sạc, xào sạc. Đây là gió cuộn sạch trên đất cát sỏi, phát ra va chạm tiếng. Chủ nhân, Huyết Long lúc này không có trực tiếp sử dụng đế tôn quyền trượng, để tránh bại lộ thân phận. Chỉ xách ra một cái đao, đặt ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, ngay sau đó nâng lên cát sỏi, vậy cát sỏi giống như tảng đá ngàn cân, chỉ dẫn hướng mặt đất. Ừng ực, cát sỏi bị nâng lên địa phương lộ ra hình một vòng tròn cửa hang, cửa động kia cát sỏi chảy đi xuống, từ trong chui ra một cái khô lâu võ giả. Trên mình rách dưới quần áo tựa như đã bị cát sỏi mai táng hồi lâu, lúc này đi ra, không biết là không phải là vì cho mình đổi một khối nghĩa địa. Cưỡng, Huyết Long trường đao đã bổ ngang ở khô lâu võ giả trên mình, vậy nhỏ dài khô lâu màu trắng cánh tay, bị đao mang đánh nát, rơi vào cát sỏi bên trên. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Cùng lúc đó, trên mặt đất cát sỏi rối rít lộ ra hình tròn hang động vào miệng, từng cái khô lâu từ trong chui ra, có cầm đao kiếm trong tay, có tay không, nhưng là thời gian đầu tiên hướng Huyết Long công kích. Chính là khô lâu võ giả, Diệp Thần cũng không có nóng lòng ra tay. Hắn cẩn thận quan sát những thứ này khô lâu võ giả, cái này bảo tàng đất tất cả dự tính, cùng trước kia gặp phải, có rất nhiều chỗ khác thường. Ngươi nhìn ra có vấn đề gì sao?
Diệp Thần cố ý hỏi Huyết Long đối với bảo tàng đất cái nhìn. Ta cảm thấy những thứ này bảo tàng đất thủ hộ linh thú môn thực lực cũng yếu kỳ quái. Huyết Long trong lòng cũng là không rõ ràng. Chúng ta còn ở tầng ngoài. Diệp Thần thở dài, hôm nay xem ra, Vũ Văn Cơ là cướp trước một bước tìm được đi vào bảo tàng trung tâm đất pháp môn. Chúng ta cùng với ngày hôm nay gặp phải sinh linh hoặc là võ giả, đều còn ở bảo tàng đất phía bên ngoài, cho nên không cần bại lộ thực lực, liền có thể tùy tiện chém chết. Vậy chúng ta làm sao tiến vào Hoang Long Cổ Đế nơi hạch tâm? Huyết Long có chút nhức đầu. Canh kim truy đuổi quang trận. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới Thái Huyền Trận Hoàng đã từng tình cờ tập được một đạo trận pháp. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, trận pháp mà động. Trận pháp kia nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng nhanh chóng trùng điệp hướng một nơi gò cát. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, hắn cũng là tạm thời nhớ tới trận này có thông thiên thông đất pháp môn, vậy trận pháp ở trước mặt hắn cũng không có chỗ ẩn trốn. Đi! Diệp Thần một bước đạp ở trên hư không, đã đi theo quang thuật sau này, tiến vào cái này gò cát. Nguyên bản không chỗ nào không có mặt gò cát, lúc này lại giống như là giấy dán rèm, mặc cho Diệp Thần và Huyết Long xông vào. Dưới chân đất bùn thay đổi. Diệp Thần chú ý tới, cái này không chỗ nào không có mặt gò cát lại chính là tiến vào bảo tàng nội địa lối đi. Coi là thật có một loại đại ẩn ở thành phố ảo giác. Bất quá, như vậy dự tính, Diệp Thần ngược lại có chút bội phục Hoang Long Cổ Đế, hoặc là có trí khôn, hoặc là có man lực, hoặc là có pháp bảo, hoặc là có vận khí, cái này lão tiền bối đối với truyền thừa thật không chọn người à. Đột nhiên, Diệp Thần thần sắc biến đổi, hắn ở vùng lân cận cảm thấy trăng sáng nguyên thuật lực lượng. Chẳng lẽ là Hạ Nhược Tuyết? Chủ nhân, là Hạ Cô Nương, Huyết Long hiển nhiên vậy cảm giác được cái gì? Mà giờ khắc này, cách đó không xa. Thánh Thiên chùm ánh sáng buộc. Ba vị Thánh Thiên cường giả đang kết trận, rất hiển nhiên, bọn họ cùng Thánh Thiên phủ đại quân cũng không tại cùng nhau, không biết là chia nhau hành động vẫn là bởi vì đi tán. Minh Nguyệt Thiên Thư Vạn Diễm Kiếm. Hạ Nhược Tuyết trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm chém ra đều lưu lại sáng chói sáng bóng, nhìn như trùng điệp trường kiếm, thực thì cũng thẳng vào chỗ yếu hại, phá hoại cái này ba người phối hợp. Thánh Thiên Cưu Ma Súng. Ba vị Thánh Thiên cường giả tay giơ một cái súng trường. Đầu thương đều là một chút châu quang tinh mang, chỗ đi qua, từng bước thăng liên. Hạ Nhược Tuyết không sợ hãi chút nào cảm, nâng kiếm lên, thân là Minh Nguyệt Nguyên Chủ, trên người nàng từ đầu đến cuối có xuyên qua trăng sáng hơi thở, trăng sáng lớn từ nguyền rủa. Phạm Văn Kinh Thư giống vậy chữ viết, mỗi một chữ cũng có thể nghe rõ ràng, nói năng có khí phách ghé vào kiếm mang bên trên. Hạ Nhược Tuyết mỗi nói một chữ, nàng kiếm mang liền sắc bén một phần, cho đến một chữ cuối cùng nói xong. Nàng kiếm mang đã sớm bén không thể đỡ. Thánh Thiên cường giả đối mặt cái này bạo liệt kiếm cương, chỉ có thể vội vàng nhượng bộ. Bọn họ không có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, chẳng muốn cầm mạng nhỏ mạo hiểm. Thánh Thiên truy hồn khóa. Ở trong hư không xuất hiện một cái xiềng xích, quanh thân quấn vòng quanh màu tím bầm sáng bóng, giống như một người chiều rộng xiềng xích đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Quấn, Thánh Thiên cường giả hét. Trăng sáng phá không chém, Hạ Nhược Tuyết hào không hoảng loạn, trực tiếp một cái trăng sáng phá không chém, lưu quang tàn phá bừa bãi nghênh kích lên. Vậy xiềng xích đem kiếm thật chặt cuốn lấy, hai bên đều cầm một đoạn, trong chốc lát lại tiến vào bế tắc. Trăng sáng truy đuổi mộng. Hạ Nhược Tuyết thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nàng bất quá là bại lộ trên người có Minh Nguyệt Thiên Thư, cái này Thánh Thiên phủ cường giả liền một đường đuổi giết, thật sự là gian trá cực kỳ. Vốn là màn đêm lúc này lại dâng lên một loan nguyệt sáng, mặt trăng bên trong còn có thể loáng thoáng có thể gặp cây hoa quế, vậy cây hoa quế cánh hoa bay xuống ở nơi này bảo tàng trong ruộng, có rơi vào xiềng xích bên trên, xiềng xích bị quế hoa đụng chạm, lại vỡ vụn ra. Bất quá là một có đại cơ duyên nha đầu. Một cái trong đó Thánh Thiên cường giả dứt lời, từ trong ngực rút ra năm bình trong suốt phi đao, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, hắn đánh của cái này nha đầu nhất định không thấy được ám khí kia. Hạ Nhược Tuyết lúc này quả thật không nhìn thấy cái này mỏng như cánh ve phi đao, nàng kiếm chiêu thế công nhanh mạnh, đang dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành đối với cái này ba người đánh chết. Ẩn núp trong bóng tối Diệp Thần nhưng thời gian đầu tiên phát hiện cái này ẩn núp tung tích phi đao, liên quan đến Nhược Tuyết an nguy, Diệp Thần không do dự nữa, rút ra sát kiếm, một kiếm vung ra, sử dụng Thái Thượng Thiên Vỡ nói, một kiếm như trời long đất lở,
kiếm khí một quyền, lập tức đem vậy năm bỉnh phi đao đánh rơi. Hạ Nhược Tuyết lúc này mới thấy có hắn người đến gần, không tới người nàng cũng không nhận ra. Diệp Thần cũng không gấp tại hướng Hạ Nhược Tuyết chứng minh thân phận, sát kiếm liền nhô lên, trực tiếp đem vậy ba tên thánh thiên cường giả xuyên qua đầy đất mặt. Đây là, sát kiếm, Diệp Thần là ngươi. Hạ Nhược Tuyết mừng rỡ hô đến, người đã đi nhanh đến Diệp Thần bên cạnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần cũng là khẽ mỉm cười, khó khăn được lộ ra nhu tình một mặt, lời này hẳn ta hỏi ngươi, ngươi tại sao sẽ ở thiên nhân vực, thì tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hạ Nhược Tuyết lộ ra một cái cao thâm khó lường nụ cười, bởi vì ta có đại cơ duyên, ta sư phụ chỉ điểm ta tới. Sư phụ, Diệp Thần không rõ ràng, xem ra cùng hắn tách ra đoạn thời gian này, Hạ Nhược Tuyết lại có cơ duyên không nhỏ. Ừ, sư phụ ta là trăng sáng tự ân thánh mẫu. Hạ Nhược Tuyết trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng, nàng nhưng mà thời đại thái cổ sống sót trăng sáng nguyên thuật đại thành người. Nghe được lời này, Diệp Thần cũng thay Hạ Nhược Tuyết cảm thấy vui vẻ, trăng sáng nguyên thuật đại thành người, hiển nhiên có thể chỉ đạo Hạ Nhược Tuyết tương lai tu hành đại lộ. Bất quá, nàng bởi vì thái cổ trận chiến ấy, thương thế trải qua hồi lâu không khỏi bệnh, chuyến này ta tới nơi này, cũng là vì tìm một loại hoang long cổ đế có cựu vật, tới chữa nàng thương thế. Được, vậy chúng ta cùng nhau giúp sư phụ ngươi tìm. Diệp Thần nói, đúng rồi, sư phụ ngươi bên kia có thể có cái gì chỉ dẫn. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, tự ân thánh mẫu bên kia, cũng bất quá là nghe người ta nói tới hoang long cổ đế nắm giữ một loại kỳ thuốc, có lợi cho nàng thương thế, nhưng là cũng không phải là lấy được chính xác tin tức. Lần này bớt đi, bất quá cũng là muốn thử vận khí một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, an ủi, không nên gấp gáp, ta và Huyết Long sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm, nếu như có cố bổn bồi nguyên dược vật, vậy cùng nhau mang về, cho sư phụ ngươi cảm giác một tí. Diệp Thần hoàn toàn không biết, giờ phút này, che giấu ở Hạ Nhược Tuyết trên mình từ ân thánh mẫu một đạo thần niệm, nghe được Diệp Thần nói như vậy, vậy cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Xem ra cái này đối với Diệp Thần chấp niệm khá sâu tiểu đồ đệ, cũng không phải là tương tư đơn phương à. Chỉ là từ ân thánh mẫu mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hoang long cổ đế cái bảo vật này giấu chi địa, hơi thở thật sự là có chút lộn xộn bừa bãi, hoàn toàn không giống như là bảo tàng chi địa. Nhỏ cơ duyên điện. Diệp Thần một nhóm ba người dựa theo ở thánh thiên phủ trong tay cường giả bản đồ, mấy phen chắc trở rốt cuộc tìm được một cái cung điện. Diệp Thần, người xem, cái cung điện này liền kêu nhỏ cơ duyên điện. Hạ Nhược Tuyết khá là hưng phấn nói đến. Chủ nhân, ta trước vào. Huyết Long cướp trước một bước nói, hắn thành tựu người làm, thân trước sĩ tốt sự việc do hắn tới gánh vác. Chú ý, Diệp Thần dặn dò. Huyết Long sử dụng đế tôn quyền trưởng. Quyền trượng trên bảo châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cái này cơ duyên điện hết thảy. Trên tường có bích họa, Hạ Nhược Tuyết nói đã từ bước đầu tiên bắt đầu nhìn lên. Xa như vậy cổ hồng hoang thời điểm cảnh tượng, bị khắc ở trên vách tường, chỉ là cũng không phải là chiến trường, hơn nữa hoang long cổ đế dò bảo quá trình. Biển sâu đỉnh núi dưới vảy rồng tranh đoạt. Thiên cổ lớp băng trên tuyết liên tranh đoạt. Vạn mộc nữ hoàng chỗ chân phẩm thảo dược tranh đoạt. Còn thật nhiều kỳ chân dị bảo. Cái này hoang long cổ đế bảo tàng chi địa, chôn đều là những thứ này sao? Hạ Nhược Tuyết thở dài nói, khó trách sư phụ vậy cho rằng nơi này sẽ có nàng thứ cần. Cung điện này xây dựng thời gian rất sớm, biên biên rác rác chỗ đã có chút phong hóa, muốn đến là bởi vì là chủ nhân đã sớm không có ở đây, không có linh khí dễ chịu, cung điện linh thức đã sớm tiêu tán. Khắp nơi xem một tí, cái cung điện này có cái gì? Diệp Thần nói, đã trước tiên trước một bước hướng hậu điện đi tới. Bọn họ hiển nhiên cũng không phải thứ nhất cái đi tới cái cung điện này, có rất nhiều nguyên bản có thể gửi bảo vật hộp, lúc này đã sớm chỉ còn lại hộp. Đây là duy nhất một kiện không cách nào mở cửa phòng mật thất. Huyết Long hiển nhiên phát hiện cái gì, tùy thời dự định nghe lệnh phá cửa mà vào. Ừ, Diệp Thần khẽ vuốt cằm. Năm Long Du Thiên Đao. Huyết Long cả người khí huyết bùng nổ. Tâm can tỷ phổi thận tựa hồ cũng đang cháy, bộc phát ra một cái cầm thần quang sáng chói phi đao, mang long dọn ra sát khí, chém thẳng mật thất cửa vũ. Nhưng, không phản ứng chút nào. Huyết Long vừa muốn công kích lần nữa, lại bị Diệp Thần cản lại. Diệp Thần chậm chạp hội bên cạnh tất cả vật phẩm, ở bên tay trái có mấy cây thơm, ngầm hiểu vậy đem chúng cầm trong tay,
rót vào linh khí, sau đó cắm ở lư hương bên trên. Người nào đốt thơm khấn cầu. Một tiếng thanh âm già nua vô căn cứ vang lên, vậy cao treo ở đỉnh đầu mọi người thương khung, tựa như lập tức thì phải lộ ra một cái thân ảnh khổng lồ, giống như cự nhân như nhau nhìn xuống bọn họ. Tiền bối, chúng ta lần này tiến vào hoang long cổ đế di tích, là vì thay ân sư tìm thuốc. Hạ Nhược Tuyết nói, nếu tiến vào cái này nhỏ cơ duyên điện, đó cũng coi là cùng ta có duyên, các ngươi thông qua ta khảo sát, có thể ở ta nhỏ cơ duyên trong điện đạt được hài lòng cơ duyên. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, lại là khảo sát. Đa tạ tiền bối, không biết ngài khảo sát là cái gì chứ? Ta cái này nhỏ cơ duyên điện pháp bảo rất nhiều, mỗi một kiện chắc hẳn các ngươi đã lại đi vào trên vách tường nhìn rồi, cùng các ngươi tu hành cũng rất có ích lợi. Bất quá, ta mỗi lần chỉ có thể đưa ra hai kiện pháp bảo. Diệp Thần lông mày nhướn lên, cái ý này là để cho chúng ta giết lẫn nhau sao? Nhưng các ngươi chỉ có ba người. Chỉ có thể cho trong đó hai người. Như vậy đi, các ngươi hai cái liên thủ, thủ tiêu một cái khác, ta cầm pháp bảo phân cho các ngươi được không? Diệp Thần còn không cùng đối phương nói xong câu nói sau cùng, sát kiếm nơi tay đã hướng mật thất bên cạnh tường thấp chém tới. Từng cái kim quang sáng chói hồng mông âm tiết, ở Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên, vô số Phật quang trào đáng, liền vậy hắc ám nguyên phù phù văn, vậy hóa thành trạm giống vậy màu vàng, lộ vẻ được huy hoàng lóa mắt. Trong hư không, còn có thiên Phật Thánh Đường ngâm sướng, biểu dương ra vô cùng khoáng đạt thở mạnh voi. Lúc này, một cái lông nhung móng vuốt để ở Diệp Thần sát kiếm bên trên, có Thánh Đường ngâm sướng ra chỉ kiếm mang uy lực, bị vật này toàn bộ ngăn cản. Ngươi là người nào? Hạ Nhược Tuyết hơi đi vào một chút xíu, phát hiện là cái nhỏ thuốc linh, quanh thân vẫn là thủy văn tràn ngập, hiển nhiên còn không có tu thành hình người. Hừ, nhỏ thuốc linh hiển nhiên bị vạch trần. Dứt khoát cũng không sắp xếp, một mặt người bạn nhỏ ủy khuất dạng. Người cái vật nhỏ này, mới vừa còn muốn gạt chúng ta giết lẫn nhau. Huyết Long hiện ra một cái màu máu long chảo, hù dọa cái này nhỏ thuốc linh. Hù dọa các ngươi thế nào, dù sao đi tới chỗ này, cuối cùng cũng chạy không thoát là cái chết. Nhỏ thuốc linh không chút khách khí nói. Hạ Nhược Tuyết cũng không có cầm nhỏ thuốc khéo léo nói để ở trong lòng, năm ngón tay nắm chặt. Trong tay xuất hiện một quả hạt sen, đưa cho nhỏ thuốc linh. Cái này cho ngươi ăn, ngươi nói cho tỷ tỷ, cái bảo vật này giấu trong ruộng, nơi nào có phẩm cấp cực cao đan dược. Diệp Thần nhưng nhìn về phía Huyết Long, người sau lắc người một cái, đã rời đi nhỏ cơ duyên điện. Chúng ta tại sao sẽ chết? Diệp Thần hướng nhỏ thuốc linh, đột nhiên hỏi. Nhỏ thuốc khéo léo móng vuốt nhỏ đã vừa mới mò tới Hạ Nhược Tuyết hạt sen, nghe được Diệp Thần đặt câu hỏi. Móng vuốt nhỏ đuổi có giúp nhanh trở về. Ta làm sao biết, ta cũng không phải là hoang long cổ đế. Nhỏ thuốc linh hai tay ôm ở trước ngực, quay đầu chẳng muốn xem Diệp Thần. Có phải hay không cái này phiến bảo tàng chi địa có vấn đề? Diệp Thần cảm ứng nói, vẫn là nói, hoang long cổ đế có vấn đề. Lời vừa nói ra, Hạ Nhược Tuyết cũng kinh sợ. Ngươi biết, ngươi làm sao biết, nhỏ thuốc linh nhanh chóng che miệng mình, ta rõ ràng cũng không nói gì. Diệp Thần hai cái tay chỉ nhắc tới nhỏ thuốc linh, Nhược Tuyết, xem ra từ ân thánh mẫu nếu như ăn viên thuốc viên này nói, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta là hệ nước đan dược, hiện tại đã dần dần ra thần thức, sau này có thể làm linh bảo, ăn chỗ dùng chừng mực. Nhỏ thuốc linh nhanh chóng giãy giụa nói. Diệp Thần ngẩn ra, lẩm bẩm nói, hệ nước đan dược. Khó trách có thể nhận hạ sát kiếm. Bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, ta nói cho ngươi. Ta kiên nhẫn có hạn, mau mau nói ra cái này di tích bí mật, nếu không ta không ngại cầm ngươi đút cho tiểu hắc. Hắn sẽ rất thích ngươi cái này hệ nước nhỏ thuốc khéo léo. Nhỏ thuốc linh mặc dù không biết tiểu hắc, nhưng bản năng cảm nhận được liền Diệp Thần trong cơ thể ngủ say hỗn độn vật, hắn nuốt nước miếng một cái, dù sao đều là chết, vậy thì lựa chọn chậm một chút chết đi. Hắn do dự một chút, vẫn là nói, thật ra thì toàn bộ di tích trên thực tế đều là hoang long cổ đế âm mưu. Hắn cũng chưa hoàn toàn chết đi, mà là cầm mình chôn dưới đất, thông qua mở bảo tàng đất dẫn dụ, để cho càng nhiều võ giả tiến vào bảo tàng chi địa, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hắn nói không sai, Huyết Long không biết lúc nào đã trở về, trong tay đang bưng lau một cái mang máu đất cát. Ngày hôm qua chúng ta đánh chết Thánh Thiên Cường giả, đã không có bóng dáng, hẳn là bị hút vào mặt đất, đây là ta chỉ vừa phát hiện. Diệp Thần gật đầu một cái. Khó trách hắn cảm thấy từ tiến vào bảo tàng chi địa dậy,
liền rất nhiều chỗ kỳ quái. Hôm nay xem ra, bọn họ đối mặt Khô Lâu võ giả, căn bản không phải bảo tàng đất người bảo vệ, mà là một đám tìm bảo người, bị giết sau này biến thành. Cái này cũng giải thích tại sao bọn họ cũng là võ giả, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua linh khí. Vậy chúng ta tiếp theo như thế nào cho phải? Hạ Nhược Tuyết tiến lên, đem nhỏ thuốc linh từ Diệp Thần trong tay giải cứu được, thuốc kia linh hiển nhiên đã bị Diệp Thần thần uy bị dọa sợ, có giúp ở Hạ Nhược Tuyết trong tay, biến ảo trở về một quả trong suốt thấu lượng viên thuốc. Diệp Thần nhìn xem Hạ Nhược Tuyết đan dược trong tay, nơi đây tuy là Hoang Long cổ đế âm mưu, nhưng khác ở trên vách đá thiên tài địa bảo chưa chắc là giả, cái này nhỏ cơ duyên điện, còn có thuốc này linh. Huyết Long gật đầu. Hoàng Long cổ đế và Thái cổ tổ Long Nguyên thuật còn có nhất mạch tương thừa thái độ thế, hắn từ bước vào cái này Hoàng Long cổ đế bảo tàng chi địa, nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn xiềng xích, lại có mơ hồ đung đưa. Ta giam cầm xiềng xích, ở nơi này bảo tàng chi địa bên trong cũng có dị động, tựa như có vật gì đang hấp dẫn. À, Diệp Thần gật đầu, xem ra cái này bảo tàng đất bí mật, không gần như vậy đơn giản. Diệp Thần! Ta sư phụ cho ta một đạo thần bảo vệ niệm vậy cảm giác được vậy linh vật chỗ, ta được đi một chuyến. Hạ Nhược Tuyết đưa tay hướng nam chỉ một phương hướng. Người đâu? Diệp Thần nhìn về phía Huyết Long. Huyết Long có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi, Thái cổ tổ Long chỉ dẫn cùng Nhược Tuyết nhưng hoàn toàn ngược lại. Ta tự mình đi liền có thể, cái này bảo tàng chi địa không biết lúc nào sẽ tan vỡ, trên người ta có sư phó một chút thần niệm, bỏ mặc gặp phải tình huống gì. Sư phụ đều có thể bảo tính mạng của ta. Nghe được Hạ Nhược Tuyết nói như vậy, Diệp Thần cũng sẽ không nhiều lời, ngươi lấy linh vật sau này, lập tức rời đi cái này, sau đó có thể đi Thái Huyền Trận Môn tìm ta. Hạ Nhược Tuyết lộ ra một người mỉm cười, xách ra sách kiếm trong tay, mái tóc dài một quyển, ngự kiếm phi hành hướng nam đi. Chủ nhân, ta, Huyết Long tâm tình có chút phức tạp, hắn có thể mình đi tìm, để cho chủ nhân phụng bồi Hạ Nhược Tuyết cùng nhau. Huyết Long, Nhược Tuyết cơ duyên lớn hơn, không cần lo lắng. Diệp Thần nói, dẫu sao vậy từ ân thánh mẫu là trang sáng nguyên thuật đại năng, thế đạo này có thể cùng nàng chống lại, vậy sẽ không quá nhiều. Bảo tàng chi địa 10 phần minh mông, vậy thời đại hoang cổ gió cát cuộn sạch mặt đất, mỗi lần sôi trào gió lốc lớn, ở đó bảo tàng chi địa cũng sẽ tạo thành một nâng quanh co sâu rãnh, để cho vô số thực lực tương đối hơi yếu võ giả cuốn vào sâu rách mặt đất. Chủ nhân. Bọn họ đều tụ tập ở cửa. Huyết Long hai tròng mắt đỏ tươi, ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm ở đó trước đại điện đất trống. Đại điện này cùng những thứ khác đền không cùng, vô luận là gió cát vẫn là gió lốc lớn, đã không cách nào tiến vào cái này cửa cung điện trong vòng 10 dặm. Minh Long thần điện và Thánh Thiên Phủ người đều tại nơi đó. Diệp Thần nói, đưa tay chỉ một nơi số người đông đảo đội ngũ nói. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hiển nhiên là có cổ quái. Huyết Long chỉ cảm giác được mình giam cầm xiềng xích đung đưa tần số lớn hơn. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được cái này Hoang Long cổ đế ảnh hưởng, càng đến gần cái đại điện này càng mãnh liệt. Ừ, chúng ta trước xem xét một tí. Diệp Thần mang Huyết Long chậm rãi nhích tới gần một chi tương đối phân tán trong đám người. Bọn họ binh khí trong tay vẫn không có hiển lộ, chỉ là thông thường Thái Huyền Trận Môn đệ tử lối ăn mặc. Cách đó không xa. Vũ Văn Cơ, các ngươi Minh Long thần điện không phải được gọi là đối với cái này Hoang Long cổ đế chí ở tất được sao, làm sao không đi vào cướp à? Thánh Thiên Phủ một tên cường giả mở miệng châm chọc nói, ở lối vào Vũ Văn Cơ đối với bọn họ giễu cợt, để cho bọn họ khá là không vui. Hừ, các ngươi đám này liên nhập miệng hạn chế cũng không biết Thánh Thiên phế vật, lại làm sao biết cái này Hoang Long đại điện bí mật. Chủ nhân, cái này Vũ Văn Cơ tựa hồ là biết cái gì? Huyết Long tận lực thấp giọng. Diệp Thần hơi khẽ gật đầu, làm một cái cẩn thận khẩu hình. Hống hống hống. Tiếng rồng ngâm lần nữa từ Hoang Long trong đại điện vang lên, giống như ở Thái Hư Động Thiên mở trước khi tiếng rồng ngâm độc nhất vô nhị, chỉ là vậy uy năng cường đại hơn. Tiếng rồng ngâm, hóa thành từng đạo hình rồng phóng lên cao, vốn là gió cát đều là hóa thành đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, long chảo. Vậy hình rồng mỗi một chi tiết cũng khắc vẽ tinh tế. Cho dù là long tu, vậy hiện ra hết oai rồng. Tất cả hình rồng gió cát, hướng về đứng tại đại điện ngoài 10 dặm đám người, to lớn miệng rồng dương ra, phảng phất là muốn đem những loài người này toàn bộ cắn nuốt hết. Tất cả võ giả cơ hồ ở thời gian đầu tiên mở ra phòng ngự của mình thuật pháp, để chống đỡ cái này hoang long bảo dấu đất gió cát hoang long.
Diệp Thần chắp tay sau lưng cũng không có mở ra bất kỳ phòng vệ, bất quá là gió cát lên tiếng đáp lại mà hóa hình, Vũ Văn Cơ cũng không có né tránh, muốn đến thực lực hẳn là cái này cự long phạm vi công kích. Huyết long đúng là mơ hồ tụ lực long chảo, chuẩn bị cùng cái này gió cát hoang long liều mạng một phen. Là giả tưởng. Võ giả phát hiện mình không có đụng phải tưởng tượng công kích, mới hậu chi hậu giác phát hiện. Hừ, rốt nát, Vũ Văn Cơ một phất ống tay áo, đã dẫn Minh Long Thần Điện đám người nhảy một cái tiến lên, chuẩn bị tiến vào Hoang Long Đại Điện. Chúng ta đuổi theo, Diệp Thần chào hỏi Máu Long nhất tiếng, đi theo Vũ Văn Cơ đoàn người sau lưng, vậy hướng Hoang Long Đại Điện đi tới. Minh Long lưu ba chém, Vũ Văn Cơ tay cầm đôi đao, trực tiếp đánh bay từ dưới đất đột nhiên xuất hiện Hoang Long Khô Lâu. Khô Lâu này xuất hiện rất cổ quái, Diệp Thần nói, không giống như là trước như vậy, có một cái hỏa hoãn kỳ, mà là trực tiếp từ dưới đất bắn ra, có rõ ràng mục tiêu công kích. Hơn nữa uy năng xa so bọn họ trước nhìn thấy vòng ngoài đất cát khô lâu cường đại hơn nhiều. Bất quá, cái này Vũ Văn Cơ hiển nhiên đến có chuẩn bị, xem ra đã sớm biết như thế nào mở đại điện, đối với cái này Hoang Long Đại Điện là cực kỳ quen thuộc. Trăm chém sao rơi kiếm. Hàng Long Khống Văn Trưởng. Vạn Phúc Linh Lung Súng. Thánh Thiên Minh Nghi Súng. Đám người võ giả rối rít sử dụng thần thông của mình tới né tránh cái này Hoang Long Khô Lâu. Trong chốc lát Hoang Long cửa đại điện, tất cả loại thần thông cùng ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, đao thương kiếm kích cùng Khô Lâu quân lẫn nhau đường chéo va chạm, phát ra thanh âm như sấm, kích động ở nơi này bảo tàng chi địa bên trong. Hắc Ám Nguyên Phù, Diệp Thần xem đúng thời cơ, trực tiếp thúc giục Hắc Ám Nguyên Phù. Lấy Diệp Thần là trung tâm, Hắc Ám dần dần xâm nhập tới. Đem tất cả sáng bóng toàn bộ che giấu hầu như không còn. Thứ gì? Là Hoang Long cổ đế những thứ này Khô Lâu quân thần tích. Tối tăm không mặt trời, tất cả mọi người thị giác cũng vào lúc này rơi vào hắc ám, lại cũng xem không thấy cạnh thứ gì. Chỉ là Khô Lâu quân vẫn như cũ là liều mạng tiếp tục công kích. Đây không phải là cái gì Hoang Long cổ đế cổ pháp. Đây là luân hồi chi chủ Hắc Ám Nguyên Phù. Thánh Thiên Phủ các cường giả có đã tham gia Minh Hải đánh một trận, đã sớm gặp qua Diệp Thần Hắc Ám Nguyên Phủ uy lực. Luân hồi chi chủ, Vũ Văn Cơ nghe được Diệp Thần, trong lòng sát niệm đã lên. Minh Long Thần Điện đám người, cùng ta chặn đánh luân hồi chi chủ. Vũ Văn Cơ hướng Hắc Ám trước khi đại điện phương hướng chạy như bay, nếu Diệp Thần tới, vậy hắn nhất định phải đem Diệp Thần hoàn toàn chém chết ở nơi này Hoang Long bảo dấu chi địa. Hắc Ám Huyễn Thú. Diệp Thần lần nữa gào thét, tất cả hắc ám huyễn thú, đã mượn hắc ám hướng Minh Long Thần Điện đám người lao nhanh đi. Hắc ám chính là huyễn thú cửa che chở tốt nhất, bọn họ gào thét lao nhanh mà vào, Minh Long Thần Điện người chỉ cảm thấy được có vô số linh thú từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ tới cắn xé. Minh Long Xích Không Châu. Vũ Văn Cơ lúc này đã không quản được nhiều như vậy, Minh Long Xích Long Châu là Minh Long Thần Điện trọng yếu pháp bảo, có thể ở tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống. Chế tạo ra một đường sinh cơ. Lúc này, ước chừng bị kẹt ở Hắc Ám Nguyên Phù bên trong, thật ra thì xa xa không đạt tới muốn vận dụng hạt châu này thời điểm, nhưng là Vũ Văn Cơ đã sớm giết hốc mắt đỏ. Vì Diệp Lạc Nhi, hắn cùng Diệp Thần đã mấy lần giao phong, nhưng một lần so một lần tổn thất nghiêm trọng. Lần này vì có thể đoạt được Hoang Long cổ đế truyền thừa, hắn từ Minh Long Thần Điện cầu lấy rất nhiều pháp bảo. Vào giờ phút này, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc cho Diệp Thần trước hắn một bước tiến vào Hoang Long Đại Điện. Bành! Minh Long Xích Long Châu quanh thân khắc vẽ hình rồng phù văn, toàn bộ hạt châu ở đồng sắc vỏ ngoài dưới, một đạo lưu quang vậy đụng vào Hoang Long Đại Điện trên cửa, bộc phát ra sáng chói ánh lửa. Hỏa quang kia đưa tới to lớn phá sập tiếng, phún ra ngoài ngọn lửa, cơ hồ đem chung quanh người cũng cuốn ra rất xa. Huyết Lôi Thần Gió Khôi Giáp. Huyết Long cho gọi ra huyết lôi thần quang nhập vào người thuật, đem hắn và Diệp Thần bao phủ chung một chỗ, bảo vệ được bọn họ phòng ngừa bị Minh Long Xích Long Châu uy lực tổn thương. Hừ! Minh Long Xích Long Châu uy lực vạch trần Hoang Long cửa đại điện vũ, đồng thời vậy bước ra Hắc Ám Nguyên Phù bao phủ phạm vi. Diệp Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Vũ Văn Cơ thân thể thoáng một cái, hóa thành một đầu Minh Long, cả thân mỗi một phiến miếng vảy, cũng phơi bày ra vĩnh dạ vậy Hắc Ám. Tựa như mỗi một phiến vảy rồng bên trong cũng hàm chứa một cái thế giới hắc ám, hơi thở vô cùng là kinh khủng hướng Diệp Thần và Huyết Long chỗ ở vị trí bay đi. Vậy nguyên bản đi theo ở sau lưng hắn Minh Long Thần Điện cường giả, lúc này vậy rối rít hóa là long hình,
đi theo Vũ Văn Cơ sau lưng, hướng Diệp Thần bọn họ công kích tới. Thiên địa minh mông, đại lộ độc hành, Thái Thượng Thiên Sư Đạo, lên. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tím thụ thiên cơ ấn hiện lên, trực tiếp mở Thái Thượng Thiên Sư nói. Vũ Văn Cơ tu vi cực kỳ mạnh mẽ, phải vận dụng Thiên Sư Đạo Pháp, tăng lên thực lực, mới có chống lại cơ hội. Thiên Sư Đạo Pháp vừa ra, Diệp Thần ngay tức thì hóa thành Thái Thượng Thiên Sư, long hổ gầm thét, trong tay thiên kiếm phong mang như điện, cuồn cuộn ánh sao nổ tung, một kiếm cuồng sát, quát lên. Tinh hồn chém, phá cho ta. Trường kiếm vung lên, cuồn cuộn kiếm quang như sao sông vậy tự nhiên ra, tinh hồn chém mang long dọn ra hổ bào khí tượng, ngay tức thì bùng nổ. Suy, Vũ Văn Cơ long chảo, gặp phải tinh hồn chém công kích, lại là ngay tức thì bị vạch ra một dấu máu, máu tươi đầm đìa. Có Thiên Sư Đạo Pháp gia trì, hơn nữa trước Diệp Thần hiểu thấu đáo Thiên Võ Kinh Thư, lúc này tinh hồn chém cùng trước khi tinh hồn chém đã không thể thường ngày mà nói. Minh Long Bách Thiên đánh. Trong thoáng chốc, Vũ Văn Cơ đánh ra dù sao cũng nặng thánh quang, dường như muốn xuyên qua vạn cổ thời không, minh mông bá đạo. Thiếu chủ, Hoang Long cổ đế di tích muốn chặt. Minh Long thần điện một vị cường giả liền vội vàng kéo lại lúc này đã thẹn quá thành giận Vũ Văn Cơ. Vũ Văn Cơ biến ảo thành hình người, hung hãn đưa mắt nhìn Diệp Thần một mắt, xít sao nắm chặt một cái bản đồ trong tay, đi. Diệp Thần thấy Vũ Văn Cơ các người hướng cung điện chỗ sâu đi tới, vội vàng nhìn về phía Huyết Long. Huyết Long thực lực từ tiến vào đại điện bắt đầu liền dần dần suy yếu, hắn cần phân nhánh một phần chia huyết mạch lực đi áp chế giam cầm trong cơ thể xiềng xích. Chủ nhân, Thái Cổ Tổ Long đều cảm giác được một chút uy hiếp. Còn thừa lại giam cầm xiềng xích trên thực tế chính là phong ấn Thái Cổ Tổ Long lực lượng nguồn, ban đầu Thái Cổ Tổ Long lo lắng Huyết Long thân thể không chịu nổi như vậy uy áp, từ bảo vệ, mới ở hắn trên mình thiết trí giam cầm xiềng xích. Mà lúc này, bước vào Hoang Long đại điện bắt đầu, Huyết Long khí tức quanh người cũng phiên trào lợi hại, giam cầm xiềng xích đung đưa dị thường, để cho hắn không thể không lấy huyết mạch lực trấn nhiếp. Liên Thái Cổ Tổ Long đều phải kiêng kỵ uy hiếp sao? Diệp Thần suy nghĩ, vậy ngươi liền ở chỗ này, ta đi vào tìm tòi kết quả. Huyết Long lắc đầu, ta có thể áp chế, cái này Thái Cổ Tổ Long hẳn là biết đây là cái gì, ta nghĩ nếu như ta lại cách được gần nhất điểm, có lẽ có thể được gợi ý. Diệp Thần vậy không khăng khăng nữa, bát quái thiên đan thuật đã luyện hóa ra vô số linh đan linh dược, hóa thành đạo đạo hơi thở, từ Huyết Long tai mắt trong miệng mũi thấm nhuần, trợ giúp hắn áp chế xiềng xích sao động. Mà giờ khắc này, những cái kia xông vào đại điện võ giả, cơ hồ đều điên rồi vậy cướp đoạt linh bảo vật. Nhỏ nguyên thuật, bát quái huyền diệu đan, Hoang Long cổ đế thật là số tiền khổng lồ. Đây là ta, đi đôi với gào thét tiếng, sau tiến vào võ giả thấy được cái trước bắt được bảo bối, rối rít xiết cặp mắt đỏ lên. Không có đồng bạn, không có đồng môn, không có tay chân. Có chỉ là đao kiếm trên đầm đìa máu tươi, còn có ánh mắt oán độc kia. Chủ nhân, bọn họ là điên rồi sao? Huyết Long nhìn một màn này, nhân tính tham lam, ở nơi này chút thần thông dưới ảnh hưởng, phá lệ vượt trội. Diệp Thần lắc đầu, ở bọn họ trong lòng, đây chính là bọn họ cơ duyên. Chủ nhân, xem nơi đó. Đột nhiên, Huyết Long tay chỉ một nơi thạch đài, phía trên hộp đã sớm bị lật đổ, đồ vật bên trong đã sớm không biết bị người võ giả nào làm của riêng. Trận pháp. Diệp Thần nhìn cái này cổ xưa văn lạc, lúc này đứng ở trên thạch đài, hắn mới phát hiện, lúc đầu toàn bộ Hoang Long đại điện là dựa theo ngũ hành thuật xây dựng, mỗi một cái ngũ hành kết điểm, đều có đang chém giết đoạt bảo võ giả. Bọn họ máu tươi ngâm nhuộm dưới chân đất đai, từng tầng dùng máu tưới trước trận pháp. Là Hoang Long đoạt linh trận. Huyết Long đột nhiên nói đến, trong cơ thể hắn Thái Cổ Tổ Long, mới vừa lấy xiềng xích truyền âm tại hắn. Cái này Hoang Long đoạt linh trận là thời kỳ Thái Cổ bí pháp, lúc ban đầu thậm chí có thể cùng Thái Thượng Chi Đạo sóng vai, chỉ là sau đó bởi vì phương pháp này quá độc ác, cho nên các đại năng lại nữa truyền thừa. Tổ Long tiền bối có biết phương pháp phá giải? Diệp Thần vội vàng truy hỏi nói. Huyết Long lắc đầu, hắn trước mới vừa mở ra giam cầm xiềng xích, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng bởi vì mượn dùng Thái Cổ Tổ Long toàn bộ lực lượng, thời gian ngắn không cách nào cử động nữa dùng. Thái Cổ Tổ Long thông qua xiềng xích cho hắn giao phó mấy câu nói này, cũng đã là hắn đem hết toàn lực để. Diệp Thần con người đông lại một cái, sự việc lộ vẻ được hơn nữa khó giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 255.